Mà lại, cửu tu phượng hoàng đao thân là đạo khí, nói không chừng còn có cái gì ẩn tàng chuẩn bị ở sau bảo hộ thủ đoạn. Liền thông nương tự thân, cũng là một gốc có đại khí vận hành mầm. Không chỉ một vị tiền bối, chính miệng xưng thông nương có thiên đạo chi tư. Cho nên, nàng nhất định không có việc gì. Quy tiền bối, chính là đang an ủi Vũ Nhu Tử, lại là đang an ủi tự thân Tống Thư Hàng vật trang sức bên trong, nó cùng thông nương tình cảm tốt nhất. Vũ Nhu Tử lên tiếng. Vừa rồi trong trầm mặc Vũ Nhu Tử, kỳ thật một mực tại thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng liên hệ thông nương, ý đồ xác định thông nương trạng thái. Nhưng thông nương bên kia cũng chưa hồi phục. Rất có thể giữ nhiều lành ít. Vũ Nhu Tử đưa tay nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của mình, chỗ đây là nàng lần thứ nhất tự thể nghiệm mất đi đồng bạn kinh lịch, nàng trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị thôn phệ, lại bất lực. Đặc biệt là trong đó, còn có cùng nàng da đen tử phân thân quan hệ rất tốt tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, cùng một mực quan hệ không tệ Tống tiền bối sủng vật thông nương. Cái này mang cho nội tâm của nàng lớn vô cùng xung kích. Một nháy mắt, dĩ vãng vui sướng hoạt bát Vũ Nhu Tử, tựa hồ trưởng thành rất nhiều. Từ nàng cái kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại, nàng tựa hồ lập xuống một cái tâm trí. Đối diện, đen nhánh dị thứ nguyên không gian bắt đầu chậm rãi khép kín. Thông nương bánh bao thịt tiểu tổ phân thân hy sinh khả năng vẫn là có hiệu quả, chí ít tựa như là tế phẩm đồng dạng, lắng lại lỗ đen dị thứ nguyên không gian phẫn nộ. Mắt thấy cái kia đen nhánh dị thứ nguyên không gian sắp khép kín, Vũ Nhu Tử đưa tay, lấy ra một cái cùng loại máy bay không người lái camera pháp khí trang bị. Đưa nó ném vào trong đó. Nói không chừng, có xích tiêu kiếm cộng cửu tu phượng hoàng đao thủ hộ, thông nương tiểu tổ chỉ là rơi vào đến thiên đạo phòng tối cũng không nhất định. Tại Vũ Nhu Tử khống chế bên dưới, cái kia không người đầu quay phim pháp khí, tại dị thứ nguyên không gian bên trong nhấp nhô thăm dò. Bất quá quay phim pháp khí phản hồi hình tượng bên trong, hoàn toàn không có thông nương, Tống Thư Hàng phân thân tung tích, cũng không có tìm được hài cốt. Chẳng lẽ thông nương cùng Tống tiền bối phân thân tại bị lỗ đen kia thôn phệ thời điểm, trực tiếp bị cuốn vào đến cái khác không gian, Vũ Nhu Tử thầm nghĩ trong lòng. Cửu tu phượng hoàng đao là đạo khí, coi như bị không gian lực lượng giảo hủy, chí ít cũng sẽ lưu lại mảnh vỡ, không có khả năng cái gì cũng không còn lại, nói thế nào cũng là đạo khí. Trinh sát dùng quay phim pháp khí lăn lộn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đã mất đi tín hiệu. Thậm chí, Vũ Nhu Tử trong đầu liên quan tới cái này trinh sát pháp khí ký ức, cũng bắt đầu mơ hồ. Trinh sát pháp khí rơi vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Tại hằng tinh hủy diệt virus dưới vụ nổ, bạch tiền bối cùng Tống tiền bối đẩy ngang ra thiên đạo phòng tối đại môn, lại còn không đóng lại. À, chờ chút, vô luận là bạch tiền bối cùng Tống tiền bối, ta đều không có quên. Vũ Nhu Tử đột nhiên lại chú ý tới điểm ấy. Trước đó đã bắt đầu mơ hồ hóa Tống Thư Hàng ký ức, hiện tại lại lần nữa biến rõ ràng. Chẳng lẽ tại trận kia bạo tạc bên trong, bạch tiền bối cùng Tống tiền bối đều thối lui ra khỏi thiên đạo phòng tối không gian, bị tạc về tới hiện thế. Tống tiền bối, còn tốt chứ? Vũ Nhu Tử vội vàng thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, liên hệ Tống Thư Hàng. Còn sống, Tống Thư Hàng trả lời. Tống tiền bối, phân thân của ngươi còn sống sao? Vũ Nhu Tử lại hỏi. Lần này Tống Thư Hàng không gấp phục. Mấy tức thời gian sau, Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, tựa hồ, mất liên lạc rồi, Vũ Nhu Tử, ta một hồi đáp lại ngươi. Từ trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được, Tống Thư Hàng hiện tại phi thường bận bịu. Bạo tạc hư ảo mặt trời cùng trong đó virus xung kích, bao phủ Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối. Tống Thư Hàng tế ra đế diệt trụ, tại bạo tạc cùng virus bên trong chống lên một mảnh tịnh thổ. Cũng thử nghiệm dùng đế diệt trụ hấp thu virus uy lực, cường hóa cán. Trước đây không lâu, tại bạch tiền bối dùng duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản đem hư ảo mặt trời đưa vào đến thiên đạo phòng tối sát na, cái này hư ảo mặt trời tựa hồ bị từ nào đó trương to lớn mạng lưới bên trong hái ra. Đã mất đi mạng lưới khống chế, nó liền trực tiếp dẫn bạo. Bạch tiền bối, xem ra chúng ta được tìm mới vật thí nghiệm. Tống Thư Hàng quay đầu, đối bạch tiền bối nói. Hắn vừa quay đầu lúc, lại nhìn thấy bạch tiền bối tựa hồ ở vào thất thần trạng thái. Tống Thư Hàng. Bạch đạo hữu lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một cái Tống Thư Hàng quen thuộc thanh âm nam tử. Tống Thư Hàng quay đầu hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, sau một khắc, hắn liền thấy được Audi đèn lớn công đức quang huy.
khả năng này chính là trong cõi u minh báo ứng. Cho tới nay, chỉ có Tống Thư Hàng dùng chướng mắt công đức chi quang hóa thành Audi đèn lớn đi chiếu rọi người khác, có thể để cho hắn mù công đức chi quang chỉ có chính hắn. Hôm nay, hắn rốt cục nếm đến bị người khác công đức chi quang trói mù cảm thụ. Là ai tại giả tất, quá trói mắt. Lấy Tống Thư Hàng đặc thù con mắt, vậy mà đều dùng ba hơi phía trên thời gian, mới thích ứng cái này công đức chi quang. Đây tuyệt đối không phải đơn thuần công đức chi quang hiệu quả, cái này chướng mắt công đức chi quang bên trong, tuyệt đối xen lẫn lực lượng khác. Nếu không, bằng Tống Thư Hàng trong mắt, tuyệt đối không có khả năng mù thời gian dài như vậy. Ai, Bạch Tiền Bối đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Cùng Tống Thư Hàng đãi ngộ khác biệt, khi Bạch Tiền Bối từ thất thần trạng thái bên trong khôi phục, quay đầu nhìn về âm thanh nguyên chỗ lúc, cái kia nguyên bản như là Audi đèn lớn công đức quang đoàn nháy mắt ảm đạm xuống, biến thành ngọn nến yếu ớt quang huy. Tống Thư Hàng. Khác nhau đãi ngộ muốn hay không rõ ràng như vậy. Tống Tiền Bối, chú ý an toàn, không nên chết a. Lúc này, Vũ Nhu Tử lại phát một đầu tin tức tới. Tống Thư Hàng dành thời gian an ủi, yên tâm đi, Vũ Nhu Tử. Ta hiện tại có phục sinh tại, không chết được. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển qua công đức quang đoàn vị trí. Ở nơi đó, có một tôn từ công đức chi quang biến thành đạo nhân, đứng yên tại mộng giới hư ảo mặt trời bạo tạc ở trung tâm. Là hắn. Không có chướng mắt công đức chi quang yểm hộ về sau, Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Là cái kia tại Tống Thư Hàng mộng bên trong xuất hiện qua bất hủ đạo nhân. Vị này chính là một lần nữa đốt lên chư thiên vạn giới dập tắt hằng tinh, cũng nghịch chuyển nhân quả, trọng khải chư thiên vạn giới nào đó nhậm thiên đạo. Mà lại, xem ra vị này đèn lớn bất hủ đạo nhân, nhận biết Bạch Tiền Bối. Đương nhiên, bất hủ đạo nhân nhận biết khẳng định không phải trước mắt Bạch Tiền Bối, mà là cái kia xa xôi quá khứ thiên đạo Bạch. Ngươi đang gọi ta, Bạch Tiền Bối nhìn qua bất hủ đạo nhân. Đối diện, cái kia công đức chi quang biến thành đạo nhân, cũng không trả lời. Hắn phối hợp bắt đầu tiếp tục thì thầm. Làm ngươi nhìn thấy đoạn này hình ảnh thời điểm, ta cũng đã triệt để chết đi. Tống Thư Hàng. Hắn kém chút liền băng không ngừng cảm xúc. Chủ yếu là hắn gần nhất đối triệt để chết đi bốn chữ phi thường mẫn cảm. Bất quá, trước mắt bất hủ đạo nhân, cũng không phải là phân thân, ý niệm loại hình tồn tại. Xem ra, đây chỉ là một đơn thuần hình ảnh nhắn lại. Là đã sớm thu tốt nội dung, đang thỏa mãn một loạt điều kiện về sau, bị phát động, kích hoạt. Bắt đầu phát ra. Sở các chủ ngốc mau nói. Bạch Tiền Bối cũng đã nhận ra điểm này. Hắn cùng Tống Thư Hàng, sở các chủ ngốc mau không còn lên tiếng, tử tế nghe lấy đoạn này nhắn lại. Nói thật, ta cũng không xác định ta lưu lại đoạn hình ảnh này, người có thể hay không thu được. Ta đưa nó nấp rất kỹ, bởi vì không thể để cho tên kia phát hiện đoạn hình ảnh này. Nhưng bởi vì ta ẩn tàng quá tốt, ta rất lo lắng người có thể hay không tìm tới nó. Cái này một trận để ta rất khó khăn, nhưng về sau, ta cân nhắc đến Bạch đạo hữu ngươi vận khí, liền quyết định đánh cược một lần. Ta tin tưởng lấy Bạch đạo hữu vận khí, cuối cùng cũng có một ngày có thể nhìn thấy đoạn này hình ảnh. Bất hủ đạo nhân tiếp tục nói. Mặt khác, khi Bạch đạo hữu ngươi thấy đoạn hình ảnh này thời điểm, liền đại biểu cho ngươi khẳng định đã phát hiện chư thiên vạn giới rất nhiều hằng tinh bên trong, ẩn tàng vấn đề A. Rất xin lỗi, đến cuối cùng. Trả lại cho ngươi lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm. Cái này hằng tinh hủy diệt virus, là lấy bất hủ khí tức vật làm cơ sở, mân mê ra. Ta đã từng một trận cùng tên kia hợp tác qua, nhô ra cái này hằng tinh hủy diệt virus bộ phận chế tác quá trình. Đáng tiếc, không có đạt được hoàn chỉnh phương pháp chế luyện, muốn phá giải cũng trở nên khó khăn. Một phần trong đó tử virus chỉ là dùng bất hủ khí tức vật luyện chế, xử lý coi như thuận tiện. Nhưng trong đó có một bộ phận căn nguyên mẫu virus, lại là dùng chân chính bất hủ chi thể chế tạo. Đó là ngay cả thiên đạo quyền hành cũng vô pháp xóa đi đồ vật. Dùng chân chính bất hủ chi thể tạo ra virus, nếu là bất hủ, liền thiên đạo cũng vô pháp xóa đi bất hủ, vì cái gì còn có thể chế tác thành virus. Mà lại, nếu là bất hủ, cái kia muốn làm sao chia cắt cắt cách. Sở các chủ ngốc mau nghi ngờ nói. Nàng là sử dụng truyền âm phương thức cùng mọi người câu thông. Miễn cho đánh gãy thu hình lại phát ra hiệu quả. Chẳng lẽ tại bất hủ phía trên, còn có một loại nào đó cường đại hơn khái niệm, có thể phá bất hủ? Tống Thư Hàng suy đoán nói.
Liên cùng một ít bất nhập lưu trò chơi thiết lập VIP có ma pháp miễn dịch thuộc tính, nhưng siêu cấp VIP có phá ma pháp miễn dịch đặc quyền, sau đó siêu siêu VIP lại có phòng. Phá ma pháp miễn dịch thiên phú. Phá phá phòng phòng, khắc kim vô cùng tận. Thiên đạo cùng bất hủ còn không đến mức như thế trò đùa. Bạch tiền bối lắc đầu nói. Mà lại, thông qua bất hủ đạo nhân miêu tả, tại hắn tại nhiệm trong lúc đó, trước mấy vị thiên đạo bên trong tựa hồ có một vị nào đó tại hạ nhiệm về sau, còn lưu lại một bộ phận bất hủ chi thể. Thậm chí, trước mấy đời thiên đạo bên trong, còn có một vị nào đó tại sinh động lấy. Ta cuối cùng nghịch chuyển nhân quả, nhưng ta không biết loại hiệu quả này có thể tiếp tục bao lâu. Mà lại cho dù là nghịch chuyển nhân quả, cũng chỉ là đem chư thiên vạn giới hủy diệt trì hoãn một bước. Cục diện rối rắm còn tại cái kia, virus căn nguyên vẫn còn ở đó. Bất hủ đạo nhân nhắn lại vẫn còn tiếp tục. Ta đem tất cả hy vọng, đặt ở trên người ngươi. Bạch đạo hữu. Tống Thư Hàng nhớ lại mộng bên trong trải qua bất hủ đạo nhân đóng cửu tu chi mộ ký ức. Trong đó, bất hủ đạo nhân cũng đã nói, hắn đã đem hy vọng cược tại tương lai. Hiện tại xem ra, thật sự là hắn là đem hy vọng cược tại thiên đạo bạch trên thân. Nhưng cũng có thể là hắn thật đem tin tức giấu quá tốt rồi, cái này hình ảnh đến hôm nay, mới khiến cho hiện thế bạch tiền bối móc ra. Thời gian không nhiều lắm, bạch đạo hữu, tương lai liền giao phó cho ngươi. Ta công đức võng sẽ tận lực nhiều kiên trì một chút thời gian, vì ngươi tranh thủ. Bất hủ đạo nhân nói. Đang khi nói chuyện, cái này một đoàn công đức chi quang nổ tung, áp bách tại hư ảo mặt trời bạo tạc sau dư ba bên trên. Hư ảo mặt trời uy lực nổ tung bị cưỡng ép áp chế. Đây là bất hủ đạo nhân lưu lại khắc chế hằng tinh hủy diệt virus chuẩn bị ở sau. Cũng có thể là hắn đối bạch đạo hữu bảo hộ biện pháp. Tại cái này công đức chi lực áp chế xuống, nguyên bản đã nổ tung hằng tinh hủy diệt virus lại bị ép trở về. Một hạt so cát còn muốn nhỏ vật, cuối cùng xuất hiện tại Tống Thư Hàng đám người trước mặt. Bất hủ không cách nào cắt chém, bất hủ thiên đạo liền cắt ngắn đều làm không được. Nhưng nếu như, cái này bất hủ thiên đạo bản thể, chính là một mảnh cát hoặc là cùng loại hạt nhỏ tổ hợp thể, vậy nó sau khi chứng đạo, còn có thể hay không đem thân thể của mình phân liệt ra đến. Tống Thư Hàng nhìn thấy viên này bất hủ khí tức hạt cát về sau, ý tưởng đột phát, lên tiếng nói. Vấn đề này, đi hỏi một chút cửu U Bạch, có lẽ có thể được đến một chút đáp án. Bạch tiền bối suy tư nói. Nếu không, bạch tiền bối người bói một quẻ, nhìn xem suy đoán của ta đáng tin cậy hay không. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát nói. Chỉ cần tại quẻ bói lên viết lên là, không phải, cái khác ba cái khả năng, sau đó để bạch tiền bối giúp thăm bói toán, nói không chừng liền có thể đạt được muốn đáp án. Ngươi thật là cơ trí. Sở các chủ mốc mau nói bá tống luôn luôn tại một chút ngoài dự liệu địa phương, triển lộ hắn quỷ dị trí tuệ. Một hồi chúng ta thử một chút, bạch tiền bối cũng không cự tuyệt, dù sao cũng chính là tiện tay rút cái sự tình. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía trước mắt bị công đức đạo nhân áp chế cái kia một điểm nhỏ bất hủ khí tức hạt tròn, cái này một chút xíu vật lớn chính là hủy diệt hằng tinh virus đầu nguồn. Tống Thư Hàng đồng dạng nhìn qua cái này virus hạt tròn nói, công đức bất hủ đạo nhân đem tương lai phó thác cho bạch tiền bối, hắn chỉ sợ là muốn bạch tiền bối giải quyết cái này hủy diệt virus, diệt trừ hắn lưu lại bãi nát. Hắn phó thác chính là thiên đạo bạch, bạch tiền bối nói, mặt khác, từ công đức đạo nhân nhắn lại bên trong đến xem, hắn lưu lại công đức võng cũng vô pháp vĩnh viễn áp chế những virus này mà lại áp chế thời gian có thể sẽ không quá lâu. Chỉ là không biết cái này không lâu đến cùng là bao lâu thời gian. Cẩn thận coi là, từ công đức đạo nhân về sau, thiên đạo thay đổi, kinh lịch thiên đạo bạch cùng thiên đạo cầu hai cái thời đại. Hai cái đại thời đại, vượt xa khỏi không lâu cái này khái niệm. Cho nên hiện tại, công đức võng còn có thể chống bao lâu? Vận khí tốt, nói không chừng mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm sau virus mới toàn diện bộc phát. Vận khí không tốt, nói không chừng mấy ngày thậm chí lập tức virus liền sẽ bộc phát. Sở các chủ ngốc mau tỉnh táo nhắc nhở, càng làm cho ta lo lắng chính là, nếu như công đức đạo nhân nhắn lại đối tượng là thiên đạo bạch, như vậy hắn thiết định công đức võng kỳ an toàn, rất có thể là lấy thiên đạo bạch tiền nhiệm về sau tính toán. Chỉ sợ hiện tại, công đức võng đã qua bảo đảm chất lượng kỳ. Lại nói, năm đó thiên đạo bạch không có phát hiện hằng tinh hủy diệt virus sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía bia đá đạo hữu, dò hỏi lấy thiên đạo bạch tiền bối sinh động tính cách, không có khả năng không phát hiện được những thứ này hằng tinh hủy diệt virus ha.
Trên thực tế, liên quan tới ta chủ sau khi chứng đạo sự tình, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Phải biết, ta tại ta chủ chứng đạo trước đó, liền bị thú tu giới Phượng Hoàng mượn đi trấn áp thú tu giới Thánh Sơn. Một mực tại ta chủ chứng đạo bất hủ về sau, đột nhiên lại đi tới bên cạnh ta, ở bên cạnh ta bố trí nhắn lại, bàn giao cửu U Bạch Chúa Tể. Bia đá đạo hữu trả lời. Lần trước gặp mặt lúc, hắn cũng không đề cập qua virus sự tình. Bạch tiền bối chậm rãi nói. Ta cũng không nghe hắn nhắc qua. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày lần trước tại nhìn thấy thiên đạo bạch, cũng tại trong trí nhớ lưu lại thần con mắt, đang nhìn tương lai. Hình ảnh, ở giữa, thiên đạo bạch không có nói ra chuyện dư thừa. Có lẽ, tại thiên đạo bạch thời đại, những thứ này hằng tinh hủy diệt virus ở vào thời kỳ ủ bệnh. Sở các chủ ngốc mau suy tư, phỏng đoán nói. Tại chư thiên vạn giới hằng tinh bên trong che kín virus sự tình, khẳng định không thể gạt được đương đại thiên đạo mắt. Mà từ trước đó công đức đạo nhân nhắn lại bên trong có thể biết, công đức đạo nhân tại cuối cùng nghịch chuyển nhân quả, trong lúc đó khả năng thanh lý qua chư thiên vạn giới hằng tinh bên trong hủy diệt virus. Chỉ có những cái kia chân chính bất hủ chi thể làm gốc nguyên tạo ra bất hủ hủy diệt virus giữ lại, không cách nào bị thiên đạo quyền hạn chỗ xóa bỏ. Bộ phận này virus số lượng khả năng không nhiều, tại thiên đạo bạch tiền nhiệm về sau, một mực ở vào thời kỳ ủ bệnh, không có gây nên thiên đạo bạch chú ý. Sở các chủ dựa theo công đức đạo nhân nhắn lại bên trong tuyến tác, một đường phỏng đoán. Đây cũng là tiếp cận nhất sự thật phỏng đoán. Sau đó, tại béo cầu đại lão thời đại, những virus này tìm đúng thời cơ về sau, lại bắt đầu lan tràn. Tống Thư Hàng tiếp lấy phỏng đoán nói. Béo cầu đại lão cùng dĩ vãng thiên đạo khác biệt, nó chứng đạo về sau, bản thể có thiếu. Giữa đường, liền tiến vào cơ giới hóa chương trình giai đoạn, trở thành theo chương trình chấp hành thiên đạo chức trách cơ giới thể. Hằng tinh hủy diệt virus có thể là bắt lấy giai đoạn này, bắt đầu trắng trợn truyền nhiễm, lan tràn. Béo cầu đại lão ngay lúc đó máy móc trạng thái, đối rất nhiều người mà nói, đều là cái cơ hội tốt. Cho nên, đây là nho gia thánh nhân nồi. Bia đá đạo hữu nói. Bia ngốc ngốc ê a đâm. Tạo hóa tiên tử nổi lên, đối tảng đá đạo hữu dùng sức quơ quơ quả đấm. Bia đá đạo hữu túng túng thu nhỏ thân thể, hóa thành nhỏ bảng hiệu treo trở lại Tống Thư Hàng bên hông. Tóm lại, trước đem thứ này giải quyết hết, bạch tiền bối lên tiếng nói. Cái này bị áp chế trở về virus hạt tròn, mặc dù bị công đức đạo nhân còn sót lại lực lượng áp chế. Nhưng nơi này không phải hiện thế. Đã mất đi công đức võng ủng hộ, công đức đạo nhân lực lượng kiểu gì cũng sẽ tiêu tán. Đúng rồi, công đức võng. Tống Thư Hàng đưa tay đem thiên tử mang ra ngoài, hỏi, công đức thiên tử, người cái này có hay không ứng phó phương án? Thế gian này, chỉ có công đức thiên tử, cật qua thánh quân cùng cái gì đều có thể bán đại lão sư đồ, có thể tùy ý ra vào cái kia thần bí công đức võng. Trước kia Tống Thư Hàng cũng không nghĩ tới. Chương này trải rộng chư thiên vạn giới công đức võng vậy mà nổi lên bảo hộ chư thiên vạn giới, áp chế virus tác dụng. Tiên tử nháy nháy mắt về sau, rơi vào trầm tư, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Một lát sau, tiên tử mở miệng báo ra một chuỗi danh tự, công đức võng. Trường sinh chi đạo, thế gian song toàn công đức thuật, cật qua. Chẳng lẽ công đức võng bên trong cái kia chống không trường sinh chi đạo, là ứng phó thủ đoạn? Chúng ta phải đợi cật qua tiền bối chứng đạo trường sinh. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Nói thật, cho dù có hoàn chỉnh trường sinh chi đạo tại, cật qua tiền bối chứng đạo trường sinh, cũng không phải mấy năm liền có thể làm được. Rất có thể cần cái mấy trăm năm, thậm chí càng lâu. Con đường tu luyện, một bước một dấu chân. Mới vào kiếp tiên cảnh giới đến kiếp tiên đỉnh phong, cần dài đằng đẵng tuế nguyệt đi tích lũy. Chờ mong cật qua tiền bối chứng đạo trường sinh. Tống Thư Hàng còn không bằng chờ mong bên dưới chính mình, chỉ ít hắn nhất định có thể so cật qua tiền bối sớm hơn một chút chứng đạo trường sinh. Nếu không, công đức tiên tử, người thử một chút cái này trường sinh chi đạo. Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động, hiện tại công đức xà mỹ nhân tại hắn khổng lồ công đức chi lực thôi thúc dưới, đã ở vào yếu trường sinh giả cảnh giới. Một khi nắm giữ chống không trường sinh chi đạo, nàng có thể tại cùng trong thời gian ngắn, trở thành một tôn mới trường sinh giả. Công đức xà mỹ nhân lại lắc đầu. Viễn cổ thiên đình thời đại, nàng không có lựa chọn kế thừa đầu này trường sinh chi đạo. Nàng bây giờ, vẫn như cũ sẽ không đi kế thừa. Xem ra, ở trong đó có cái gì ẩn tình. Hoặc là, đầu này trường sinh chi đạo, đại giới rất lớn.
Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán. Nói trở lại, nguyên lai thế gian song toàn công đức thuật cùng trường sinh chi đạo, đều là công đức đạo nhân lưu lại. Ban sơ, tại tiếp xúc đến cái kia bộ thế gian song toàn công đức thuật lúc, Tống Thư Hàng bọn người liền cảm giác bộ công pháp kia người sáng tạo, đứng tại một cái siêu phàm độ cao, lấy một loại nhìn xuống thế gian vạn vật góc độ sáng tạo ra bộ công pháp kia. Nguyên lai, đây là lấy thiên đạo tầm mắt, tại sáng tạo bộ công pháp kia. Mặc dù không biết vì sao, bộ này thiên đạo công pháp không có viết lên hoàn chỉnh, chỉ sáng tạo đến tầng cảnh giới thứ 8. Bất quá ngay cả như vậy, bộ này thế gian song toàn pháp công đức thuật vẫn như cũ có rất nhiều đặc dị thần thông. Tu luyện bộ công pháp kia công đức xà mỹ nhân cùng cật qua thánh quân, đều chiếm được tiến vào công đức võng quyền hạn. Lại càng không cần phải nói, cái này công đức võng bên trong ẩn tàng đầu kia chống không trường sinh chi đạo. Đã từng có đoạn thời gian, Tống Thư Hàng hoài nghi có phải là cái gì đều có thể bán đại lão lưu lại đầu này trường sinh chi đạo, dù sao cái gì đều có thể bán đại lão cũng vô cùng thần bí, trên thân tràn ngập hấp dẫn người mê điểm. Hiện tại xem ra, đầu này trường sinh chi đạo cũng tốt, công đức xà mỹ nhân tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật cũng tốt, đều là công đức đạo nhân lưu lại. Thậm chí, cái gì đều có thể bán đại lão cũng có thể là cùng công đức đạo nhân có quan hệ. Nếu như theo cái này mạch suy nghĩ, có một số việc rất có thể liền có chút đầu mối. Tống Thư Hàng phỏng đoán nói, tỷ như, duy trì chương này công đức võng lạc, khẳng định cần phải có ổn định năng lượng cung cấp. Cái này công đức võng lạc trải rộng chư thiên vạn giới, tiêu hao khẳng định cực lớn. Mà cái gì đều có thể bán đại lão, liều mạng thu thập linh thạch, linh mạch. Có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Nghĩ như vậy lời nói cái gì đều có thể bán đại lão quả thực là cái không có tiếng tăm gì anh hùng. Một mực tại âm thầm thủ hộ lấy hòa bình của thế giới mà kiếm tiền. Thoáng có chút bị cảm động đến. Bạch tiền bối. Hắn cảm giác Thư Hàng não bổ quá mức, cái gì đều có thể bán đạo hữu liều mạng kiếm tiền thời cơ, hẳn là sẽ không là vì bổ sung công đức võng lạc tiêu hao. Đạo lý rất đơn giản dù sao, dù là cái gì đều có thể bán mỗi một giây đều có đại lượng linh thạch doanh thu, cũng không đủ công đức võng lạc tiêu hao. Biến mãn chư thiên vạn giới công đức võng tiêu hao chi lớn. Hoàn toàn không phải linh thạch có thể chống đỡ. Công đức đạo nhân lưu lại lực lượng bắt đầu suy yếu. Bia đá đạo hữu lên tiếng nhắc nhở. Không có công đức võng cung cấp đến tiếp sau năng lượng, trước mắt công đức đạo nhân hình ảnh bắt đầu làm nhạt bắt đầu, nó không cách nào thời gian dài áp chế virus hạt tròn. Nếu không trực tiếp để nó nổ tung, dù sao nơi này là thiên đạo phòng tối. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Chỉ cần bạch đạo hữu mang theo Tống Thư Hàng rút đi. Liền để này virus hạt tròn nổ thống khoái. Nổ không nổ tại tiếp theo, chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu, là nghiên cứu ứng đối ra sao loại virus này, tìm tới giải quyết phương án. Tống Thư Hàng nói, dù sao, chúng ta không có khả năng để bạch tiền bối đem chư thiên vạn giới tất cả lây nhiễm virus hàng tinh đều đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Bạch tiền bối đưa tay nhắm ngay virus hạt tròn, nhanh chóng nếm thử các loại phong ấn. Nhìn xem loại nào kiểu dáng phong ấn đối loại virus này sẽ hữu hiệu quả. Bạch tiền bối nắm giữ phong ấn chủng loại rất nhiều, có không gian phong ấn, có ngũ hành phong ấn, có phong ấn đến vật thể bên trên, có tại vật thể mặt ngoài lạc hạ phong ấn thuật thức. Mấy trăm loại phong ấn thủ pháp, tại này virus hạt tròn lên hiện lên, lại đều không có gì quá lớn hiệu quả. Bạch tiền bối rút bàn tay về, chậm rãi nói, chúng ta được chứng đạo thiên đạo đi. Dính đến bất hủ khí tức đồ vật, đối không phải bất hủ vật thể đều mang theo áp chế hiệu quả. Muốn nhằm vào bất hủ, chỉ có đồng dạng bất hủ cấp bậc lực lượng mới được. Bất hủ cần bất hủ đi áp chế, mà lại, chúng ta tìm ra giải quyết virus thủ pháp về sau, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, giải quyết chư thiên vạn giới tất cả hàng tinh bên trong virus. Bạch tiền bối suy tư nói, chư thiên vạn giới có lớn có nhỏ, nhỏ khả năng chỉ có một cái hành tinh hệ. Lớn lại là cả một cái vũ trụ mênh mông. Trong vũ trụ bao la, hàng tinh vô cùng vô tận. Dẫn trước nhân lực từng khỏa đi giải quyết, cần nỗ lực thời gian căn bản là không có cách tính toán. Chỉ có chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo, mượn thiên đạo quyền hành, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế virus, cũng đưa chúng nó khu trừ. Bạch tiền bối muốn chứng đạo sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía bạch tiền bối. Cùng so sánh, kỳ thật. Ta càng hy vọng ngươi có thể chứng đạo. Bạch U ý nghĩ, đoán chừng cũng giống như ta. Bạch tiền bối đột nhiên nói. Tống Thư Hàng.
Bạch tiền bối cùng bạch tiền bối đối ta chờ mong vậy mà cao như vậy. Bất quá, thiên đạo chi vị có được quá nhiều không ổn định yếu tố. Chúng ta đối thiên đạo lý giải vẫn là quá ít, ấn chúng ta bây giờ hiểu rõ, thiên đạo chi vị không hề giống là tưởng tượng bên trong như vậy bình thản, nó là cái hố to. Cho nên, ta lại không muốn để cho ngươi chứng đạo bất hủ. Bạch tiền bối lại nói. Càng là hiểu rõ bất hủ, thì càng cảm giác được hắn không ổn định. Rõ ràng là bất hủ bất diệt, thiên địa đều muốn hủy đi, bất hủ thiên đạo vẫn như cũ có thể tồn tại. Nhưng lịch đại thiên đạo, nhiều đời thay đổi. Bất hủ chi vị, không có mọi người nghĩ tốt như vậy. Cân nhắc đến điểm này về sau, bạch tiền bối lại không hy vọng để Tống Thư Hàng cuốn vào loại phiền toái này bên trong. Cho nên, nếu quả như thật muốn chứng đạo, chúng ta được cân nhắc thiên đạo bạch lưu lại tuyến tác. Đúng không, Tống Thư Hàng dìu lên tay áo. Đồng thời tay phải nghịch kình quyền sáo lùi về, lộ ra Tống Thư Hàng ngón tay. Bây giờ, thực lực đạt tới cửu phẩm cảnh giới về sau, Tống Thư Hàng đối giám định bí pháp nắm giữ đã hiểu rõ tại tâm. Dù cho không mang bắt đầu bộ, ngón tay hắn tiếp xúc đến vật thể lúc, cũng sẽ không lại lung tung kích hoạt giám định bí pháp. Sở dĩ một mực mang theo quyền sáo này, vừa mở là quen thuộc, thứ hai là quyền sáo lên ở nghịch kình khí linh tiểu tiên tử, Tống Thư Hàng càng thích để nàng nhiều quan sát ngoại giới. Hảo hảo trưởng thành. Hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo. Bạch tiền bối chậm rãi nói. Việc này nói nghe dễ dàng, nhưng cụ thể lên làm sao thao tác, đến bây giờ hắn cũng không có đầu mối. Lấy Thư Hàng trước đó mang thai phương thức có thể thực hiện sao? Bia đá đạo hữu nói. Chứng đạo cá thể, chí ít cũng phải ngưng tụ ra chính mình đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên trình độ này, không có trình độ này. Liền chứng đạo bất hủ tư cách đều không có. Tống Thư Hàng nói, mang thai loại phương thức này, kỳ thật cũng không có thể thực hiện. Linh quỷ loại phương thức này đâu? Linh quỷ cùng chủ nhân mặc dù tính một cái cá thể, nhưng Tống tiền bối linh quỷ nhưng lại có chút khác biệt a. Da đen tử lên tiếng nói. Nhưng ta linh quỷ tiên tử, vẫn như cũ không thể xem như hoàn chỉnh hai cái cá thể. Tống Thư Hàng nói, đem ngón tay đặt tại viên kia virus hạt tròn phía trên, kích hoạt giám định. Dùng có nhuộm bất hủ khí tức chi vật làm tài liệu, chế tạo virus phân liệt thể. Đây là từ bất hủ virus mẫu thể thượng truyền nhiễm ra tử thể. Phương thức giải quyết, đế diệt trụ có thể thôn vệ một số nhỏ bất hủ khí tức virus tử thể. Cái khác phương thức giải quyết, không biết. Chú thích, xin đừng nên trực tiếp tiếp xúc virus. Tống Thư Hàng, đế diệt trụ hấp thu có hạn, cái khác phương thức giải quyết không biết. Về phần câu kia không cần trực tiếp tiếp xúc virus nhắc nhở. Tống Thư Hàng sớm có ứng đối chi pháp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng hất lên, một tầng găng tay tráng ra liền biến hóa xuống tới. Tại tiếp xúc virus nguyên thể lúc, hắn liền làm xong lột xác chuẩn bị. Đừng ném loạn a, trên đỉnh đầu, sở các chủ ngốc mau nhắc nhở nói. Ngươi như thế ném loạn thân thể linh kiện, tai nạn cự quy nhất tộc sẽ khóc từ hướng này đến xem, nắm giữ lấy cường đại tự lành năng lực Tống Thư Hàng. So với Vân Tước Tử đến muốn càng làm tai nạn cự quy nhất tộc đau đầu. Vân Tước Tử linh kiện đồng dạng đều là nàng tìm chết sau lưu lại. Mà Tống Thư Hàng lại có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong không ngừng tuột linh kiện, đồng thời hắn còn có móc trong mắt yêu thích. Tiếp tục như vậy, tai nạn cự quy nhất tộc lượng công việc được lật gấp mấy chục lần cũng không chỉ. Không cần lo lắng, sợ các chủ tiền bối, ta có chừng mực. Mà lại, ta cũng sẽ không để nó uổng phí hết. Tống Thư Hàng nói, hắn là cái hiểu được vật tận kỳ dụng nam nhân, vô luận là cái gì, rơi vào trong tay hắn về sau, hắn đều có thể đem đồ vật giá trị tận lực phát huy đến lớn nhất. Huống chi là từ trên người hắn lột xác ra đồ vật, càng là không thể lãng phí. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, dầu cù là niệm lực thi triển ra, bị lột xác ra đi găng tay tại cổ tay bộ phận khép kín bắt đầu, thành phong bế sắc tay. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng trên thân khí thế liên tục tăng lên, một thân tiên nguyên cổ động. Ngươi muốn làm gì? Bia đá đạo hữu hỏi. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng đột nhiên quát to một tiếng. Bên cạnh, bạch tiền bối đột nhiên phối hợp đưa tay xuất kiếm, một đạo kiếm khí chém về phía viên kia bất hủ khí tức virus. Trước đó bạch tiền bối tại viên này virus lên soát trên trăm loại phong ấn thủ pháp, nhưng đối với nó một mực không hiệu quả gì. Mà lại, công đức đạo nhân lưu lại lực lượng đối này virus áp chế cũng càng ngày càng yếu. Tựa như đã không làm gì được này virus hạt. Mà bạch tiền bối một kiếm này chém xuống về sau, viên kia bất hủ khí tức virus bên cạnh,
xuất hiện trên trăm mai phong ấn phủ văn, áp chế cái này bất hủ khí tức virus. Bạch tiền bối kiếm khí chém xuống. Nguyên bản như thật nhỏ như cát virus hạt tròn, bị kiếm khí bổ ra, vỡ thành nhỏ hơn virus hạt. Lúc này, cái kia trăm viên phong ấn phủ văn một chen mà lên, mỗi một mai đều phối hợp với công đức đạo nhân lực lượng cuối cùng, đem phân tán vỡ nát virus hạt bao khỏa phong ấn. Chỉ cần không phải chân chính bất hủ, liền vẫn như cũ sẽ vỡ vụn. Bất quá, cho dù là bị đánh vỡ thành trên trăm phần về sau, bạch tiền bối phong ấn vẫn như cũ không thể hoàn toàn phong ấn những thứ này virus hạt, chỉ có thể ngắn ngủi đưa chúng nó lưu lại. Sở các chủ ngốc mao. Nàng có chút xem không hiểu bạch tiên trưởng cùng Tống Thư Hàng thao tác. Mà lại, làm sao luôn cảm giác bạch tiên cùng Tống Thư Hàng ở giữa có loại vượt mức bình thường ăn ý. A bạch một kiếm này, rõ ràng là tại cho Tống Thư Hàng đánh phối hợp. Tới tốt lắm, lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên đưa tay giơ lên, giống như là tại làm tập thể dục theo đài. Lại giống là đang cởi quần áo. Sau một khắc, hắn thi triển khiến sở các chủ ngốc mao khiếp sợ bá Tống lột ra kỹ năng. Khi tiến vào thiên đạo phòng tối thế giới lúc, Tống Thư Hàng thân thể liền lây nhiễm virus. Nhưng là cái kia hằng tinh hủy diệt virus chỉ có thể tại Tống Thư Hàng làn da tầng ngoài du tẩu, để hắn làn da đỏ lên, lại không thể càng thâm nhập xâm phệ Tống Thư Hàng thân thể. Nói cách khác, bá Tống gia có thể ở một mức độ nào đó ngăn trở loại này virus. Vừa rồi Tống Thư Hàng lột ra tay phải làn da về sau, phong bế cổ tay bộ phận về sau, cái kia lây nhiễm virus thậm chí liền không cách nào lộ ra. Bất hủ chỉ có thể dùng bất hủ đi đối phó. Ngụy bất hủ cũng có thể dùng ngụy bất hủ đi nhằm vào. Tống Thư Hàng nhục thân có ngụy bất hủ tính chất cùng lây nhiễm bất hủ khí tức tính chất. Chút bỏ hoàn chỉnh bá Tống ra về sau, công đức xà mỹ nhân chủ động hiển hiện, mở rộng ra bên hông cánh, đem Tống Thư Hàng bao phủ, phòng ngừa hắn tẩu quang. Tống Thư Hàng đưa tay ném đi, cái kia duỗi bá Tống lột ra chụp vào bị vỡ thành trên trăm khối, lại bị phong ấn virus hạt. Virus hạt bị bá Tống ra bao lại. Bên cạnh lột ra găng tay bay tới, cùng bá Tống ra kết nối. Ngươi chuẩn bị dùng chính mình lột ra đến phong ấn virus hạt tròn. Sở các chủ ngốc mao nghi ngờ nói. Không, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu không, ta cũng sẽ không để bạch tiền bối hiệp trợ ta chém vỡ virus. Tống Thư Hàng tay phải kết ấn, mi tâm bắt đầu tỏa sáng. Chỉ có bị đánh nát, bị phong ấn sau virus hạt. Lại bị bá Tống lột ra bao lại về sau, mới có thể đi vào đi xuống một bước. Thu cất đi, đây là ta sau cùng tài phú Tống Thư Hàng trên tay phải tán tài vương tọa ấn ký tỏa sáng. Thứ ba thần nhãn mở ra. Khắc kim nhất kích. Hoa. Bá Tống lột ra bị tán tài vương tọa ấn ký hấp dẫn tới, dung nhập Tống Thư Hàng tay phải ở giữa vòng xoáy nhỏ bên trong. Chân quý ngụy. Bất hủ giả ra cộng hằng tinh hủy diệt virus cộng bất hủ khí thức virus nguyên thể cộng công đức đạo nhân còn sót lại công đức chi lực toàn bộ bị vòng xoáy chuyển hóa. Xong rồi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Chỉ cần thành hắn bá Tống bảo vật, vậy liền đều tại khắc kim phạm vi bên trong. Mà bị phân liệt về sau, bị ngắn ngủi phong ấn virus hạt, tại phong ấn bên trong không có sức phản kháng, cũng liền phù hợp khắc kim tiền đề. Cái này một đợt khắc kim bảo vật mặc dù không nhiều. Nhưng thắng ở chất lượng cực cao. Công đức đạo nhân chính là bất hủ thiên đạo, virus lên nhuộm bất hủ khí tức, bá Tống lột ra đồng dạng có được bất hủ khí tức còn có ngụy bất hủ trạng thái. Mỗi kiện bảo vật đều có thể cùng bất hủ nhấc lên chút quan hệ. Vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ, tại Tống Thư Hàng đầu ngón tay hóa thành một điểm quang mang. Thần kích khắc kim nhất kích, Tống Thư Hàng chậm rãi lên tiếng nói. Thanh âm của hắn tại thần kích phụ trợ bên dưới. Hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm, quanh quẩn tại thiên đạo phòng tối không gian. Công đức xà mỹ nhân hai tay làm cầu nguyện hình, phù sau lưng Tống Thư Hàng, lại dùng cánh đem hắn bao phủ. Giờ khắc này bá Tống, quả thực như là trong truyền thuyết thần nhân giáng lâm. Thứ ba thần nhãn chuyển động, nho ra thánh nhân chi nhãn đồng dạng tập trung vào thiên đạo phòng tối bên trong một vị trí nào đó. Tống Thư Hàng ngón tay, bỗng nhiên chuyển di phương hướng. Điểm hướng thứ ba thần nhãn cùng nho ra thánh nhân chi nhãn khóa chặt chỗ. Oanh! Thần kích quang huy, xuyên thấu không gian. Thiên địa dưới một kích này biến hóa. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này, chỉ còn lại đạo này ánh sáng chói mắt ẩn chứa từng sợi bất hủ lực lượng quang huy. Tại cái này quang huy chiếu rọi xuống, thiên đạo phòng tối không gian một góc, hiện lên một cái rất nhỏ thân ảnh.
kia là một vòng nhỏ bé hư ảo mặt trời hình ảnh. Cái này hư ảo trên mặt trời, cũng có ánh mắt đưa ra. Cái này ánh mắt, một mực nhìn chằm chằm cái kia đạo thần kích quang huy, không rời mắt nổi con ngươi. Khắc kim nhất kích quang mang, rơi xuống người nó. Hư ảo mặt trời vỡ nát ra, không có lực phản kháng chút nào, bị trực tiếp đánh nổ. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối đưa tay vẩy một cái, hắn duỗi ra ẩn giấu đi Tống Thư Hàng nguyên thần cánh tay, nhẹ nhàng giương lên. Một cây bá thần trụ được triệu hoán ra. Bá thần trụ trường sinh trụ hệ liệt hư nhật trụ. Chính là trước đó Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng, Vân Thức Tử Tiên Tử, Bạch Cốt Tiên Cơ Tiểu Tổ, tại mộng giới chém giết hư ảo húc nhật đại lão về sau, Tống Thư Hàng ngưng tụ ra hư nhật trụ. Cái này trụ hư nhật trụ nháy mắt duỗi dài, trụ nhọn rơi vào cái kia thần kích quang huy nổ tung chỗ. Bị đánh nổ hư ảo mặt trời mảnh vỡ, toàn bộ bị hư nhật trụ hấp thu. Hư nhật trụ trưởng thành cộng một. Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng ở giữa phối hợp, thiên y vô phùng. Cái này sóng phối hợp công kích, đột như kỳ khai, trong lúc đó thậm chí không có trao đổi qua vết tích. Cho dù là sở các chủ ngốc mau, bia đá đạo hữu, da đen từ các loại vật trang sức, đều không có phát giác Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiên là từ lúc nào triển khai phối hợp. Hồ Tống Thư Hàng dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ nhàng thổi thổi đầu ngón tay khói lửa, chỉ cần có đầy đủ tiền, liền xem như thần, ta cũng oanh bạo cho các ngươi nhìn. Câu này lời kịch rất tốt, nhưng bây giờ nó là của ta. Công đức xà mỹ nhân trong miệng đọc lên một câu lời kịch. Ta, tạo hóa tiên tử theo sát lấy niệm lời kịch. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối vẫy tay, đem bá thần trụ hư nhật trụ gọi trở về. Từng cường hóa sau hư nhật trụ, biến càng thêm chói mắt, nó cùng bì bì trụ đều là có thể trưởng thành hệ liệt, tiền đồ vô lượng. Mới vừa rồi bị khắc kim nhất kích đánh nổ, là hư nhật đại lão sao? Hư nhật đại lão quả nhiên còn không có triệt để chết mất. Da đen tử hỏi. Các ngươi lúc nào phát hiện cái kia hư nhật tung tích? Bia đá đạo hữu nhịn không được hỏi, nó từ đầu tới đuôi đều không có cảm ứng. Các ngươi chừng nào thì bắt đầu quyết định phối hợp, từ Bạch đạo hữu bắt đầu thi triển phong ấn thuật thời điểm. Sở các chủ ngốc mao đồng thời hỏi. Theo nó thừa dịp mặt trời bạo tạc hỗn loạn, tại chúng ta mở ra thông đạo đằng sau lặng lẽ đi vào thiên đạo phòng tối thế giới thời điểm, ta liền phát giác được nó. Tống Thư Hàng dứt lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ hư nhật trụ. Có hư nhật trụ tại, dù là hư nhật đại lão ẩn tàng cho dù tốt, cũng vô pháp tránh né. Đồng lý, có hà chỉ trụ tại, tương lai dù là hà chỉ ma đế muốn lén lén lút lút tiếp cận Tống Thư Hàng, cũng không có khả năng. Cắt nát virus là vì tốt hơn đưa chúng nó khắc kim sao? Da đen vũ nhu tử hỏi. Bạch Tiền Bối đáp, đúng vậy, không cắt nát, cũng không tốt phong ấn bọn chúng. Phong ấn tốt, ta mới có thể một hơi đưa chúng nó khắc tuột. Nếu không, bọn chúng nửa đường nổ tung lên, liền không thể xem như khắc kim nguyên vật liệu. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Cái kia hư nhật đại lão cùng hằng tinh hủy diệt virus có quan hệ. Bia đá đạo hữu tỉnh táo phỏng đoán nói. Hư nhật tại mộng giới tựa hồ có cái gì chức trách, qua nhiều năm như vậy, nó một mực tại tàn nhẫn giết chết mộng giới quy tắc tập hợp thể, ngăn cản mộng giới sinh ra giới chủ. Đồng thời, một mực canh giữ ở mộng giới bên trong, tựa hồ tại thủ hộ lấy cái gì. Như thế xem ra, mộng giới rất có thể là cái kia hằng tinh hủy diệt virus kế hoạch trọng yếu khâu. Mộng giới là cái phi thường đặc thù vị diện thế giới, nó mặc dù không lớn, nhưng lại cùng chư thiên vạn giới đều có kết nối. Tâm ma liền có thể thông qua mộng giới ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới từng cái thế giới người tu luyện. Nói không chừng, mộng giới ngay từ đầu chính là hằng tinh hủy diệt virus lan tràn một cái trung tâm hoặc ván cầu. Bạch Tiền Bối chậm rãi nói. Da đen vũ nhu tử gật đầu nói cách khác, Bạch Tiền Bối ngươi tại mộng giới hoàn thành tạo thần kế hoạch, mân mê ra thế giới thụ, trùng hợp phá hủy cái kia chư thiên vạn giới hủy diệt kế hoạch trọng yếu khâu. Cái này trùng hợp, cũng có Bạch Tiền Bối tự thân khí vận ảnh hưởng nhân tố. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bạch Tiền Bối vài ngày trước tại bức thiết muốn hoàn thành tạo thần kế hoạch, không chỉ có là vì để sớm ngày độ kiếp hoàn thành ngàn ngày chi kiếp tấn thăng kiếp tiên. Rất có thể càng có kịp thời phá hư chư thiên vạn giới hủy diệt tiến trình nhân tố. Thậm chí mộng giới nói không chừng còn có cấp độ càng sâu ảnh hưởng. Tóm lại, tiếp xuống mộng giới nhất định phải một mực nắm giữ tại trong tay của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho người khác nhúng chàm. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Không cần lo lắng, cái này chư thiên vạn giới có thể từ ta chủ trong tay giật đồ sinh linh,
cuối cùng đều chết hết. Bia đá đạo hữu tự tin nói. Bạch tiền bối, ta hẳn không có đoạt lấy ngươi đồ vật a. Tống Thư Hàng đột nhiên hoảng hốt nói. Bạch tiền bối dở khóc dở cười, lắc đầu, ta cho ngươi mượn. Mặt khác, Thư Hàng, tiếp xuống trừ trinh sát hằng tinh hủy diệt virus bên ngoài, còn cần nghĩ biện pháp chú ý một chút cái này hư nhật. Trừ mộng giới bên ngoài, nó tại cái khác chư thiên vạn giới vị diện bên trong, hẳn là còn có phân thân hoặc là hóa thân loại hình tồn tại. Bạch tiền bối nhắc nhở nói. Quay đầu ta xem một chút có thể hay không liên hệ với Tống Béo Cầu, để hắn chú ý điểm ấy. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta cảm giác từ cái này hư nhật bên trên, nói không chừng có thể tìm ra chúng ta muốn tuyến tác. Hư nhật đại lão tựa hồ cùng hằng tinh hủy diệt virus có liên quan. Tống Thư Hàng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tin tức hữu dụng tới. Dứt lời, hắn đưa tay đặt tại hư nhật trụ bên trên, tay trượt đi chính là 100 phát dưỡng đao thuật rơi xuống, đây là hắn cho hư nhật trụ lần này lập công ban thưởng. Lần này đối với hằng tinh hủy diệt virus thí nghiệm số liệu ta trước ghi chép lại. Thư Hàng quay đầu ta đem số liệu cho ngươi một phần, ngươi đưa nó chuyển giao cho cửu U Bạch Chúa Tể, xem hắn bên kia có thể hay không suy tính ra càng nhiều hữu dụng phương án tới. Bạch tiền bối nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó, trở về, chính là qua năm, qua Tết, ta phải bế cái quan. Bạch tiền bối nói khẽ. Lần này cần bế bao lâu? Tống Thư Hàng hỏi. Yên tâm đi, lần này sẽ không bế thật lâu. Ta phải thật tốt suy nghĩ một chút hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả thi. Ta đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, cho nên cũng không muốn để cái này chư thiên vạn giới cứ như vậy biến mất. Bạch tiền bối nói. Tại tấn thăng cửu phẩm một khắc này, hắn đã cự tuyệt trở về, hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nếu như không cách nào nghiên cứu ra hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả năng, như vậy, liền để hắn đến chứng đạo thử một chút. Nói thật, bất hủ thiên đạo tựa hồ cũng rất có ý tứ. Ta hiểu được, như vậy qua Tết, ta cũng phải bế quan, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Nếu như không cách nào nghiên cứu ra thiên đạo bạch lưu lại phương án, như vậy, không bằng liền để cho ta tới thử một chút chứng đạo bất hủ đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Từ tu luyện tới hiện tại, hắn luôn cảm giác cảnh giới của mình đang liều mạng tăng lên. Dù là không phải hắn tận lực, nhưng hắn cảnh giới tăng lên rất nhanh, là sự thật. Nói không chừng, hắn bá tống chính là vì một ngày này mà tồn tại. Năm nay qua năm, rất có thể là ta qua một lần cuối cùng qua năm. Một cái ý niệm trong đầu, tại trong đầu hắn thoáng hiện mà qua. Tâm hồn bên trong, linh quỷ tiên tử phảng phất cảm ứng được hắn ý nghĩ, xa vào đến trong trầm tư. Linh quỷ tiên tử cảm ứng được ý nghĩ, lại phản hồi đến cái kia đặc thù thế giới bên trong. Đặc thù thế giới bên trong. Diệp Tư chậm rãi khép sách lại. Tại nàng bên cạnh, một đạo hư ảo thân ảnh nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Có tâm sự, hư ảo thân ảnh hỏi. Ta nghĩ về hiện thế một chuyến. Diệp Tư lên tiếng nói. Làm gì, hư ảo thân ảnh nói. Qua năm, Diệp Tư trả lời. Nha, qua năm a, hư ảo thân ảnh chờ mình. Đi thôi, hiện tại Thư Hàng đệ tam thi, gọi là tên gì tới. Dù sao phối hợp với hắn, ngươi có thể hảo hảo ở tại hiện thế thoáng lộ mặt. Thiên đạo phòng tối không gian. Sau lưng, đầu kia kết nối lấy hiện thế cùng thiên đạo ngục thứ nguyên không gian thông đạo, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là bị thôn phệ thông nương, cửu tu phượng hoàng đao, Tống Thư Hàng phân thân, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, nhưng không có đi ra. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cùng quy ba lặng chờ tại chỗ lối đi. Vũ Nhu Tử bởi vì tâm tư trùng điệp nguyên nhân, không lại như dĩ vãng như thế hoạt bát, mà là bình tĩnh ngồi ở quy tiền bối trên thân. Ta mới vừa cảm giác được bá tống tựa hồ ném ra linh kiện. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Quy ba nhẹ gật đầu, ta trong nháy mắt cũng có cảm giác giống nhau. Bá tống chết một lần. Hai cha con liếc nhau một cái. Song phương trong ánh mắt tràn đầy đắng chát cảm xúc, tai nạn cự quy nhất tộc tương lai chỉ sợ phải thêm ban thêm giờ. Chính đang khi nói chuyện, phía trước thứ nguyên không gian thông đạo chung, có hai đạo kiếm quang thoát ra. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối thân ảnh trở về hiện thế nguyên bản có chút mơ hồ hóa tồn tại cảm giác cũng tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Sau lưng, cái kia quỷ dị thứ nguyên không gian thông đạo dần dần khép lại, co vào, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.
Cự Quy tiền bối, ngươi cũng không nên nói bậy, ta cũng không có chết. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn còn sống thật tốt, còn nhảy nhót tưng bừng, rất khỏe mạnh. Vậy chúng ta vừa rồi cảm ứng được linh kiện khí tức là chuyện gì xảy ra? Tai nạn, Cự Quy tiểu tỷ tỷ hỏi. Tống Thư Hàng khoát tay áo, nói, an tâm đi, chỉ là ta chủ động ném ra thân thể xác. Ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức, ta đã tìm được một cái phương pháp tốt, đến xử lý sạch ta linh kiện, cũng để chúng nó vật tận kỳ dụng. Vật tận kỳ dụng, tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng cao thâm khó lường nói, chỉ cần là thứ đáng giá, đều có thể làm việc cho ta. Ta linh kiện cũng không ngoại lệ. Tai nạn Cự Quy bị Bá Tống hù sửng sốt một chút, cảm giác Bá Tống tựa hồ dùng rất nhiều bức phương pháp, để linh kiện phế vật lợi dụng. Muốn không cho Vân Tước Tử tiên tử cũng cùng Tống Thư Hàng học tập hạ loại thủ đoạn này, giảm bớt bọn hắn nhất tộc gánh vác. Sở các chủ ngốc mao, đem bản thân lột ra linh kiện khắc kim rơi, đến cùng có gì đáng tự hào? Phương pháp kia rất kinh dị được không? Nếu như ta không phải ở tại bên cạnh ngươi có đoạn thời gian, thoáng quen thuộc một số, chỉ sợ đều không thể thích ứng cái này phim kinh dị họa phong. Đúng rồi, tai nạn Cự Quy tiên tử. Liên quan tới hằng tinh hủy diệt bệnh độc thí nghiệm số liệu, ta một hồi truyền một phần cho các ngươi. Mặt khác, ta cũng hy vọng tai nạn Cự Quy nhất tộc nhóm có thể giúp chúng ta tìm kiếm một chút chế tạo ra hằng tinh bệnh độc chủ sử sau màn. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ nghe vậy, vô ý thức liền muốn cự tuyệt hợp tác với Bá Tống. Không thể nào. Nàng còn chưa quên bản thân mất đi xác. Không hợp tác trước, nàng đều bị hố đi xác. Hợp tác về sau, nàng chẳng phải là liền rùa thân cũng phải bị hố đi. Sở dĩ, mới không làm đấy. Thế nhưng là nàng chưa kịp mở miệng cự tuyệt, bên cạnh Quy Ba liền gật đầu đáp ứng, việc quan hệ bất hủ khí tức vật thể, cùng chúng ta chức trách cũng có quan. Đối với việc này, chúng ta tai nạn Cự Quy nhất tộc sẽ giúp ngươi một tay. Phương diện này, ta sẽ cùng tai nạn Cự Quy nhất tộc tiến hành tin tức cùng hưởng, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều đầu mối hữu dụng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Dứt lời, hắn ngắm nhìn bốn phía, chuẩn bị mang theo Vũ Nhu Tử, Quy Tiền Bối, Thông Nương bọn hắn trở về. Nhưng quay đầu nhìn một vòng, lại không phát hiện Thông Nương tung tích. Thông Nương đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Quy Tiền Bối đột nhiên duỗi ra móng vuốt đưa về phía Tống Thư Hàng, sau đó lại đem mấy hạt ngộ đạo thạch mảnh vỡ giao cho hắn. Những thứ này mảnh vỡ hình dáng ngộ đạo thạch, đồng dạng có tăng cường ngộ tính hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả so với cả khối ngộ đạo thạch khẳng định phải yếu hóa một số. Tống Thư Hàng tiếp nhận ngộ đạo thạch mảnh vỡ, ngửi được trên đó Thông Nương hương vị, đây là ta khối kia ngộ đạo thạch. Tống Tiền Bối, Thông Nương tại hằng tinh bệnh độc bạo tạc về sau, liền bị thứ nguyên thông đạo biến thành lỗ đen vòng xoáy cuốn đi. Bị cùng một chỗ cuốn đi còn có người phân thân, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên nói. Tống Thư Hàng, tại hư ảo mặt trời bạo tạc về sau, hắn đem phân thân cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đưa về đến mộng giới, hy vọng phân thân có thể thông chi Vũ Nhu Tử bọn hắn xảy ra bất trắc, đồng thời giúp các nàng chống cự bạo tạc uy lực. Về sau, Vũ Nhu Tử phát tin tức cho hắn, cùng hắn để hạ liên quan tới phân thân vấn đề. Lúc đó Tống Thư Hàng phân thân liền mất liên lạc, bất quá hắn không quá để ý phân thân của hắn giống như công đức xà mỹ nhân, chết sau chỉ lại muốn thi pháp, liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thông Nương cứ nhiên cùng phân thân của hắn cùng một chỗ mất liên lạc. Rơi vào đến cái kia dị thứ nguyên không gian vòng xoáy chung, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Quy Ba chậm rãi nói. Vũ Nhu Tử nghe vậy, cảm xúc xa xút. Nàng lần này là thật sự nhận lấy đả kích. Tương lai tuyệt đối sẽ không để những chuyện tương tự lại phát sinh. Tuổi trẻ Vũ Nhu Tử ở trong lòng âm thầm thề. Trước đừng hoảng hốt, Thông Nương là có đại khí vận tiểu yêu tinh, trước hết để cho ta xem trước một chút tình trạng của nàng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Thân là trải qua vô số sóng to gió lớn nam nhân, vô luận gặp gỡ chuyện gì, giữ vững tỉnh táo là cơ bản thao tác. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng lôi ra tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu, xem xét Thông Nương trạng thái. Đồng thời, hắn thử nghiệm kích hoạt phân thân bí pháp, quá trình loại này nếm thử, sẽ không thật sự hủy bỏ trước đó phân thân. Mà là thông qua loại phương pháp này, xác nhận bản thân phân thân còn sống không. Tống Thư Hàng bóp ấn thi pháp, sau đó mày nhăn lại. Hắn cảm giác đến bản thân phân thân bí pháp giống như là bị kỹ năng trầm mặc, không cách nào kích hoạt.
Cứ như vậy, không cách nào xác định bản thân trước đó phân thân trạng thái. Mà lại, liền hủy bỏ phân thân, lại sáng tạo cái phân thân đều không thể làm được. Loại cảm giác này, rất quen thuộc, thật cường liệt ký thị cảm. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trong lòng không hiểu lòng chua xót. Đang khi nói chuyện, hảo hữu liệt biểu mở ra, lôi ra thông nương vị trí. Tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu có một cái thanh trạng thái, cái trạng thái này cột thành thật nhất. Thông qua cái trạng thái này cột, Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy các hảo hữu là sống lấy, chết rồi, chết không thể chết lại, chết phục sinh chung vân vân trạng thái. Tổ quốc tương lai người nối nghiệp thông nương, trạng thái cách tuyến. Tống Thư Hàng, ta biết cách hình đường thẳng thái là có ý gì, nhưng là cái này cách hình đường thẳng thái để ở chỗ này, lại là cái gì ý tứ? Là chết, là sống, hay là chết sau phục sinh chung? Tống Thư Hàng thử nghiệm cho thông nương gửi đi một đầu tin tức, thông nương, ở đâu? Bất quá cách tuyến bên trong thông nương, chưa hồi phục. Chí ít, không trực tiếp đánh dấu tử vong, Tống Thư Hàng nói. Chỉ muốn chả không có đánh dấu tử vong, vậy liền còn có một chút xíu hy vọng. Tống Thư Hàng duỗi tay, lấy ra một thanh lạc ấn đao gỗ cắm ở mộng giới mảnh này vị trí, định một tọa độ. Hắn muốn ở chỗ này lưu cái tọa độ, thông nương các nàng là ở chỗ này biến mất. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem lạc ấn đao gỗ đâm vào lòng đất. Đốt! Tại đem đao gỗ cắm vào lòng đất thời điểm, đao gỗ tựa hồ đụng phải vật nào đó. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn một cái. Sau đó, hắn liền nhìn thấy quen thuộc cửu tu Phượng Hoàng đao từ lòng đất xông ra, hóa thành thiêu đốt Phượng Hoàng. Đồng thời, lúc này cửu tu Phượng Hoàng đao, đã là bát chuyển trạng thái. Đạo khí cửu tu Phượng Hoàng đao, là thiên đạo cẩu đản tra thoát thân chi tác. Hắn là ít có tại chư thiên vạn giới bên trong lộ diện đạo khí. Từ thái cổ đến nay, hắn kinh lịch rất nhiều nhiệm chủ nhân. Mỗi một đời chủ nhân, đều các có đặc sắc. Nắm giữ chủ nhân của nó, bị tu chân giới xưng là số tự tu nhất hệ. Số tự tu nhất hệ, không phải chuyên môn sư đồ truyền thừa. Mỗi một đời số tự tu, đều là bị cửu tu Phượng Hoàng đao thừa nhận, cũng lựa chọn đi ra thiên tài. Nói cách khác, số tự tu nhóm có thể là Phật môn, Đạo môn, Nho gia, Ma môn, thậm chí có thể là Tây phương hệ thống tu luyện ma pháp sư, thậm chí là vị diện khác thú tu, mộng sư vân vân. Cửu tu Phượng Hoàng đao bên trên, có cửu chuyển phong ấn, mỗi một chuyển đều đủ tăng cường nhất phẩm uy lực. Thất tu tiền bối một mực đem cửu tu Phượng Hoàng đao tế luyện đến thất chuyển cảnh giới về sau, đem hắn chuyển cho bát tu thông nương. Thông nương thiên phú tu luyện rất mạnh, tấn giai tốc độ kỳ thật cũng không chậm. Khi lấy được chân chính thích hợp với nàng công pháp cộng sung túc tài nguyên tu luyện về sau, nàng tại ngắn ngủi hơn 8 tháng thời gian bên trong, liền liên tục tăng lên 2 giai. Loại này tấn cấp tốc độ, tại cả cái tu chân giới, đều có thể xem như nhanh đến dọa người. Nhưng ngay cả như vậy, nàng muốn đem cửu tu Phượng Hoàng đao tế luyện đến bát chuyển, lại đem hắn chuyển cho cửu tu, vẫn như cũ xa xa khó vời. Nói thật, Tống Thư Hàng chưa từng có hy vọng xa vời có thể thuận lợi từ thông nương trong tay tiếp nhận cửu tu Phượng Hoàng đao, trở thành chân chính cửu tu. Dù sao, coi như cửu tu Phượng Hoàng đao không có bị tế luyện đến bát chuyển truyền thừa cho hắn, hắn cũng vẫn như cũ có thể tùy thời điều động cửu tu Phượng Hoàng đao, mượn dùng lực lượng của nó. Cửu tu Phượng Hoàng đao cũng đang chủ động phối hợp hắn, sử dụng, cũng không chướng ngại. Nhưng bây giờ, cửu tu Phượng Hoàng đao đột nhiên xuất hiện, cũng lấy bát chuyển tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Tống Thư Hàng sửng sốt nửa ngày, vọng thiên, bát chuyển rồi. Cửu tu Phượng Hoàng đao muốn bát chuyển, liền đại biểu cho thông nương đã đem hắn tế luyện hoàn thành. Mà muốn đem cửu tu Phượng Hoàng đao tế luyện đến bát chuyển, cần tại bát phẩm tấn thăng cửu phẩm một khắc này, hoàn thành bát chuyển. Cửu phẩm thông nương, ta sợ là đang nằm mơ. Tống Thư Hàng dù cho não động dù lớn đến mức nào mở, cũng vô pháp đem cây kia lắc lắc hành thân thi triển nữ yêu mị hoặc ngốc hành, não bổ ra kiếp tiên hành hình thái. Tức trên bầu trời, bát chuyển cửu tu Phượng Hoàng đao dương cánh, phát ra vui sướng tiếng kêu. Hắn tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu xoay quanh, thỏa thích phóng thích bản thân đạo khí uy áp. Đã bát chuyển hắn, chỉ cần lại nhất chuyển, liền có thể hoàn thành cửu chuyển, hiển hóa ra chân chính đạo khí uy lực. Nó chờ đợi ngày này, đã quá lâu quá lâu. Xoay một vòng về sau, Phượng Hoàng thu nhỏ, một lần nữa hóa thành đao hình, lơ lửng tại Tống Thư Hàng trước người. Lúc này đã bát chuyển thân đao bên trên,
hiển hiện từng tầng đạo văn. Đây là thiên đạo cẩu đản cha sở khắc họa xuống đạo văn, cất giấu trong đó thiên đạo cẩu đản cha thoát thân huyền bí. Chỉ muốn đem cửu tu phượng hoàng đao hoàn thành cửu chuyển về sau, cái này huyền bí mới có thể triệt để hiển hóa. Cửu tu phượng hoàng đao nổi trôi, chủ động đem chuôi đao đối hướng Tống Thư Hàng, chờ lấy Tống Thư Hàng đem hắn nắm chặt. Vũ Nhu Tử cùng Quy Tiền Bối nhìn qua đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, trong lòng hơi động cửu tu phượng hoàng đao còn lưu tại hiện thế, cái kia có lẽ tâm ma xích tiêu kiếm, thông nương hiện tại cũng tại hiện thế mỗ một chỗ. Đây là bát chuyển cửu tu phượng hoàng đao sao? Sở các chủ ngốc mau nhìn qua thân đao. Bia đá đạo hữu lên tiếng, Thư Hàng, hắn đang chờ ngươi. Tống Thư Hàng đáp. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn hỏa hoãn duỗi tay, bắt lấy cửu tu phượng hoàng đao chuôi đao. Cửu tu phượng hoàng đao mất mà xuất hiện lại, nghĩ như vậy phải biết cùng hắn cùng một chỗ biến mất thông nương, tâm ma xích tiêu kiếm, tống phân thân tin tức, liền có thể thông qua kế thừa cửu tu phượng hoàng đao trở thành cửu tu đến thu hoạch được. Mỗi một đời số tự tu đều có thể tại cửu tu phượng hoàng đao bên trên đọc đến một số lịch đại đao chủ số tự tu tin tức. Như cửu tu phượng hoàng đao thật sự là bát tu, thông nương tế luyện hoàn thành, cái kia trên đó khẳng định có lưu kiếp tiên thông nương còn sót lại tin tức mới đúng. Tống Thư Hàng duỗi tay, bắt lấy chuôi đao, lựa chọn tiến hành cửu tu truyền thừa. Cửu tu phượng hoàng đao cùng tay của hắn tiếp xúc về sau, đao cùng người đồng thời cộng minh, tùy tiện liền vào đến đao nhân hợp nhất trạng thái. Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú cộng cửu tu phượng hoàng đao chủ động phối hợp cộng Tống Thư Hàng cùng cẩu đản cha đủ loại nhân quả, nhượng hắn cùng cửu tu phượng hoàng đao ở giữa vô cùng xứng đôi. Có thể nói, cái này chư thiên vạn giới bên trong, không còn có người so với hắn càng thích hợp trở thành cửu tu. Lửa cháy hừng hực tại cửu tu phượng hoàng đao bên trên lan tràn, hỏa diễm hóa thành hoa sen, đem Tống Thư Hàng bao khỏa thiên đạo cẩu đản cha không chỉ có là nhan khống, vẫn là hoa sen khống. Hắn mân mê đi ra rất nhiều đồ vật, đều cùng hoa sen có quan hệ. Tống Thư Hàng trong lồng ngực, linh quỷ thiên tử mở cửa sổ ra, chủ động chui ra. Sau đó, nàng hai tay bưng lấy Tống Thư Hàng tay phải, cùng hắn cùng một chỗ nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao. Hạch tâm thế giới sinh ra cộng minh, tại hỏa diễm sen bên trong, hình chiếu ra một đóa thuộc về hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu, đem Tống Thư Hàng song trọng bao khỏa. Đại biểu cho tà liên thế giới thiên phú bộ sinh liên công năng, chủ động hiển hiện, nâng Tống Thư Hàng bàn chân. Đại biểu cho kim liên thế giới thiên phú thiệt sán liên hoa đồng dạng bị chủ động kích hoạt, vô số mùi thơm bốn phía hoa sen tại Tống Thư Hàng chung quanh hiển hiện. Thậm chí giữa thiên địa còn có đại đạo ở giữa bắt đầu cộng minh, cái này đại đạo ở giữa, thông qua cộng hưởng phương thức, vang vọng ra một cái tên trình cẩu đản. Đây là cẩu đản cha tự thân vì Tống Thư Hàng cùng Trình Lâm đổi đạo hiệu. Giờ khắc này cũng bị nhân quả quan hệ kéo ra. Ở các loại dị tượng hiển hóa bên trong, một chương khế ước trên cửu tu phượng hoàng đao hiển hiện. Trên đó, vẽ lấy lịch đại số tự tu ký tên. Bao quát Tống Thư Hàng, Thông Nương, Thất Tu Tôn Giả, Lục Tu Tiên Tử. Lúc này, đại biểu cho Tống Thư Hàng cửu tu, Tống Nhất ký tên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cửu tu phượng hoàng đao đời cuối cùng chủ nhân, bá Tống chính thức kế vị. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới bên trong, còn sống các đời số tự tu nhóm, tất cả đều lòng có cảm giác. Từ thái cổ đến nay, đều không có hoàn thành cửu chuyển trung cực hình thức cửu tu phượng hoàng đao, tại trải qua đủ loại gặp trắc trở về sau, rốt cục truyền tới cuối cùng cửu tu trong tay. Mà lại, cửu tu nói không chừng có thể lấy rất nhanh tốc độ, hoàn thành cửu tu phượng hoàng đao cửu chuyển tế luyện. Bởi vì cái này cửu tu, là bá tống. Tống Thư Hàng không có cô phụ lịch đại số tự tu nhóm kỳ vọng cao. Tại hắn chính thức kế vị cửu tu cái danh xưng này đồng thời, hắn đối cuối cùng nhất chuyển tế luyện liền chính thức bắt đầu. Liên tục không ngừng tiên nguyên từ Tống Thư Hàng trong tay tràn vào đến cửu tu phượng hoàng đao bên trong. Thiện thi bá thiện, ác thi bá ác, tự ngã thi bá. Từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu tam hoa bên trong bước ra. Trảm tam thi bí pháp, để Tống Thư Hàng tại không độ xong cửu phẩm thiên kiếp trước đó. Liền trên người cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Sau đó, quay đầu cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ độ xong ngàn ngày chi kiếp Tống Thư Hàng, tự thân cảnh giới là có thể càng tiến một bước. Mà thời cơ, ngay tại lúc này, cửu tu phượng hoàng đao thứ cửu chuyển tế luyện, cần cửu tu tại đột phá cửu phẩm cảnh giới một khắc này, hoàn thành đối đao tế luyện. Tống Thư Hàng lúc này cảnh giới,
liền bắt đầu vững vàng chuyến xuất phát, tốc độ không nhanh lại vững vàng bắt đầu mở hướng cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới cực hạn. Theo Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trước đó phỏng đoán, cái này một đợt, Tống Thư Hàng có cơ hội đột phá kiếp tiên cực hạn, đến yếu. Trường sinh giả cấp độ. Tống Thư Hàng đang tế luyện cửu tu Phượng Hoàng đao thời điểm, kiếp tiên tiên nguyên tại trong thân đao đi một vòng. Sau đó, tiêu hao hơn phân nửa tiên nguyên lại bị phản hồi về tới. Phản hồi về tới bộ phận này tiên nguyên, về số lượng thấp xuống hơn phân nửa, khối lượng bên trên lại tăng lên không ít. Phải biết, Tống Thư Hàng vốn là có được linh quỷ, trong cơ thể hắn mỗi một tấn tiên nguyên đều sẽ trải qua linh quỷ rèn luyện chiết xuất. Mà cửu tu Phượng Hoàng đao lại còn có thể trên cơ sở này, đem hắn tiên nguyên hai lần chiết xuất. Mặt khác, phản hồi về tới tiên nguyên bên trong, còn bổ sung một chút đạo văn số liệu tin tức. Những tin tức này là một thanh chìa khóa giải đọc cửu tu Phượng Hoàng đao bên trên cửu chuyển đạo văn tin tức chìa khóa. Theo tế luyện cửu tu Phượng Hoàng đao quá trình không ngừng tiếp tục, những thứ này đạo văn số liệu tin tức liền càng hoàn thiện. Ở vào đao nhân hợp nhất trạng thái Tống Thư Hàng, đang giải thích đạo văn phương diện, có ưu thế cực lớn. Cửu tu Phượng Hoàng đao sẽ chủ động phối hợp hắn, giải đọc thân đao bên trên đạo văn. Phía sau, linh quỷ tiên tử. Hạch tâm thế giới đều có thể cho Tống Thư Hàng cung cấp phụ trợ. Tống Thư Hàng đại não tại thời khắc này phảng phất bị khai quang, cửu tu Phượng Hoàng đao bên trên đạo văn bí mật bị hắn không tách ra phát, lý giải. Cửu tu Phượng Hoàng đao bên trên, hiện tại có 8 đầu đạo văn đã giải phong, đầu thứ 9 đạo văn theo Tống Thư Hàng tế luyện, cũng đang chậm rãi giải phóng bên trong. Đã giải phong 8 đầu đạo văn bên trong. Mỗi một đầu bên trong đều ẩn chứa thiên đạo cẩu đản tra lưu lại một số kỹ xảo, đều là cường hóa thể nội năng lượng, tăng cường năng lượng khống chế kỹ xảo. Có tăng cường thể nội năng lượng phòng ngự từ nhị giai về sau, tu sĩ lực lượng trong cơ thể liền sẽ tự chủ hộ thể. Từ hộ thể chân khí đến hộ thể linh lực đến sau cùng hộ thể tiên nguyên. Mà cẩu đản tra lưu lại đạo văn bên trong, đạo thứ nhất chính là nhằm vào phương diện này cường hóa khống chế. Có cường hóa năng lượng phương thức công kích chỉ cần dựa theo nhất định vận chuyển kỹ xảo, liền có thể để năng lượng trong cơ thể tại phóng thích lúc phụ bên trên đạo văn hiệu quả, cuối cùng đạt tới vượt qua bản thân cảnh giới năng lượng cực hạn hiệu quả. Cầm tứ phẩm tu sĩ đến ví von, nếu như sử dụng loại kỹ xảo này, tứ phẩm tu sĩ dựa vào thăng hoa đến cực hạn chân khí, tại so đấu nội công thời điểm, có thể cùng ngũ phẩm tu sĩ linh lực chính diện đối một đợt. Cửu phẩm kiếp tiên nếu như dùng loại thủ đoạn này, thể nội kiếp tiên tiên nguyên đang thăng hoa đến cực hạn về sau, đồng dạng có thể sinh ra vượt qua tiên nguyên cực hạn hiệu quả. Ngoại trừ phòng ngự cùng công kích cường hóa bên ngoài, còn có đối thể nội năng lượng thao túng cực hạn thao tác kỹ xảo loại thứ này chính xác sử dụng bản thân thể nội mỗi một sợi năng lượng kỹ xảo, để năng lượng trong cơ thể sẽ không bị lãng phí. 8 đầu đạo văn bên trong, mỗi một đầu ẩn chứa tin tức, đều là nhằm vào tu sĩ cực kỳ cơ sở năng lượng điều khiển, cường hóa. Đối với tu sĩ khác tới nói, ở trong đó khả năng có rất nhiều kỹ xảo đều là bọn hắn không dùng được, đặc biệt là có thể tấn thăng bát phẩm huyền thánh, cửu phẩm kiếp tiên tu sĩ, đối tự thân năng lượng điều khiển vốn là đạt đến nhập vi trình độ. Nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói, cái này 8 đầu đạo văn bên trong tin tức, mỗi một đầu đều đầy đủ chân quý. Hắn bá Tống thiếu thốn nhất chính là cơ sở. Tu sĩ khác ở phương diện này, khả năng không có gì tốt tăng lên. Nhưng Tống Thư Hàng ở phương diện này, có thể tăng lên cực hạn còn rất nhiều. Mà lại, Tống Thư Hàng biết cái này 8 đầu đạo văn bên trong đồ vật, đều là làm nóng người. Thậm chí tiếp xuống đầu thứ 9 đạo văn đều có thể là thiên đạo cẩu đản tra lưu lại làm nóng người khâu. Chỉ có tại hoàn thành làm nóng người về sau, mới có thể tại 9 đầu đạo xăm tập hợp đủ về sau, đi đối mặt đạo văn bên trong ẩn tàng thiên đạo cẩu đản tra phương pháp thoát thân huyền bí. Tế luyện cửu tu Phượng Hoàng đao quá trình, rất ổn, vững bước tiến lên, không xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng là, Tống Thư Hàng muốn từ trên đao lấy được tin tức, nhưng không có đọc ra. Không có liên quan tới bát tu lưu lại tin tức, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cửu tu Phượng Hoàng đao bên trên liên quan tới bát tu thông nương tin tức, chỉ dừng lại ở thông nương tiếp nhận bát tu thân phận, thu hoạch được cửu tu Phượng Hoàng đao truyền thừa một khắc này. Chẳng lẽ là bát tu giữa đường thay người rồi? Bia đá đạo hữu suy đoán nói. Số tự tu nhất hệ, mỗi một chuyển đều sẽ đổi một giới đao chủ. Nhưng cũng không phải là nói bị chọn làm đao chủ, liền có thể vô ưu vô lự một mực đem đao tế luyện đến tiếp theo chuyển cảnh giới. Tu chân giới là tàn khốc,
đao chủ cũng có thể là ngoài ý muốn nửa đường vẫn lạc. Đặc biệt là tu sĩ mỗi tấn cấp một liền muốn nghênh đón một lần thiên kiếp đại gia tẩy lễ, nói không chừng tại không hoàn thành tế đao, nửa đường liền vẫn lạc. Bởi như vậy, cửu tu phượng hoàng đao liền không thể không thay cái đao chủ. Cửu tu phượng hoàng đao khế ước ký như vậy nhiều dự bị số tự tu, đều là dự bị đao chủ. Thông nương tình huống, quá đặc thù, nói thật, ta đến bây giờ dù là tay cầm bát chuyển cửu tu phượng hoàng đao, nội tâm còn có chút mộng. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửu tu phượng hoàng đao, nói, bát tu, một mực là thông nương a. Coi như không có bát tu tin tức lưu lại, nhưng cửu tu phượng hoàng đao bản thân liền là có linh thần binh, hắn thế nhưng là sống. Ông cửu tu phượng hoàng đao mặc dù không biết nói chuyện, nhưng nó nhưng có thể thông qua đao nhân hợp nhất trạng thái, đem chính mình ý tứ truyền lại cho Tống Thư Hàng. Là thông nương. Bát tu từ đầu tới đuôi đều là thông nương. Là nàng đem cửu tu phượng hoàng đao một mực tế luyện đến bát chuyển cấp độ. Sở dĩ, thông nương không chết, Tống Thư Hàng nói. Về phần cửu tu phượng hoàng đao bên trong bát tu tin tức, rất có thể là thông nương không nguyện ý lưu lại ghi chép, sở dĩ xóa bỏ. Ông cửu tu phượng hoàng đao lần nữa truyền đạt ý niệm của mình, dùng trả lời đã chứng minh Tống Thư Hàng suy đoán. Liên quan tới bát tu ghi chép, quả nhiên là thông nương chủ động cắt giảm. Đang trả lời Tống Thư Hàng lúc, cửu tu phượng hoàng đao còn thông qua đao nhân hợp nhất hình thức, ra sân tiền nhiệm đao chủ thông nương hắn nói cho Tống Thư Hàng, mặc dù liên quan tới bát tu tin tức, bị thủ tiêu. Tựa như là bị kéo vào đến hồi thu trạm bên trong, xóa bỏ hoàn thành. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho những thứ này tin tức liền đã bị triệt để xóa bỏ. Đương nhiên bộ phận này tin tức cũng không có dễ dàng như vậy bị đọc ra. Thân là cửu tu, Tống Thư Hàng nếu muốn đọc đến bộ phận này số liệu, liền phải tiếp tục tăng lên cùng cửu tu phượng hoàng đao độ thân mật, đao nhân hợp nhất trạng thái còn chưa đủ, còn cần càng tiến một bước. Thì ra là thế, cái này đối ta tới nói, lại không phải vấn đề. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn đưa đầu hất lên, tóc dài ngưng tụ ra 20 dư chỉ bím tóc bàn tay, đồng thời rơi trên cửu tu phượng hoàng đao. Trong nháy mắt, ấm áp quang huy lấp lóe mà lên, không ngừng rơi vào cửu tu phượng hoàng đao thân đao bên trên. Đi ra, cặn bã Tống tuyệt kỹ giá rẻ yêu, bia đá đạo hữu nhìn không được nói. Dựa vào số lượng thủ thắng dưỡng đao thuật, mỗi một phát dưỡng đao thuật bên trong yêu đều giá rẻ đến làm cho người đau lòng. Nhưng ở một giây đồng hồ hơn ngàn phát số lượng tác dụng dưới, góp gió thành bão, lại giá rẻ dưỡng đao thuật đều có thể trồng chất ra bạo tạc hiệu quả. Cửu tu phượng hoàng đao không ngừng phát ra vui sướng đao minh tiếng. Hắn thân đao bên trên đệ cửu đạo văn giải phong tốc độ. Cũng giống như đạp một cước chân ga, bắt đầu gia tăng tốc độ. Cửu tu, Tống Nhất ký tên, lần nữa hiển hiện. Lần này, sở các chủ ngốc mau rốt cục chú ý tới ký tên đặt bút. Tống Nhất, ngươi là ai? Bá đao Tống, a à, không, trong trí nhớ nam nhân kia ngẩng đầu, cắn răng nói, gọi ta Tống Nhất. Là Tống Nhất, không phải Tống Nhất. Mặc dù âm đọc cùng ý tứ đều như thế, nhưng đây cũng là hai loại viết phương thức. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Tống đầu gỗ gần nhất những cái kia che che lấp lấp lời nói, sở các chủ nhiều nhất tin hai phần. Cái này hai phần bên trong, còn có một phần là nàng hữu nghị tín nhiệm phân. Nàng biết tống đầu gỗ có chính hắn khó xử, có một số việc trước mắt hắn không tiện lộ ra. Sở dĩ, có chút vấn đề sở các chủ dứt khoát cũng không nhiều hỏi. Dù sao hỏi cũng là hỏi không, căn bản là không có cách từ tên kia trong miệng được đến chân tướng đáp án. Có thể xác nhận là, Tống Thư Hàng không phải bất luận người nào chuyển thế hoặc chuẩn bị ở sau. Điểm ấy, liền liền bất hủ thiên đạo cùng cửu u chúa tể đều nhiều hơn lần xác nhận. Nhưng cái này ngược lại là nhất làm cho người đau đầu điểm. Tống Nhất, sở các chủ ngốc mau nhìn qua cửu tu phượng hoàng đao bên trên ký tên, nhẹ giọng kêu. Bá đao Tống Nhất, Tống Thư Hàng lập tức cải chính, ta lúc ấy viết là bá đao Tống Nhất, nhưng về sau bá đao hai chữ phai màu. Đây chính là bạch tiền bối vì ta lấy đạo hiệu. Hừm, ta lấy đạo hiệu. Bên cạnh, bạch tiền bối đem đang tại gặm bánh bao giấu ra sau lưng, chững chạc đàng hoàng trả lời. Thư Hàng, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không có manh mối? Sở các chủ ngốc mau đột nhiên nói, ngươi biết ta muốn hỏi chính là đầu mối gì? Tống Thư Hàng nắm cửu tu phượng hoàng đao cánh tay cũng không khỏi cứng đờ. Đánh cái gì bí hiểm đâu?
Bia đá đạo hữu hỏi. Nhìn qua bia đá đạo hữu, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, hắn bảo đảm nói, sở các chủ, ta cái này vừa vặn có cửu tu chi mộ tại. Nếu như tương lai, người hữu dụng bên trên địa phương, ta đem hắn cho ngươi mượn. Ba sở các chủ ngốc mau phát ra một cái thổ phao phao thanh âm. Hạch tâm thế giới hoạt tuyển hạ du bên trong, sở các chủ bản thể chỉ lộ ra nửa gương mặt, hai con ngươi nhìn qua hạch tâm thế giới bầu trời. Thế giới đặc thù thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh tổng bộ vị trí. Liên minh thành viên vào hôm nay, khó được lại tề tụ một đường. Không nghĩ tới đường kim thiên đạo, nói vong liền vong. Một tôn to lớn cơ bắp kim cương tượng bàn tay bên trên, ngồi một vị vàng óng ánh tăng nhân, hắn hai tay hợp trường, giống như là yên tâm bên trong chấp niệm, cả người khí tức đều biến phiêu miểu lên. Liên liên đỉnh đầu trường sinh giả vòng ánh sáng đều biến từ bi lên. Chúc mừng đạo hữu đạt được ước muốn. Bên cạnh nho gia thư sinh tượng bên trên, đạo tử tay nâng thư quyển, đối ánh vàng rực rỡ tăng nhân chúc mừng nói. Kim cương tự tăng nhân, cùng đã qua đời thiên đạo có thù cũ, kim cương tự tại tu chân giới bị đứt đoạn truyền thừa, thậm chí thiên đạo bất diệt, kim cương tự cũng không dám nặng hơn nữa mở truyền thừa. Đây cũng là kim cương tự đại sư gia nhập thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh nguyên nhân. Giờ đây, thiên đạo không hiểu thấu tại bá tống độ kiếp giảng pháp khâu sụp đổ, bá tống thu hoạch được đặc thù bá diệt thánh hào. Thiên đạo tiêu tán, kim cương tự tăng nhân trên người nhân quả, chấp niệm diệt hết. Gần nhất tâm tình rất tốt kim cương tự đại sư, thậm chí chủ động trở thành bá thổi thủy quân, liều mạng vào chỗ chết thổi bá tống chỉ vì thiên đạo tại bá tống độ kiếp giảng pháp mà chết, kim cương tự đại sư đối bá tống tràn đầy hảo cảm. Hắn muốn thổi bạo bá tống. Bên cạnh, Trình Lâm nữ đế pho tượng trên người, ngồi Diệp Tư. Giờ đây thiên đạo đã băng. Vậy chúng ta không bằng đem thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh danh tự cho sửa lại thôi. Diệp Tư không kịp chờ đợi đề nghị. Nàng đã sớm muốn thay đổi rơi cái này rơi bức cách danh tự, hôm nay chính là thời cơ. Tiểu Diệp Tư tiên tử, danh tự cái gì đều là thoảng qua như mây khói, kêu cái gì cũng không trọng yếu. Sát phách vị trí một tôn đạo nhân pho tượng bên trên, Xích Tiêu Tử đạo trưởng vuốt râu mỉm cười nói, trọng yếu là, tiếp xuống thiên đạo, ai chứng đạo. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đối tự mình chứng đạo không có hứng thú của hắn là bồi dưỡng một vị thiên đạo đi ra, hoặc là phụ trợ một vị trường sinh giả chứng đạo. Bất kể là ai chứng bất hủ thiên đạo đều tốt, ta chỉ có điều thỉnh cầu kia. Bất kể là ai sau khi chứng đạo, còn xin mời giúp ta giải khai tộc nhân trên người nguyền rủa. Một tôn diện mục dữ tợn thái cổ ma tượng dâng lên, ma tượng phía trên đứng thẳng bát tí ma tôn, hắn trường sinh giả đại đạo quang luân bên trong tràn đầy bi thương chi ý. Đạo tử đạo hữu, tiếp đó, chúng ta hiệp trợ ngươi đi chứng thiên đạo bất hủ đi. Lúc này, một vị tuấn Mỹ, một mặt lãnh khốc biểu lộ nam tử tóc bạc lên tiếng nói. Là Bắc Phương Đại Đế. Đại Đế chẳng biết lúc nào, cứ nhiên cũng bị kéo vào đến cái này trong liên minh, trở thành liên minh một viên. Nếu như là mấy tháng trước, ta còn có chứng đạo bất hủ, thay nho ra một lần nữa chính danh dự định. Đạo tử lúc này không lại lôi thôi, mà là đổi bộ dáng hóa trang. Hóa thành phiên phiên thư sinh bộ dáng. A, đạo tử đại lão ngươi không muốn chứng đạo rồi. Diệp Tư nghi hoặc hỏi. Rõ ràng lần trước tụ hội thời điểm, đạo tử còn một bộ các ngươi không muốn chứng đạo, cái kia đổi ta đến. Ta muốn chứng đạo bất hủ. Tư thế, làm sao đột nhiên liền biến rồi. Bởi vì, ta phát hiện một cái tốt hơn nhân tuyển. So với ta càng thích hợp chứng đạo ứng cử viên. Đạo tử tay nâng kinh thư. Lộ ra năm đó hắn tại nho gia thánh nhân thời đại, đại sư huynh ôn nhu tiếu dung tới. Bá tống sao, Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong tay Xích Tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Chính là bá tống, lão sư chuyển thế, đạo tử nhếch miệng lên, nói. Đạo tử đạo hữu, người bình thường không biết thường tình, mới có thể cho rằng bá tống là nho gia thánh nhân chuyển thế. Nhưng lấy người ta cảnh giới, chẳng lẽ còn sẽ nhìn không ra sao? Bá tống căn bản không phải bất luận người nào chuyển thế, cũng không phải nho gia thánh nhân chuẩn bị ở sau. Kim cương tự đại sư nói. Đây không phải vấn đề. Đạo tử cười nói, bá tống cùng nho gia hữu duyên, hắn cùng ta lão sư hữu duyên. Lão sư ta lưu lại mắt trái đều trong tay hắn, hắn nắm giữ lấy lão sư dạy học kỹ năng mang thai ngưng thị đồng thuật, ta nho gia đặc thù kim cương thân công pháp hắn tu luyện, ta nho gia kim liên thế giới là hắn hỗ trợ khai ích. Hắn đã từng triệu hồi ra lão sư ta chấp niệm trở thành hóa thân,
tại Nho gia đại chiến cửu u chúa tể, thậm chí liền ngay cả chúng ta sủng ái nhất tiểu sư muội hiện tại cũng tại bá tống trên người. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Bá tống có phải hay không Nho gia thánh nhân chuyển thế đã không trọng yếu, trọng yếu là chư thiên vạn giới là thế nào nhìn bá tống. Đạo tử muốn chứng đạo, vì chính là muốn chứng minh sư phụ của mình, không kém ai, hoàn toàn có tư cách chân chính chứng đạo bất hủ. Sở dĩ, bá tống chứng đạo so với hắn thích hợp hơn. Càng quan trọng hơn một điểm, đạo tử không thể nói ra nói thật, hắn không nắm chắc đánh qua bá tống. Dù là ở đây tất cả mọi người biết, bá tống giờ đây còn không có chân chính tấn thăng trường sinh giả, nhưng đạo tử đối mặt bá tống lúc căn bản không có nắm chắc tất thắng. Không phải bá tống bản thân thật sự có cường đại cỡ nào, mà là bá tống nhân hệ mạng lưới quan hệ phi thường đáng sợ. Hách cũng nhiều. Nhưng là, thư hàng hắn không nhất định muốn chứng đạo bất hủ, hắn đối tranh đoạt thiên đạo chi vị cũng không nhiệt tình, thậm chí nội tâm còn có chút kháng cự. Lúc này, Diệp Tư lên tiếng nói. Đạo tử đạo hữu, mặc kệ bá tống tương lai muốn hay không chứng đạo, tại bá tống chứng đạo trước đó. Người có hứng thú hay không làm cái quá độ thiên đạo? Lúc này, một đạo hư ảo bóng tối xuất hiện, đứng ở Trình Lâm pho tượng bên trên. Quá độ thiên đạo, đạo tử thu hồi thư quyển, nghi ngờ nói. Đúng vậy, xen vào thứ 8 thiên đạo cùng thứ 9 thiên đạo ở giữa, thứ 8. Năm nhiệm thiên đạo, hư ảo thân ảnh nói. Thứ 8, năm nhiệm thiên đạo cái này khái niệm nhấc lên ra, ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thiên đạo chi vị, cũng không phải trò đùa. Càng không phải là từ chúng ta tới chúa tể, dự định. Liền xem như trước đó luôn miệng nói muốn tranh đoạt thiên đạo chi vị đạo tử huynh, trên thực tế cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chứng đạo bất hủ, áp chế chư thiên vạn giới cái khác trường sinh giả. Cho nên, người cái này 8, 5 nhậm thiên đạo, muốn làm sao mân mê, lấy cái gì đến quyết định thiên đạo chi vị, Kim Cương Tự Đại Sư bình tĩnh nói. Hắn hiện tại chấp niệm đã kết thúc, trong thời gian ngắn ở vào vô dục vô cầu hiền giả hình thức. Cho nên đối mặt việc này lúc, tỉnh táo nhất. Thiên đạo cũng không phải bọn hắn xe cá nhân, không có khả năng nói để ai lên ai liền có thể bên trên. Đạo tử đồng dạng hỏi, mà lại, vì cái gì sẽ là quá độ thiên đạo, mà không phải trực tiếp trở thành thứ 9 thiên đạo. Thiên đạo bất hủ, người muốn làm sao thao tác mới có thể để bất hủ thiên đạo biến thành lâm thời. Chỉ cần trở thành thiên đạo, chỉ cần không phải chính mình chủ quan ý chí khống chế, trên lý luận không có lâm thời khả năng này a. Mà lại, rõ ràng thiên đạo tranh đoạt chi chiến đang tiến hành, thiên đạo lúc nào cũng có thể sinh ra. Lúc này, người nhất định phải làm ra một cái 8. Năm thiên đạo, mưu đồ gì? Được rồi, ta chỉ muốn biết cái này thứ 8. Năm thiên đạo, có thể giúp ta tộc nhân giải khai trên người nguyền rủa sao? Tôn kia 8 tay thái cổ ma tôn lên tiếng nói. Nó là chư thiên vạn giới bên trong còn sót lại, bảo lưu lấy thần chí vực ngoại thiên ma. Nó muốn giải khai nguyền rủa. Chính là vực ngoại thiên ma nhóm toàn tộc mất trí, bị chư thiên vạn giới người tu luyện xem như dã ngoại boss nguyền rủa. Trở thành cái này 8, 5 thiên đạo, phải chăng cần trả một cái giá thật là lớn. Xích Tiêu Tử đạo trưởng một tay phủ kiếm, chậm rãi nói, mà lại, người muốn làm gì? Hoặc là nói, người muốn để thứ 8, 5 thiên đạo, trợ giúp ngươi làm cái gì? Ngươi cần đối mặt thứ gì? Xích Tiêu Tử đạo trưởng đưa ra vấn đề sắc bén nhất. Nói chúng tim đen. Hắn nhìn cũng nhất thấu triệt. Tại cái này đệ cửu thiên đạo sắp đản sinh thời điểm, lại muốn mân mê thứ 8. Năm thiên đạo, khẳng định là bởi vì tại thứ 8 thiên đạo cùng thứ 9 thiên đạo ở giữa thời gian trống bên trong, phát sinh cần thiên đạo đi xử lý sự tình. Các đạo hữu đừng nóng vội, cho ta cùng mọi người tinh tế giải thích. Cái kia hư ảo thân ảnh bắt đầu ngưng thực bắt đầu, mấy hơi về sau, nó biến thành một tôn tiên tử bộ dáng. Là chết không thể chết lại tiên tử trình cầu đàn bộ dáng. Đầu tiên, ta nói 8, 5 nhậm thiên đạo cũng không phải thật sự là thiên đạo, quyền hạn cùng bất hủ tính đặc biệt đều sẽ có cực lớn hạn chế. Cho nên, không có khả năng trở thành đệ cửu thiên đạo. Chỉ có thể trên đệ cửu thiên đạo nhậm trước đó, xung làm một đoạn thời gian lâm thời thiên đạo, chấp hành bộ phận thiên đạo quyền hành. Một khi đệ cửu thiên đạo chứng đạo, cái kia 8, 5 nhậm thiên đạo liền sẽ tự chủ thoái ẩn. Trình cầu đàn tiên tử ngồi vào chính mình pho tượng trên bàn tay, lên tiếng nói. Làm sao mân mê, Xích Tiêu Tử đạo trưởng chậm rãi nói. Viễn cổ thiên đình chi đạo, cùng thiên đế quyền hạn, trình cầu đàn tiên tử lên tiếng đáp. Bắc phương đại đế, việc này,
vì cái gì cùng Viễn Cổ Thiên Đình dính líu quan hệ? Ta Viễn Cổ Thiên Đình vì sao luôn luôn cõng nồi? Xích Tiêu Tử, ngọa thảo, tâm ma của ta không thấy. Ta đi gặp Tống Thư Hàng tiểu hữu. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm đột nhiên chen miệng nói. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhẹ nhàng một trưởng vỗ trên người Xích Tiêu Kiếm, để nó an tĩnh lại, không thấy được chúng ta đang nói chuyện chính sự sao. Trình Lâm Tiên Tử mỉm cười, tiếp tục giải thích nói, bởi vì, Hoàn Mỹ Viễn Cổ Thiên Đình chi đạo chính là đã qua đời thiên đạo bù đắp tự thân đạo. Thứ tám thiên đạo cùng Nho Gia Thánh Nhân đại chiến về sau, bản thân có thiếu. Cho nên, nó bày ra Viễn Cổ Thiên Đình kế hoạch bù đắp tự thân. Mà cái này, chính là chúng ta ảnh hưởng thiên đạo thủ đoạn. Năm đó, nếu như không phải mấy người các nàng nửa đường dở trò, đảo loạn cái này Viễn Cổ Thiên Đình kế hoạch lớn. Như vậy lúc trước, thiên đạo cầu khả năng đã bù đắp tự thân. Còn có chuyện như thế, tám tay Thái Cổ Ma Tôn kinh ngạc nói. Mà chúng ta tám, năm nhậm thiên đạo kế hoạch, chính là muốn lợi dụng điểm này. Trình Cầu Đàn Tiên Tử giải thích nói, bởi vì cái kia kế hoạch lớn là thứ tám thiên đạo bù đắp tự thân thủ đoạn. Vì để phòng vạn nhất, thứ tám thiên đạo bày ra một chút phát động điều kiện. Một khi những thứ này phát động điều kiện đạt thành, như vậy Hoàn Mỹ Viễn Cổ Thiên Đình chi đạo cộng thiên đế liền sẽ tự động bị hấp thu, chuyển hóa thành thiên đạo một bộ phận, từ đó bù đắp hắn thiếu thốn. Nói đến đây lúc, mọi người đã minh bạch qua hết tới. Nếu như đệ cửu thiên đạo còn không có sụp đổ, như vậy Hoàn Mỹ Viễn Cổ Thiên Đình chi đạo cộng thiên đạo tổ hợp, liền sẽ trở thành bù đắp đệ cửu thiên đạo thiếu thốn bộ phận. Nhưng bây giờ, thiên đạo cầu đã hỏng mất, thiên đạo vô chủ. Lúc này, nếu như mân mê ra Hoàn Mỹ Thiên Đình chi đạo cộng thiên đế tổ hợp, phát động thiên đạo cầu lưu lại điều kiện. Như vậy thiên đế cộng Viễn Cổ Thiên Đình chi đạo liền sẽ bị hấp thu, trở thành thiên đạo một bộ phận. Trên lý luận đến nói, trở thành thiên đạo một góc về sau, liền có thể có được bộ phận thiên đạo quyền hạn, thậm chí khả năng có được bộ phận bất hủ tính chất. Xưng là tám, năm nhậm thiên đạo rất chuẩn xác. Nhưng là, quá mạo hiểm. Xích Tiêu Tử đạo trưởng chậm rãi nói. Ai cũng không thể cam đoan bị thiên đạo cầu lưu lại chuẩn bị ở sau khi hấp thu, còn có thể hay không bảo trì ý chí của mình. Vạn nhất bị xóa đi tất cả, đơn thuần trở thành thiên đạo một bộ phận, cái kia cái gọi là tám. Năm nhậm thiên đạo chính là lấy giỏ trúc mà múc nước. Cho nên, chúng ta cần phải mượn Nho Gia Thánh Nhân lưu lại một chút thủ đoạn, đến hiệp trợ nhiệm vụ này. Trình Cầu Đàn Tiên Tử nhìn về phía đạo tử. Lão sư lưu lại thủ đoạn, đạo tử hơi suy nghĩ một chút, nói, người muốn mượn nhờ lão sư loại kia nuốt mất bộ phận tồn tại thủ đoạn. Nếu như tại trở thành tám, năm nhậm thiên đạo trước đó, trước dùng Nho Gia Thánh Nhân thủ đoạn, lưu lại chính mình bộ phận tồn tại. Còn sót lại bộ phận lại bị hấp thu, trở thành thiên đạo. Cứ như vậy, liền có thể cam đoan coi như bị xóa đi ý thức, nhưng bằng lưu lại cái kia bộ phận tồn tại, vẫn như cũ có thể khống chế tám. Năm nhậm thiên đạo đến hành động. Nho Gia Thánh Nhân loại kia nuốt mất bộ phận tồn tại thủ đoạn, căn bản không cùng người giảng đạo lý. Nuốt vào về sau, tự liền lúc trước thiên đạo cầu tấn thăng thiên đạo về sau, cũng vô pháp trực tiếp thu hồi chính mình thiếu thốn bộ phận, cứ như vậy mang theo thiếu thốn chứng đạo bất hủ. Nhưng là, lão sư loại năng lực kia, cũng không để lại tới. Đây chẳng qua là lão sư cái người năng lực thiên phú. Thậm chí tại cùng tiền nhiệm thiên đạo trước khi quyết chiến, không có ai biết lão sư có loại kia thiên phú. Đạo tử lại nói. Năm đó, cũng không ai có thể bước ra Nho Gia Thánh Nhân thi triển loại thiên phú này. Dưới tình huống bình thường, tới khiêu chiến Nho Gia Thánh Nhân đối thủ, đều là bị Nho Gia Thánh Nhân đơn phương treo lên đánh, trùy bạo. Trực tiếp cổng không gian vừa mở khóa chặt tung tích địch, chi thức thiết quyền hướng trong cánh cửa không gian một trận loạn truy, liền có thể giải quyết 60% phía trên địch nhân. Hiện thế, Tống Thư Hàng đối cửu tu Phượng Hoàng đao tế luyện, tiến vào mấu chốt khâu. Cửu chuyển đạo văn đã hoàn thành 90%. Lúc này, tu chân nói chuyện phiếm bên trong truyền đến một vị tiền bối tin tức. Chi âm, vi khuẩn gây bệnh cuồng đao tứ lãng, Thư Hàng, ở đây sao? Ở, Tam Lãng tiền bối, có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng hỏi Tam Lãng tiền bối, khó được vậy mà chủ động tìm hắn. Ta muốn tìm ngươi mượn quyển sách, cuồng đao tứ lãng trả lời. Tìm ta mượn sách, cái gì sách? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, trên người hắn có thể có cái gì ra dáng sách a? Tống Thư Hàng rất có tự mình hiểu lấy, trên người hắn liên quan tới tu chân phương diện thư tịch, cũng không nhiều. Mà lại,
cơ bản cũng không quá có thể lấy ra được. Hắn có, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối nhóm cơ bản cũng đều có, vẫn còn so sánh hắn phong phú hơn. Chẳng lẽ muốn tìm hắn mượn 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng? Không có cách, khi Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối hướng hắn mượn sách lúc, Tống Thư Hàng trong đầu chỉ có thể nghĩ đến những cái kia không thuộc về tu chân giới thư tịch. Chi âm, vi khuẩn gây bệnh Cuồng Đao Tứ Lãng, Nho Điển. Ta có cái đồ chơi này. Tống Thư Hàng sửng sốt mấy cái như vậy sát na. Một lát sau hắn đột nhiên nhớ tới. Ta còn thực sự có như thế cái đồ chơi. Hắn nhớ tới bị thiên đạo cầu khóa kín tại phong ấn trụ bên trong Nho Gia Thánh Nhân pháp khí Nho Điển. Liên quan tới cái này Nho Điển cất giấu vị trí, còn là hắn lúc trước từ béo cầu đại lão tiểu hào phân thân cái kia, thông qua đánh cược nghi thức thắng được. Tam lãng tiền bối, Nho Điển hiện tại hoàn toàn chính xác trong tay ta, bất quá nó hiện tại vẫn còn phong ấn trụ bên trong, còn không có giải phong. Ta còn cần một chút thời gian đem phong ấn giải khai. Mặt khác, Nho Điển kỳ thật cũng không phải là ta đồ vật, nó là Nho Gia bảo vật. Tống Thư Hàng trả lời. Yên tâm đi, Nho Gia phương diện, ta có thể để Vân Tước Tử tiền bối cùng Nho Gia lên tiếng chào hỏi, tin tưởng Nho Gia nguyện ý cho nàng mặt mũi này, mượn Nho Điển. Còn phong ấn, Thư Hàng tiểu hữu ngươi có thể mau chóng đưa nó giải phong không? Cuồng Đao Tam Lãng trả lời, xin nhờ. Tam lãng tiền bối ngươi cũng nói đến đây cái phân thượng, ta bên này cũng tận lượng. Tống Thư Hàng đáp, đúng rồi, chúng ta bây giờ ở vào mộng giới bên trong, tam lãng tiền bối ngươi cho ta cái tọa độ, ta đưa ngươi kéo qua. Không cần, ta cũng tại phụ cận, ta trôi qua rất nhanh tìm ngươi. Vừa vặn, ta cũng muốn đi xem nhìn ngươi. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Đi tam lãng tiền bối ngươi đến mộng giới về sau, đi thẳng đến Vân Tước Tử tiền bối tọa độ. Ta đi cùng ngươi tụ hợp. Tống Thư Hàng nói. Kết thúc cùng tam lãng tiền bối giao lưu về sau, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, tạo hóa tiên tử, có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Tạo hóa tiên tử nổi lên, a ngốc. Là như vậy, có tiền bối muốn hướng ta mượn quyển sách. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hạch tâm thế giới bên trong đem cây kia phong ấn trụ cho cuốn đi ra. Tạo hóa tiên tử, ê a rồi a Tống. Là tam lãng tiền bối. Hắn muốn mượn Nho Điển. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử. Nàng từ Tống Thư Hàng thể nội chui ra, ôm lấy phong ấn lại, dùng sức lắc đầu. Tam lãng tiền bối nói, hắn nguyện ý thông qua Vân Tước Tử tiên tử, hướng Nho Gia mượn sách. Cho nên, ta nghĩ hỏi thăm bên dưới ý kiến của ngươi. Dù sao, bản này Nho Điển là Nho Gia cùng các ngươi. Tống Thư Hàng giải thích nói. Nếu như tạo hóa tiên tử không nguyện ý, vậy hắn cũng chỉ có từ chối Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối. Nghe được Vân Tước Tử về sau, tạo hóa tiên tử cau mày suy tư. Nàng tựa hồ rất xoắn suýt bộ dáng. Nửa ngày về sau, nàng từ phong ấn trụ lên tuột xuống, đối Tống Thư Hàng dựng thẳng lên một ngón tay, nghĩ nghĩ về sau, nàng lại tăng thêm hai ngón tay. Ba ngày sau, ta sẽ căn dặn Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta thay thế Tam Lãng tiền bối cảm ơn ngươi. Tạo hóa tiên tử. Lãng ngốc tạo hóa tiên tử ngẩng đầu lên. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười, trên đầu mái tóc lại ngưng tụ ra càng nhiều bím tóc bàn tay, rơi vào Nho Điển phong ấn trụ bên trên. Trong chốc lát, dưỡng đao thuật quang huy bạo tạc sáng lên. Theo thực lực cảnh giới tăng lên, bá tống biện đao cửu trảm bí pháp biến càng thêm cường hoành, đồng dạng, giá rẻ yêu bí pháp cũng trở nên càng phát ra kinh khủng. Mỗi một giây, đều nắm chắc ngàn phát dưỡng đao thuật đồng thời rơi vào phong ấn trụ bên trên. Phong ấn trụ lên rất nhanh liền nhiễm lên một tầng thất thải thần khí quang huy. Đổi lại trước kia Tống Thư Hàng, ít nhất phải một ngày một đêm mới có thể mở ra cái này phong ấn trụ. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi mấy phút thời gian, cái này phong ấn trụ cũng đã bắt đầu không kiên trì nổi. Nhiều nhất 10 phút, có thể phong ấn cửu u chúa tể phong ấn trụ, liền biến thành Tống Thư Hàng bộ dáng. Phiền phức mở cửa sổ nhỏ chứ, Tống Thư Hàng đối phong ấn trụ nói. Đang khi nói chuyện, lại là 100 phát dưỡng đao thuật rơi xuống. Thất thải phong ấn trụ bên trên, từ từ mở ra một cái so thư tịch hơi lớn lỗ hổng. Tống Thư Hàng bím tóc bàn tay tìm tòi, liền nhẹ nhõm đem Nho Gia Thánh Nhân pháp khí Nho Điển lấy ra ngoài. Cảm ơn, Tống Thư Hàng nói, sau đó hắn đem phong ấn trụ một lần nữa thả lại hạch tâm thế giới thứ này vận dụng thật tốt. Có thể hố cửu u chúa tể cấp tồn tại. Nho Điển một lấy ra về sau,
Hạo nhiên chính khí từ pháp khí lên khuếch trương ra, giống một cái lĩnh vực bao trùm phương viên vạn dặm. Mộng giới bên trong một chút tâm ma phát ra chi chi tiếng kêu, bị chính khí áp chế, không cách nào động đậy. Tại lĩnh vực này bên trong, chỉ có đặc thù da đen tử có thể tự nhiên hành động. Tạo hóa tiên tử đưa tay từ Tống Thư Hàng trong tay tiếp nhận nho điển, đầu ngón tay tinh tế ở trong sách mơn trớn. Trên mặt nàng biểu lộ, tràn ngập hoài niệm chi sắc. Thấy vật nghĩ tình, nàng hẳn là nhớ tới nho gia thánh nhân. Hai Thư Hàng, ta tới. Trên bầu trời, vang lên cuồng đao tam lãng tiền bối thanh âm. Cuồng đao tam lãng xoáy khí thu đao, hạ xuống Tống Thư Hàng trước mặt. Tam lãng tiền bối, đã lâu không gặp. Tống Thư Hàng hiện tại ngay tại tế luyện cửu tu phượng hoàng đao, động tác không thể quá lớn. Đã lâu không gặp, Thư Hàng, người gần nhất chết mấy lần, cuồng đao tam lãng hỏi. Tống Thư Hàng, tam lãng tiền bối, người đây là tiếng người sao? Tống Thư Hàng lập tức quay đầu đối tạo hóa tiên tử nói, tạo hóa tiên tử, chúng ta không cho mượn, nhanh lên đem nho điển thu hồi. Ta miệng này, làm sao lại khống chế không nổi, cuồng đao tam lãng thở dài nói. Thật xin lỗi, Thư Hàng. Là ta lãng mỗ sai rồi. Cái này còn tạm được. Tống Thư Hàng nháy mắt ra dấu. Tạo hóa tiên tử lưu luyến không rời đem nho điển giao cho tam lãng, ba ngây ngốc. Ba ngày sao, đủ, cuồng đao tam lãng mỉm cười nói. Da đen vũ nhu tử. Bia đá đạo hữu. Sở các chủ ngốc mau. Trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, cuồng đao tam lãng vậy mà cũng có thể nghe hiểu tạo hóa tiên tử đặc thù ngôn ngữ. Chẳng lẽ, đây là tìm chết giới đặc thù ám hiệu, chỉ có tìm chết giá trị đạt tới cảnh giới nhất định sau người, mới có thể lĩnh ngộ. Tam lãng tiền bối, người muốn mượn nho điển có làm được cái gì? Cần hỗ trợ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cuồng đao tam lãng tiếp nhận nho điển, nói, mượn bản này nho điển, chủ yếu là vì giúp một vị cố nhân một vấn đề nhỏ. Chính ta có thể xử lý, Thư Hàng ngươi không cần lo lắng. Việc này, cảm ơn ngươi. Lập tức qua Tết, tam lãng tiền bối ngươi nhớ kỹ qua năm lúc cho ta bao cái đại hồng bao liền tốt. Tống Thư Hàng nhắc nhở lần thứ nhất tại Cửu Châu nhất hào quần qua năm, hắn cái này quá thời hạn manh tân, vẫn là hy vọng có thể thu đến mấy cái qua năm hồng bao. Ngươi có muốn hay không mặt, ngươi đường đường một cái kiếp tiên, qua năm không cho chúng ta phát hồng bao coi như xong, lại còn nghĩ trái lại hướng ta muốn hồng bao. Cuồng đao tam lãng nói, liền bi thương bắt đầu. Nhưng ngươi có thể là tiền bối a, Tống Thư Hàng còn muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Tống tiền bối, ngươi mới là ta tam lãng tiền bối. Cuồng đao tam lãng đối Tống Thư Hàng ôm quyền nói. Tống Thư Hàng, vì cái hồng bao, cần thiết hay không? Cuồng đao tam lãng đưa tay, dùng một loại ưu nhã lật sách thủ pháp, nhẹ nhàng tại nho điển thượng phiên qua, sau đó khoát tay nói, Tống tiền bối, gặp lại sau. Bên cạnh. Tạo hóa tiên tử lẳng lặng nhìn xem cuồng đao tam lãng lật sách tư thế, lại quay đầu nhìn xem Tống Thư Hàng, đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Dù chỉ là bao mấy khối linh thạch hồng bao cũng tốt, Tống Thư Hàng nhìn qua tam lãng tiền bối đi xa thân ảnh, tâm lý đặc biệt ủy khuất. Liền vì mấy khối linh thạch, tam lãng tiền bối thậm chí ngay cả tiền bối cái thân phận này cũng không cần. Cần thiết hay không, cần thiết hay không? Không phải mấy khối vấn đề linh thạch, là tôn nghiêm vấn đề a. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, người ta một cái ngũ phẩm linh hoàng, cho ngươi một cái tiếp qua một lát lập tức liền muốn yếu. Sinh trưởng người cửu phẩm kiếp tiên phát hồng bao, ngươi không muốn mặt, người ta còn muốn mặt. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về bạch tiền bối năm nay qua năm, Cửu Châu nhất hào quần bên trong, chỉ sợ chỉ có bạch tiền bối cái này một cái hồng bao. Trừ cái đó ra, bạch tiền bối, tam nhãn tiền bối, cầu đản cha nơi đó hẳn là còn có thể chiếm được cái hồng bao. Ngay tại gặm bánh bao bạch tiền bối nhìn thấy Tống Thư Hàng cái kia ủy khuất ánh mắt về sau, hơi sững sờ. Sau đó hắn từ chính mình không gian pháp khí bên trong lại lấy ra một túi bánh bao nói, muốn sao? Rất nhiều loại nhân bánh, tâm ma nhân bánh, thiên kiếp nhân bánh, tà vọng nhân bánh. Ta đề cử rót canh tà vọng nhân bánh, nước canh cộng tà vọng hỗn hợp, thích hợp mở miệng một tiếng. Biệt tuyết tiên cơ tác phẩm mới, Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Biệt tuyết tiên cơ vừa làm tốt, lặng lẽ cho ta. Tống Thư Hàng, không có phần của ta sao? Rõ ràng là tại hắn hạch tâm thế giới tiến hành thí nghiệm, rõ ràng tà vọng, tâm ma,
thiên kiếp các loại nguyên vật liệu phần lớn là hắn cung cấp, rõ ràng liền món ăn tâm ma cùng thiên kiếp thủ pháp cũng là hắn cho. Vì cái gì tại các loại bánh bao sau khi hoàn thành, lại không phần của hắn? Biệt Tuyết Tiên Cơ chỉ chuẩn bị phần của ta. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, sở, cho ta đến 10 cái Biệt Tuyết Tiên Cơ nhân bánh bao. Biệt Tuyết Tiên Cơ. Người cái này nói là lời gì? Tin hay không qua mấy ngày ta liền đẩy ra bá tống nhân bánh bao cùng bá tống đồ đệ sở nhân bánh bao đến. Một bên khác, cuồng đao tam lãng mang theo Nho Điển, đầu tiên là ngự đao đi vào thế giới thụ bên cạnh. Tống Thư Hàng dự bị đệ tử thụ yêu Mễ Lộ Lộ bây giờ thành mộng giới thế giới thụ vật dẫn, muốn Mễ Lộ Lộ trên ngọn cây, thất tu thánh quân, linh điệp thánh quân đã chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn tại Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối hiệp trợ bên dưới, đã thành công đem nguyên thần ký thác vào hư không, cũng thành công đem nguyên thần hình chiếu ném trở lại hiện thế nhục thân. Tại bát phẩm cảnh giới thành công đem nguyên thần ký thác hư không, tương lai bọn hắn tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên bình cảnh đã bị phá ra. Từ bát phẩm tấn thăng đến cửu phẩm, đối hai vị đến nói chỉ là tích lũy vấn đề. Huyền nữ môn Vân Tước Tử ngáp một cái tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt lúc, liền nhìn thấy cuồng đao tam lãng ôm một bản sách lớn thân ảnh. À, tam lãng ngươi lại có đọc sách thời điểm. Vân Tước Tử cả kinh nói, một cái thích xem sách tam lãng, cùng nàng trong trí nhớ họa phong chênh lệch quá xa. Vân Tước Tử tiền bối, ta cũng là có độc lập nghiên cứu phát minh pháp thuật mới thiên phú thiên tài a. Cuồng đao tam lãng xoáy khí nói, mà lại, tri thức chính là lực lượng. Chỉ cần quyển sách trên tay nặng chìm, nặng cứng rắn, đủ mạnh, như vậy liền không có người có thể bị kiến thức của ta nện vào về sau, còn lông tóc không thương. Thất tu thánh quân, liên tiếp ngủ vài ngày, có chút nhàm chán. Vân Tước Tử dụi dụi con mắt, A Bạch cùng Thư Hàng tiểu hữu đâu. Nhìn Vũ Nhu Tử vòng bằng hữu tin tức, bọn hắn trước đó nổ hàng tinh chơi đi, hiện tại ngay tại kết thúc công việc. Cuồng đao tam lãng nói. Linh điệp thánh quân. Ta nữ nhi chạy tới nổ hàng tinh. Linh điệp thánh quân tâm can đều tăng nhanh mấy nhịp. Còn có tam lãng, nhanh im ngay. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi không nên nói nữa đi xuống. Nổ hàng tinh chơi, cái này muốn làm sao nổ? Vân Tước Tử tiên tử nghi ngờ nói. Không biết, mà lại ta cũng không dám chơi a. Cuồng đao tam lãng dựng thẳng lên ngón cái nói. Ta lãng mỗ nhân. Tuyệt đối không đi làm hẳn phải chết sự tình. Đi thôi, Vân Tước Tử đột nhiên thân hình vọt lên, tóc dài màu lam như áo choàng bay lên. Nàng đưa tay bắt lấy tam lãng, giữa ngón tay có một kiện pháp khí lấp lánh. Sau một khắc, nàng cùng tam lãng thân hình tan biến tại mộng giới bên trong, độn hướng thế giới khác. Mơ hồ trong đó, nghe được cuồng đao tam lãng kinh hoàng kêu thảm. Linh điệp thánh quân hơi sững sờ về sau. Đối thất tu thánh quân nói, thất tu đạo hữu, ta đi xem một chút ta nữ nhi. Cùng đi đi, ta cũng phải đi xem một chút bạch đạo hữu cùng Thư Hàng đến cùng làm cái gì, liền hằng tinh đều bị bọn hắn chơi bạo. Thất tu thánh quân đồng dạng có chút hoảng hốt. Hiện thế, nào đó phiến trong tinh vực. Vân Tước Tử dẫn theo tam lãng, tại trong tinh vực bay thật nhanh. Cuồng đao tam lãng bưng lấy kia bản nho điển, tại đến một vị trí nào đó lúc. Hắn nhẹ nhàng đem kia bản nho điển ném ra ngoài. Tiện thể, hắn còn tại kia bản nho điển lên phụ một câu pháp thuật nhắn lại. Ngươi cái kia sách từ bỏ. Vân Tước Tử nghi hoặc truyền âm hỏi. Nàng từ quyển sách kia lên cảm ứng được nho ra thánh nhân khí tức. Không phải không cần, mà là dựa theo ước định, giúp một vị cố nhân chuyện nhỏ. 3 ngày sau, nho điển liền sẽ chính mình về Thư Hàng cái kia đi. Cuồng đao tam lãng trả lời. Ngươi lại còn có bạn cũ còn sống. Vân Tước Tử kinh ngạc nói, đều nói vật họp theo loài, có thể trở thành ngươi bạn cũ còn có thể một mực sống đến bây giờ, sinh mệnh lực thật là ương ngạnh. Cuồng đao tam lãng. Vân Tước Tử tiền bối ngươi có phải hay không đang giễu cợt ta? Đi, chúng ta đi nghiên cứu hằng tinh đi. Vân Tước Tử tâm tình rất tốt, kéo lấy cuồng đao tam lãng tiến lên. Chờ một chút, ta trước đem phục sinh pháp khí lắp đặt. Cuồng đao tam lãng tuyệt vọng nói, ta một cái ngũ phẩm linh hoàng, đụng một cái đến hằng tinh liền sẽ hóa a. Hư không bên trong. Nho điển chậm rãi bồng bềnh trong hư không. Một lát sau, bản này nho điển chính mình hành động. Nho điển phá vỡ không gian, khóa chặt một đạo khí tức, trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược.
thiên đạo nhất định phải xuống đài liên minh tổng bộ không gian thế giới bên trong. Đạo tử đang cùng mấy vị minh hữu thảo luận liên quan tới tái hiện nho gia thánh nhân năng lực thiên phú khả năng. Tóm lại, nghĩ tái hiện lão sư loại kia thiên phú là không thể nào. Loại kia năng lực thiên phú nguyên lý là cái gì, là thế nào vận chuyển, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Lão sư chỉ dùng qua một lần cái kia thiên phú, chỉ chống lại giới thiên đạo dùng qua. Thậm chí ta đều là tại sau đó mới biết được việc này. Đạo tử lắc đầu nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên hắn trước mặt không gian sụp đổ ra. Một bản nặng nề thư tịch bỗng nhiên từ không gian bên trong chui ra, nện ở trên mặt hắn. Người nào đánh lén, tiểu nhân ư, đạo tử cả giận nói. Diệp Tư bên người Trình Cẩu Đản cũng hơi sững sờ, cái này không gian rất đặc thù, lại có người khóa chặt đạo tử, cùng sử dụng công kích dán hắn mặt. Mà lại, đạo tử lại còn không có tránh thoát khỏi đi. Đây là sách gì? Diệp Tư lực chú ý lại tại quyển sách này bên trên, quyển sách này xem ra, rất thú vị dáng vẻ, nàng muốn nhìn một chút. Đạo tử tiếp được dán hắn mặt sách, đột nhiên sắc mặt khẽ động. Nho điển, vì cái gì nó lại ở chỗ này? Đạo tử ngữ khí, đều run rẩy lên. Mà lại, trong sách này tựa hồ còn có nhắn lại pháp thuật. Hắn vội vàng đưa tay, tại nho điển lên nhấn một cái. Khục trở xuống là nhắn lại. Ba ngây ngốc một cái đại lão ra nắm vuốt cuống họng phát ra nũng nịu ma âm, rót não mà đến. Có như vậy một nháy mắt, đạo tử trong lòng phun lên muốn đem nho điển hung hăng đập xuống đất xúc động. Nhưng cân nhắc đến quyển sách này là lão sư pháp khí, là nho gia trọng yếu vô cùng nho điển, đạo tử ngạnh sinh sinh nhịn xuống nện sách xúc động. Nhưng cái kia âm thanh đáng sợ ba ngây ngốc kiểu hoán âm thanh, vẫn là như ma âm rót não, tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Cái này ai vậy, nắm vuốt cuống họng kiều hoán, quả thực đáng sợ. Có ý tứ gì, bên cạnh kim cương tự đại sư nghi hoặc hỏi. Hắn cảm giác một tiếng này ba ngây ngốc bên trong khẳng định có cái gì thâm ý, có thể là một loại nào đó mật mã. Ta làm sao biết a? Đạo tử đáp, luôn cảm giác giống như là đang mắng người. Là ai đem bản này nho điển giao cho ngươi? Bắc Phương Đại Đế nghi ngờ nói. Ta cũng không biết a. Đạo tử cười khổ nói. Vậy cái này bản nho điển là từ cái nào vị trí tới? Nó tập trung vào ngươi mà đến đây đi. Tám tay thái cổ ma tôn hỏi. Ta không thấy rõ ràng a. Đạo tử ngẩng đầu vọng thiên. Ngươi làm sao hỏi gì cũng không biết a. Xích Tiêu Kiếm nói. Đạo tử. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ta cũng không muốn chính mình hỏi gì cũng không biết. Ta cũng muốn lộ ra bác học một điểm, nhưng ta thật không biết a. Nho điển, trước kia hẳn là tại thư hàng nơi đó. Lúc này, Diệp Tư lên tiếng nhắc nhở. Bắc Phương Đại Đế, như vậy là thư hàng tiểu hữu, đem nho điển đưa tới. Không phải, thư hàng hắn cũng không biết nơi này. Diệp Tư lắc đầu, sau đó nàng lại nhắc nhở, mặt khác, ta suy đoán, ba ngây ngốc hẳn là tạo hóa tiên tử ngữ hệ. Không có khả năng, sư muội ta thanh âm mới không có khó nghe như vậy. Đạo tử lập tức giữ gìn nhà mình sư muội đạo. Chư thiên vạn giới ai chẳng biết nói nho gia thánh nhân cuối cùng thu tiểu sư muội, có được thiên lại chi âm. Ta nói là ngữ hệ, chỉ là bị cái này nắm vuốt cuống họng thanh âm kêu đi ra, nghe khó chịu. Diệp Tư nói, đạo tử tiền bối ngươi hẳn là có chú ý tạo hóa tiên tử, cho nên. Ngươi hẳn phải biết tạo hóa tiên tử hiện tại không giảng tiếng người. Tiểu Diệp Tư kiểu nói này, ta mới phản ứng được. Cái này đích xác là tạo hóa tiên tử ngữ hệ. Cái kia đạo tử hẳn là nghe hiểu a. Xích Tiêu Kiếm nói. Đạo tử. Ta cũng nghe không hiểu a. Ta hoàn toàn nghe không hiểu sư muội những cái kia ngốc ngốc. Ê a nha, Yara tác sốt cuộc là ý gì a? Sư muội ta không giảng tiếng người, ta cũng rất tuyệt vọng a. Lúc này, Diệp Tư mở to mắt, nói, ta vừa rồi đồng bộ xuống thư hàng trên người linh quỷ phân thân tin tức. Là tam lãng tiền bối, mới từ thư hàng nơi đó mượn đi nho điển. Là cái kia nam nhân đáng sợ sao? Ta đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Xích Tiêu Kiếm nói, đây chính là cái vi khuẩn gây bệnh, đạo tử, một hồi ngươi nhớ kỹ trừ độc. Đạo tử, là cái kia gần nhất bị Vân Thước Tử sư tổ nhìn chúng tiểu đạo hữu sao? Trên thực tế, dù là kinh lịch vô số đả kích, nho gia vẫn luôn có đang chăm chú Vân Thước Tử tin tức. Dù sao, nàng có thể là thánh nhân chi sư. Chẳng lẽ là Vân Thước Tử sư tổ? Để hắn đem quyển sách này giao cho ta sao? Đạo tử chậm rãi nói.
hắn đưa tay lật ra lão sư bản này nho điển. Nho gia một mực có chú ý Vân Thước Tử, cho nên đạo tử so bất luận kẻ nào đều biết Vân Thước Tử chỗ đặc thù. Tất cả chuyện không thể nào, nếu như là Vân Thước Tử đi làm, cái kia đều có thể lý giải. Nàng là cái người mang vô số bí mật đặc thù tồn tại. Ở thời điểm này, Vân Thước Tử sư tổ đem bản này nho điển giao cho ta, chẳng lẽ là bởi vì nó đối ta hữu dụng. Đạo tử không ngừng lật qua lật lại bản này nho điển. Cuối cùng tại lật đến một trang cuối cùng thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một câu nhắn lại. Câu này nhắn lại, trước đó một mực ở vào ẩn tàng trạng thái, mãi cho đến đạo tử tự tay lật ra nho điển một trang cuối cùng thời điểm, câu này nhắn lại mới nổi lên. Đây là lão sư bút tích, đạo tử thanh âm khó nén vẻ kích động. Tại ngươi thấy đoạn này nhắn lại thời điểm, nói rõ nho điển đã thuận lợi tự tay giao tại trong tay ngươi. Ta bố trí một chút chuẩn bị ở sau, vì ngươi cùng sư đệ của ngươi nhóm lưu lại. Chỉ là những thứ này chuẩn bị ở sau, có thể sẽ có thiếu hụt. Cho dù là ta, cũng không có khả năng đem tương lai suy tính hoàn chỉnh như vậy. Những thứ này thiếu hụt, có thể sẽ dẫn đến phục sinh không hoàn chỉnh. Tin tưởng tại mở ra nho điển một trang cuối cùng lúc, ngươi đã tìm được đáp án. Cho nên, cuối cùng của cuối cùng, đạo tử, ta đưa ngươi các sư đệ, đều giao cho ngươi. Một đoạn này lời nói, có chút không liên tục. Hiển nhiên thánh nhân tại viết xuống một đoạn này lời nói thời điểm, lặp đi lặp lại sửa chữa, vạch rơi lại viết lại. Thậm chí, mỗi một câu nhắn lại, đều là thánh nhân trải qua lặp đi lặp lại thôi diễn về sau, viết ra. Lão sư cho chúng ta lưu lại chuẩn bị ở sau sao. Đạo tử trong lòng chua chua. Hắn nghĩ tới hiện tại ngay tại Nho Gia Kim Liên thế giới bên trong mấy vị sư đệ phục sinh cũng không hoàn mỹ, có thiếu hụt. Bọn hắn thời gian không nhiều. Cũng may, Tống Thư Hàng cho mượn chính hắn cái kia đôi đặc thù lưu ly con mắt, trình độ lớn nhất kéo dài các sư đệ tiêu tán. Đây hết thảy, đều cùng lão sư suy đoán đồng dạng. Mặc dù sống lại, nhưng phục sinh có thiếu hụt. Năm đó lão sư đã đem tương lai suy tính đến loại trình độ này. Luôn cảm giác, tựa như là có người đang nhắc nhở lão sư chuyện tương lai dấu vết đồng dạng. Lại hoặc là, lão sư nhìn đến tương lai. Mà sau cùng lời nói, đem các sư đệ đều giao cho ta à? Đạo tử đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve nho điển. Đúng vậy, đáp án ngay tại trước mắt hắn. 8. Năm nhậm thiên đạo. Dù chỉ là ngắn ngủi quá độ thiên đạo, chưa hoàn chỉnh thiên đạo quyền hành, chưa hoàn chỉnh bất hủ. Nhưng nếu như chỉ là giải quyết chính mình mấy vị các sư đệ phục sinh thiếu hụt, có lẽ còn là có thể làm được. Mà tại đạo tử đem nho điển khép lại nháy mắt, hắn trong lúc mơ hồ liền cảm giác được từ nho điển nổi lên hiện một cái năng lực, đúng là hắn lão sư nho gia thánh nhân lưu lại thôn phệ tồn tại thiên phú. Chứng đạo 8, năm nhậm thiên đạo khế ước, đã tới. Đạo tử ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Sư đệ cùng các sư muội, liền giao cho ta đến thủ hộ. Nho gia thánh nhân thôn phệ tồn tại năng lực thiên phú, ngay tại bản này nho điển bên trong. Trình Lâm tiên tử, ta nguyện ý trở thành thứ 8. Năm nhậm thiên đạo, đạo tử trầm giọng nói. Nho gia thánh nhân nhắn lại, khó nói nho gia thánh nhân, liền tương lai đều suy tính đến một bước này sao. Bên cạnh, Xích Tiêu tử đạo trưởng nhẹ nhàng gõ Xích Tiêu kiếm, chậm rãi nói. Không hổ là trong truyền thuyết rất sâu tồn tại, tại viễn cổ thời đại. Liền thôi diễn đến một bước này. Rất sâu thánh nhân, danh bất hư truyền, kim cương tự đại sư tâm phục khẩu phục. Dù cho đã từng bại vào hắn tay, nhưng hắn là một cái duy nhất làm ta tâm phục khẩu phục người. Tám tay thái cổ ma tôn nói hắn vì cứu mình tộc nhân, tự nhiên cũng tranh đoạt qua thiên đạo chi vị. Mà tranh đoạt qua thiên đạo chi vị người, tự nhiên đã từng bị nho gia thánh nhân đè xuống đất ma sát qua. Sẽ có nguy hiểm. Trình Cầu đàn bộ dáng thân ảnh lên tiếng nói. Ta nguyện ý gánh chịu. Đạo tử gật đầu nói, sau đó, trở thành 8. Năm nhậm thiên đạo về sau, ngươi cần ta giúp ngươi đối mặt cái gì? Đạo tử bản thân là vì cứu mình sư đệ, sư muội. Bát tí thái cổ ma tôn là vì giải khai tộc nhân mình trên người nguyền rủa. Mà Xích Tiêu tử đạo trưởng bản thân hứng thú chính là đến đỡ một nhiệm kỳ thiên đạo thượng vị. Như vậy. Phí hết tâm tư thôi động 8, năm nhiệm thiên đạo kế hoạch Trình Lâm tiên tử mấy người, vừa có cái gì tâm nguyện. Chờ đạo tử đạo hữu chứng 8, năm thiên đạo về sau, ta hy vọng đạo hữu ngươi có thể giúp ta, để bị viễn cổ thiên đình chi đạo trói buộc bản thân giải thoát.
Trình Cẩu Đản trả lời. Giờ đây, viễn cổ thiên đình trường sinh giả trong thành viên, còn có mấy tôn bị thiên đình chi đạo trói buộc, ở vào thạch hóa trạng thái. Hiện tại thiên đạo sụp đổ, liền liền thiên đế cũng thiết lập ván cục, bản thân hóa đạo tiêu tán. Muốn để thạch hóa thiên đình hảo hữu thoát thân, phục sinh, chỉ có chuyện nhờ trợ ở thiên đạo quyền hành. Ta hiểu được, đạo tử khẽ gật đầu nói. Hắn cùng Trình Lâm tiên tử, Tống Đầu Gỗ hợp tác cũng không phải ngày đầu tiên, biết bọn hắn một mực đang cố gắng để viễn cổ thiên đình một nhóm bạn thân, từ thiên đình chi đạo bên trong thoát thân phục sinh. Trình Lâm tiên tử cái mục tiêu này, cũng cùng hắn, Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn chấp niệm cùng loại, cũng là vì giải cứu bản thân để ý người. Tương tự mục tiêu cùng chấp niệm, tổng là dễ dàng gây nên cộng minh. Đã đại gia mục tiêu đều đã trải qua định ra, như vậy. 8. Năm nhiệm thiên đạo kế hoạch, chừng nào thì bắt đầu. Đạo tử lên tiếng nói. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn chứng đạo 8. Năm nhiệm thiên đạo, đem sư đệ của mình, các sư muội không chọn vẹn bổ đủ. Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn đồng dạng không kịp chờ đợi nói, ta cảm giác kế hoạch này, càng nhanh bắt đầu càng tốt. Trình Lâm tiên tử, kế hoạch này cần chúng ta làm cái gì? Tự nhiên cần, kế hoạch này phải dựa vào đại gia đồng tâm hiệp lực. Nếu không dựa vào ta sức một mình, không cách nào trong thời gian ngắn hoàn thành. Trình Cẩu Đản tiên tử lên tiếng nói, chỉ là để viễn cổ thiên đình chi đạo chuyển hóa làm hoàn mỹ trạng thái, liền cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Nói cách khác, đầu tiên chúng ta muốn đem viễn cổ thiên đình cho tận lực bù đắp sao? Đạo tử nhẹ nhàng gõ nho điển, trong đầu nghĩ đến nho ra cất giữ cái đám kia viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Cần thiết tình huống hạ, hắn có thể ra mặt, đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cho lấy tới. Cùng nho ra 13 kiếp tiên, còn có sư muội so ra, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tầm quan trọng đương nhiên muốn thấp một số. Ta có cái nghi vấn. Lúc này, Kim Cương Tự Đại sư đột nhiên lên tiếng nói, Tống Đạo Hữu cùng Trình Đạo Hữu, trong kế hoạch này, cuối cùng chứng đạo người, vì cái gì không phải ngươi, mà muốn kéo lên đạo tử đạo hữu. Bần đạo cũng có này nghi hoặc. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhìn qua Trình Lâm tiên tử nói, trong kế hoạch cần hoàn mỹ viễn cổ thiên đình chi đạo cộng thiên đế, mà Tống Đạo Hữu cùng Trình Lâm tiên tử, các ngươi giờ đây liền chấp trưởng lấy thiên đế thân phận a. Sở dĩ, kế hoạch này, làm gì bỏ gần tìm xa, ngược lại muốn để đạo tử chứng đạo. Có phải hay không trong đó có càng lớn ẩn tàng nguy cơ? Bắc Phương Đại Đế lên tiếng nói. Coi như còn có tiềm ẩn nguy cơ lời nói, Tống Đạo Hữu cùng Trình tiên tử các ngươi một mực nói ra. Yên tâm, dù là cái này nguy cơ lại lớn, ta cũng sẽ không lui lại. Đạo tử nói. Hắn là nho ra 13 kiếp tiên đứng đầu, sư phụ không ở, hắn liền phải giống sư phụ một dạng thủ hộ lấy tất cả nho ra đệ tử. Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn lên tiếng nói, nếu như nguy cơ quá lớn, đạo tử không nguyện ý gánh chịu. Liền đổi ta lên. Không. Cũng không phải là cái gì ẩn tàng nguy cơ vấn đề. Ta sở dĩ không tự mình đi chứng đạo 8, năm thiên đạo, là cá nhân thân phận nguyên nhân, Trình Cẩu Đản tiên tử khoát tay nói. Pho tượng bên trên mấy vị đại lão, đều nghi hoặc nhìn về phía Trình Cẩu Đản tiên tử. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy mọi người. Trình Nhi chứng tiên tử mỉm cười, nói, đừng nhìn ta tại viễn cổ thiên đình bên trong thành giao chỉ nữ đế. Nhưng trên thực tế, ta là linh quỷ chi thân. Đạo tử, linh quỷ. Bát Tý Thái Cổ Ma Đế, làm sao có thể? Đây chính là cái kình bạo tin tức, nếu như công bố ra ngoài, đủ để trở thành chư thiên vạn giới đầu đề tin tức. Xích Tiêu Tử đạo trưởng gật đầu nói, khó trách, bần đạo một mực cảm giác Trình Lâm tiên tử ngươi tồn tại rất cổ quái. Không nghĩ tới lại là linh quỷ chi thân. Ngươi nếu là linh quỷ, lại thế nào chứng đạo trường sinh? Kim Cương Tự Đại sư nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta đặc thù a, tại linh quỷ bên trong, ta cũng là đặc thù nhất một bộ phận. Trên thực tế, viễn cổ thiên đình thiên đế cũng có bộ phận là linh quỷ cấu thành, nàng không như thường chứng đạo, trở thành nho gia thánh nhân về sau mạnh nhất tồn tại. Trình Lâm tiên tử trả lời. Bắc Phương Đại Đế. Thiên đế cũng là linh quỷ. Điểm ấy vì cái gì chúng ta tứ phương đại đế đều không có chút nào phát giác. Chính là bởi vì ta là linh quỷ, sở dĩ ta không thể chứng đạo bất hủ, nếu như ta chứng đạo bất hủ lời nói, sẽ ảnh hưởng đến ta đối ứng cái kia tồn tại. Trình Lâm tiên tử tiếp tục ném ra ngoài bạo tạc tin tức. Ảnh hưởng đến đối ứng cái kia tồn tại. Trình Lâm tiên tử ngươi bây giờ là có chủ trạng thái.
Bát tí thái cổ ma tôn có loại không dám tin cảm giác. Trình Lâm là linh quỷ thì cũng thôi đi, nàng lại còn là có chủ trạng thái. Chư thiên vạn giới bên trong đến cùng cái nào tôn tiên tử, có thực lực này, trở thành Trình Lâm tiên tử bản thể. Mọi người đều biết, linh quỷ hình thái cùng giới tính, sẽ cùng bản thể đối ứng. Trình Lâm nếu là tiên tử chi thân, cái kia nàng đối ứng vị kia, cũng hẳn là vị tiên tử. Có ý tứ, Trình Lâm tiên tử ngươi mới vừa nói không muốn ảnh hưởng đến bản thể. Nói cách khác, bản thể của ngươi mục tiêu, là thứ 9 nhiệm thiên đạo đúng không? Xích Tiêu Tử đạo trưởng phỏng đoán nói là bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến bản thể chứng đạo thứ 9 thiên đạo, sở dĩ Trình Lâm tiên tử mới không đi chứng đạo cái này 8. 5 nhiệm thiên đạo. Đúng vậy, chủ yếu là cân nhắc đến điểm này. Trình Lâm tiên tử gật đầu thừa nhận. Cái kia, cái này 8, 5 nhiệm thiên đạo kế hoạch, cũng là Trình Lâm tiên tử bản thể của ngươi, nói ra sao? Xích Tiêu Tử đạo trưởng tiếp tục hỏi. Nếu thật như thế, Trình Lâm tiên tử đối ứng vị kia, vẫn giấu kín tại phía sau màn thao túng toàn cục. Hắn cũng không có bản sự này. Trình Lâm tiên tử lắc đầu nói, trên thực tế, tình trạng của chúng ta cùng bình thường linh quỷ, bản thể quan hệ trong đó khác biệt. Chúng ta tại viễn cổ thời đại đến nay, một mực là độc lập hành động. Chúng ta hành động, kế hoạch, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trình Lâm tiên tử, có thể nói một chút, người đối ứng bản thể là vị nào tiên tử sao? Đạo tử hỏi. Hừm, là tất cả mọi người người quen biết, còn thân phận, thỉnh cho phép ta tạm thời giữ bí mật. Qua một đoạn thời gian nữa, đại gia thì sẽ biết. Trình Cầu Đàn tiên tử nói. Đám người nghe vậy, lâm vào trầm tư. Mặt khác kỳ thật còn có nguyên nhân tại để bị viễn cổ thiên đình đại đạo trói buộc đạo hữu giải thoát quá trình bên trong, cần phải có vật thay thế những cái kia đạo hữu. Mà chúng ta lấy bản thân phân liệt thành cơ sở, chế tạo một nhóm vật thay thế. Cái này khâu, cần chúng ta xuất thủ. Đây cũng là chúng ta không thể tiếp nhận 8, 5 thiên đạo nguyên nhân. Trình Cầu Đàn tiên tử lại nói. Bọn hắn cần dùng bản thân phân liệt thể, thay thế những viễn cổ thiên đình kia bản thân. Xích Tiêu Tử đạo trưởng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, với ta mà nói, chỉ cần là hiệp trợ một vị thiên đạo tiền nhiệm, liền xem như hoàn thành tâm nguyện của mình. Sở dĩ, ta bên này không thành vấn đề. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện thế nào hoàn thiện viễn cổ thiên đình chi đạo. Ta đối viễn cổ thiên đình nghiên cứu không nhiều. Đối Xích Tiêu Tử đạo trưởng mà nói, mặc kệ Trình Lâm tiên tử cùng Tống đạo hữu có phải hay không có phương án khác, đều không trọng yếu. Hứng thú của hắn ngay tại lúc này đem 8, 5 nhiệm thiên đạo cho đẩy lên đi. Sau đó, lại ngó ngó vị nào tương đối thích hợp thứ 9 nhiệm thiên đạo. Ta cũng thế, đạo tử nắm chặt nho điển nói. Ta cũng giống vậy, Bát Tí Thái Cổ Ma Tôn gật đầu nói. Vì cứu ra viễn cổ thiên đình bản thân, ở phương diện này mục tiêu, ta cùng Trình Lâm tiên tử là giống nhau. Bắc Phương Đại Đế chậm rãi nói. Ta bên này mặc dù chấp niệm đã kết thúc, nhưng chúng ta là bằng hữu. Ta có thể cung cấp trợ giúp, mà lại, ta cũng muốn gặp chứng thứ 8. 5 nhiệm thiên đạo sinh ra, Kim Cương Tự Đại Sư hai tay hợp trưởng nói. Đầu tiên, chúng ta cần tận khả năng đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ mang về. Trình Lâm tiên tử nói. Bát Tí Thái Cổ Ma Tôn khẽ nhíu mày nói, cần toàn bộ mang về sao? Cái này chỉ sợ không dễ dàng. Năm đó viễn cổ thiên đình nát quá lợi hại, mảnh vỡ trải rộng chư thiên vạn giới. Không cần toàn bộ mang về, chấp hành hoàn mỹ viễn cổ thiên đình kế hoạch chỉ cần có nhiều hơn một nửa viễn cổ thiên đình mảnh vỡ là đủ rồi. Mà chúng ta cũng một mực đang thu thập cùng đúc lại viễn cổ thiên đình. Hiện tại, ước chừng chỉ lại muốn mang về 1/5 viễn cổ thiên đình mảnh vỡ là đủ rồi. Ân, tận lực đem viễn cổ thiên đình tương đối trọng yếu mảnh vỡ kéo trở về, trọng yếu bộ vị thiên đình mảnh vỡ, một mảnh liền chống đỡ phổ thông mấy chục mảnh. Trình Cầu Đàn tiên tử giải thích nói. Như vậy, ta về Nho Gia một chuyến. Đạo tử đứng lên, nói, Nho Gia tại viễn cổ thiên đình phá diệt về sau, góp nhặt rất nhiều viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Lần trước bị thiên đế dùng ta 4 vị sư đệ kim thân đổi đi một chút, nhưng còn có một bộ phận đã chuyển rời đến Nho Gia Kim Liên thế giới. Ta cái này đi, đem những thứ này thiên đình mảnh vỡ mang đến. Trở về lời nói, muốn không mang theo chút lễ vật về Nho Gia. Diệp Tư tiên tử đột nhiên nói. Ngày mai sẽ là hiện thế hoa hạ ngày Tết ông táo muộn rồi, là cái rất đặc thù thời gian đây. Ăn Tết, đạo tử phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn nhu.
Lại một lát sau về sau, hắn khe khẽ thở dài, ta đi một chút trở về. Dứt lời, đạo tử trực tiếp mở ra không gian, chân thân rời đi, độn hướng Nho Gia Kim Liên thế giới lối vào. Ta đã từng cũng thu thập qua một bộ phận thiên đình mảnh vỡ, ta cái này đi lấy tới. Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn nói bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc, kỳ thật đều có thu thập bảo vật thói quen. Cho dù là bị nguyền rủa, mất trí, tập quán này vẫn như cũ bị bảo lưu lấy. Đây cũng là rất nhiều vực ngoại thiên ma bị đương giã ngoại boss quét về sau, sẽ rơi ra rất nhiều bảo vật chân tướng. Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn đồng dạng xé rách không gian, vượt không mà đi. Nếu như là thiên đình mảnh vỡ, cần ta đi gặp một lần kim quái sao? Bắc Phương Đại Đế nhìn về phía Trình Lâm Tiên Tử, lên tiếng nói. Kim quái chứng đạo trường sinh, đồng thời kế thừa thiên đế chi vị sự, Trình Lâm cùng Bắc Phương Đại Đế đều đã trải qua biết được. Tân thiên đế kim quái trong tay, nắm giữ lấy đại lượng thiên đình mảnh vỡ. Chỉ là hiện tại, muốn tự thân là tân thiên đế trong tay hắn lấy bộ phận này thiên đình mảnh vỡ, cũng không có dễ dàng như vậy. Kim quái bên kia, ta sẽ đích thân cùng hắn nói một chút. Kế hoạch của chúng ta, có thể sẽ cần kim quái hiệp trợ. Trình Cầu Đàn Tiên Tử chậm rãi nói. Kim quái là chính thống thiên đế người thừa kế, bọn hắn 8 năm thiên đạo kế hoạch, làm sao cũng tránh không khỏi hắn. Được, kim quái bên kia từ ngươi tới. Vậy ta liền đi gặp một lần bá tống tiểu hữu đi. Bá tống trong tay, cũng có một bộ phận thiên đình mảnh vỡ. Mà lại, cũng là thời điểm đem nhà ta rùa tiếp trở về. Bắc Phương Đại Đế lãnh khốc trên mặt, hiện ra một vẻ ôn nhu tiếu dung. Vạn năm sông băng đột nhiên hiển hiện tiếu dung, vừa lạnh vừa ấm. Đợi đã, Bắc Phương Đại Đế, thư hàng bên kia giao cho ta được chứ? Xích Tiêu Kiếm đột nhiên đề nghị, ta cùng thư hàng quan hệ có thể sắt, ta thương lượng với hắn lời nói, hẳn là càng dễ bàn hơn lời nói. Mà lại, ta trước đó cảm ứng được bản thân tâm ma đột nhiên không thấy. Vừa vặn ta cũng phải đi hỏi một chút Tống Thư Hàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Xích Tiêu Kiếm hiện tại, có loại không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút bá tống xúc động. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Cái kia, không bằng cùng đi, Bắc Phương Đại Đế nói. Xích Tiêu Tử, vậy ta cùng Bắc Phương Đại Đế đi một chuyến, thỏa không? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Ta cũng cùng đi một chuyến. Diệp Tư đứng lên, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ váy nói. Lập tức sẽ bước sang năm mới rồi, ta muốn cùng thư hàng cùng một chỗ qua hết cái này năm. Cái này năm, nói không chừng là nàng và Tống Thư Hàng qua cái cuối cùng năm. Theo Trình Lâm cùng Tống Đạo Hữu 8 năm nhiệm thiên đạo kế hoạch triển khai, nàng thân là Trình Lâm tiên tử người phát ngôn, không thể tránh né sẽ bị cuốn vào trong đó. Sở dĩ, nàng phá lệ chân quý lần này ăn Tết cơ hội. Một đường cẩn thận, Trình Cầu Đàn tiên tử nhẹ nhàng sờ lên Diệp Tư đầu. Đi a, Xích Tiêu Tử đạo trưởng hít trong miệng khí, đối Xích Tiêu Kiếm nói. Hư không bên trong lần nữa có không gian cửa mở ra. Xích Tiêu Kiếm, Bắc Phương Đại Đế, Diệp Tư ba cái cùng rời đi, trực tiếp độn hướng Tống Thư Hàng vị trí. Cả cái thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh tổng bộ đột nhiên biến quạnh quẽ lên. Ngoại trừ thu thập viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên ngoài, còn có chuyện gì là chúng ta có thể giúp đỡ bận bịu sao? Xích Tiêu Tử đạo trưởng thở dài, nhìn về phía Trình Lâm tiên tử, hỏi. Ta cũng muốn hỏi như vậy, Kim Cương Tự Đại Sư gật đầu phụ họa nói. Hừm, nghịch chuyển viễn cổ thiên đình cộng thiên đế, để đạo tử trở thành 8 năm nhiệm thiên đạo, quá trình này cần thiên kiếp chi lực phối hợp. Sở dĩ, chúng ta cần tìm kiếm một vị đáng tin hậu bối hoặc là tin được thành viên, sắp độ kiếp cái chủng loại kia. Đến lúc đó, chúng ta cho bọn hắn mượn thiên kiếp dùng một lát. Trình Lâm tiên tử nói, bọn hắn liền cọ cọ thiên kiếp, sẽ không quá ảnh hưởng thiên kiếp uy lực. Độ thiên kiếp thành viên, Xích Tiêu Tử đạo trưởng như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới Thông Nương. Năm đó hắn não nóng lên, cảm giác có được thiên đạo chi tư Thông Nương, hiện tại hẳn là còn ở bá tống trên người đạo hữu. Nói đến, cùng hắn có ngắn ngủi duyên phận Lý Thiên Tố nữ nhi Lý Âm Trúc, hẳn là cũng tại bá tống cái kia. Muốn không? Ta cũng đi nhìn một chút bá tống, Xích Tiêu Tử đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng vị trí. Ước 98% tiến độ, tạp, Tống Thư Hàng cau mày, nhìn qua trong tay cửu tu phượng hoàng đao cửu chuyển đạo văn. Lúc này, Tống Thư Hàng thể nội tiên nguyên cường độ cổ động, đã nhất cử xông mở phổ thông cửu phẩm kiếp tiên cực hạn,
đạt đến thái cổ thời kỳ trảm tam thi kiếp tiên loại kia yếu. Sinh trưởng người tiêu chuẩn. Nhưng cửu tu phượng hoàng đao cửu chuyển đạo văn nhưng không có đi theo đột phá. Cái này cùng hắn dự đoán có xuất nhập. Chẳng lẽ, phải chờ ta chân chính bước ra chính mình đạo, tại kiếp tiên cảnh giới tiến thêm nửa bước, trở thành trường sinh giả về sau, mới có thể hoàn thành cửu chuyển. Lại hoặc là, chẳng lẽ muốn chờ ta chứng đạo bất hủ, Tống Thư Hàng nhíu mày. Nhưng mặc kệ là trường sinh giả cảnh giới, vẫn là bất hủ thiên đạo, đều không phải là nói lên liền có thể lên. Trong lúc đang suy tư, hắn bên cạnh thân có không gian chi môn mở ra. Thư Hàng, ta Xích Tiêu kiếm lại trở về. Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm vang lên. Sau đó, còn có một mặt lãnh khốc biểu lộ Bắc Phương Đại Đế, cùng một vị kém chút bị Tống Thư Hàng vô ý thức xem nhẹ đi qua tiên tử. Bọn hắn lúc này, đều là chân thân từ cái kia không gian đặc thù bên trong đi ra, không lại bị chặt đứt căn nguyên hiệu quả ảnh hưởng. Xích Tiêu kiếm tiền bối, Bắc Phương tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Tống Thư Hàng nghênh đón tiếp lấy. Tự nhiên là đến tìm ngươi. Xích Tiêu kiếm tiền bối xe nhẹ đường quen đem bản thân treo ở Tống Thư Hàng bên hông, cùng cửu tu phượng hoàng đao song song treo tốt, nói, trước đó ta đột nhiên cảm giác đến tâm ma của mình đột nhiên không thấy, liền suy nghĩ đến tìm ngươi. Kết quả Xích Tiêu tử không chịu thả ta rời đi, ta thật vất vả tìm cái cớ, lúc này mới tới gặp ngươi. Dứt lời, Xích Tiêu kiếm không ngừng mà dùng bản thân chuôi đao va chạm Tống Thư Hàng bên eo, giấu diếm ám chỉ. Trước kia hắn đem tâm ma Xích Tiêu kiếm lưu tại Tống Thư Hàng bên người, mỗi khi tâm ma Xích Tiêu kiếm tiếp nhận mấy trăm phát dưỡng đao thuật, Xích Tiêu kiếm bản thể cũng có thể viễn trình cảm ứng được một số, thoáng hưởng thụ một chút. Bất quá, thông qua tâm ma viễn trình cảm ứng làm sao có bản thân tự mình tiếp nhận dưỡng đao thuật thư sướng. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, hắn không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ một chút đã lâu ngựa giết gà. Tiền bối, ta đem thận vị trí rời đi, người đừng gõ. Trong này là không tâm, Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu kiếm. Thần đặc biệt không tâm. Ai quản ngươi thận a? Ta đối thận lại không ý đồ, người phần eo giống hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mà lại, ngươi một cái đại lão gia thận vị trí đều trống không, thân thể ngươi liền không hư sao? Ông lúc này cửu tu phượng hoàng đao đối Xích Tiêu kiếm nhẹ nhàng minh khiếu, giống như là đã lâu hảo hữu ở giữa chào hỏi. Ong ong có đoạn thời gian không gặp. A, đợi đã, cửu tu phượng hoàng đao ngươi cứ nhiên bát chuyển tiếp cận cửu chuyển rồi. Xích Tiêu kiếm đột nhiên sững sờ. Hắn cùng tâm ma ở tại Tống Thư Hàng bên người lâu như vậy, đối cửu tu phượng hoàng đao cái này đặc thù đạo khí cũng khá hiểu. Cửu tu phượng hoàng đao mỗi một chuyển, đều cần đời trước đao chủ hoàn thành, lại truyền thừa cho hạ nhiệm đao chủ. Mà lên một nhiệm kỳ đao chủ bát tu thì là Xích Tiêu tử đạo trưởng tâm huyết dâng trào bồi dưỡng Ngốc Hành. Ngốc Hành hoàn thành bát chuyển, đây chẳng phải là nói. Cái kia Ngốc Hành tấn thăng cửu phẩm rồi. Ngọa thảo, thông nương chẳng lẽ thức tỉnh rồi. Xích Tiêu kiếm lăng nói. Chẳng lẽ cái kia Ngốc Hành thật sự như Xích Tiêu tử dự đoán, có được thiên đạo chi tư. Trên thực tế, chuyện này cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối tâm ma của ngươi mất tích cũng có quan hệ. Tống Thư Hàng nói, trước đây không lâu, tâm ma của ngươi, phân thân của ta, thông nương, cửu tu phượng hoàng đao đều mất tích. Xích Tiêu kiếm, sau đó thì sao? Trước mắt chỉ có cửu tu phượng hoàng đao trở về, sau đó ngươi cũng thấy đấy, hắn trước mắt đã hoàn thành bát chuyển, ta đang tại vì nó tế luyện, hoàn thành cửu chuyển cuối cùng khâu. Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu kiếm. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Xích Tiêu kiếm lại hỏi, có phải hay không là thông nương xảy ra vấn đề rồi, sau đó cửu tu phượng hoàng đao nửa đường tìm một tôn cửu phẩm kiếp tiên vì bát tu, hoàn thành bát chuyển tế luyện. Không, cửu tu phượng hoàng đao xác định hoàn thành bát chuyển tế luyện chính là thông nương. Tống Thư Hàng nói. Vọng Thiên, Xích Tiêu kiếm nói, Thư Hàng, ta cần lãnh tĩnh một chút. Tốt nhất là để cho ta có thể toàn thân toàn ý buông lỏng, sau đó hảo hảo tỉnh táo một chút. Tống Thư Hàng. Tiền bối ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng a, như thế giấu giếm để cho ta đoán, nhiều mệt mỏi. Tống Thư Hàng tóc hất lên, tóc dài hóa thành 100 con bàn tay. Đồng thời theo trên người Xích Tiêu kiếm. Trong đó có bộ phận rơi trên cửu tu phượng hoàng đao. Dưỡng đao thuật hào quang bạo tạc sáng lên. Quang mang chói mắt, như là đánh thánh quang một dạng, tại Tống Thư Hàng phần eo đánh lên một đoàn to lớn thánh quang, khiến cho chàng diện biến vị. Có đôi khi thánh quang thứ này, cộng vào ngược lại càng làm cho người ta tưởng tượng.
Ba giây qua đi. Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng cửu tu phượng hoàng đao không nhúc nhích, không phát ra được một điểm thanh âm, yên lặng treo ở Tống Thư Hàng bên hông. Bên cạnh Bắc Phương Đại Đế khóe mặt giật một cái. Đại Đế cảm giác, cái này Xích Tiêu kiếm tựa hồ đã không lại họ Xích Tiêu, mà muốn đổi họ Tống. Mặt khác, tại Tống Thư Hàng bộc phát dưỡng đao thuật, phóng thích bản thân tiên nguyên lực lượng thời điểm, Bắc Phương Đại Đế rõ ràng cảm ứng ra Tống Thư Hàng lúc này cảnh giới Trảm Tam Thi Kiếp Tiên cảnh giới. Trảm Tam Thi Kiếp Tiên, đây là đã vượt qua phổ thông kiếp tiên cực hạn, tiến vào yếu trường sinh giả trình độ A. Đột nhiên, Bắc Phương Đại Đế cảm giác mình yết hầu, có loại bị bánh mật nghẹn lại cảm giác. Ta bế quan thời điểm, thật sự chỉ có mấy tháng, mà không phải mấy ngàn năm. Chính suy tư thời khắc, bên cạnh truyền đến nhà hắn A Quy thanh âm mừng rỡ. Ta chủ, người phá quan ra ngoài rồi, Quy tiền bối vui vẻ kêu. Bắc Phương Đại Đế xoay đầu lại, vui mừng nhìn về phía nhà mình A Quy còn tốt, nhà hắn A Quy cùng Xích Tiêu kiếm không giống nhau. Ta chủ, thừa dịp ngươi thật vất vả xuất quan một chuyến, nhanh giải khai trên người ta phong ấn đi. Quy tiền bối xoay tròn rơi vào Bắc Phương Đại Đế trong ngực, nói, bị áp chế tại bát phẩm cảnh giới về sau, ta cảm giác ta tại như vậy nhiều vật trang sức bên trong, đều không phát huy được tác dụng, không thể phát huy ra cửu phẩm kiếp tiên thực lực, đơn giản tại cản trở. Bắc Phương Đại Đế, vật trang sức, đông đảo vật trang sức, yên tâm đi, thiên đạo đã sụp đổ, hỗn loạn dung chuyển thời kỳ đã kết thúc, ta cái này giải khai ngươi phong ấn. Bắc Phương Đại Đế mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói. Hắn duỗi tay đè tại nhà mình A Quy trên người, bắt đầu giải khai trên người nó cảnh giới áp chế phong ấn, phóng thích nó tác cửu phẩm thực lực. Đúng rồi, ta chủ, ngươi bây giờ, là cái nào ta chủ? Quy tiền bối trên người cảnh giới phong ấn bị giải khai đồng thời, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trừ bỏ bị Tống Thư Hàng phục sinh Bắc Phương Đại Đế bên ngoài, tại cái kia tống đầu gỗ thế giới màu vàng bên trong, tựa hồ còn có một tôn lạnh băng Bắc Phương Đại Đế. Ta nếu biết trên lưng ngươi phong ấn, ngươi nói ta là cái nào? Bắc Phương Đại Đế khóe miệng lộ ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mai rùa. Cái kia, ta chủ, ngươi tiếp xúc đến một cái khác Đại Đế sao? Quy tiền bối cảnh giới bắt đầu phóng thích, hòa hoãn tăng lại đến cửu phẩm. Liên quan tới một cái khác ta, kỳ thật không cần lại lo lắng. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền sẽ cùng thiên đình chi đạo hợp đạo, hóa thành bù đắp kế hoạch khâu. Trên thực tế một cái khác ta, vốn cũng không phải là ta. Bắc Phương Đại Đế giải thích nói. Cái kia là hắn mượn chết lột ra xác cũ. Mà ta lần này tới, cũng lần này sự có quan hệ. Bắc Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng, nói, Thư Hàng, lần này ta tới, là muốn hướng ngươi mượn một kiện đồ vật. Bắc Phương tiền bối thỉnh giảng, Tống Thư Hàng nói, Bắc Phương Đại Đế đã từng giúp hắn đại ân, nếu như hắn có thể giúp đỡ Đại Đế địa phương, cũng sẽ hết sức tương trợ. Ta nghĩ mượn viễn cổ thiên đình mảnh vỡ dùng một lát. Bắc Phương Đại Đế nói, yên tâm, một khi sau khi dùng xong, ta cam đoan hoàn bích trả lại. Mà lại, sau khi chuyện thành công, chúng ta còn có thể đem càng nhiều viễn cổ thiên đình mảnh vỡ giao cho ngươi, xem như mượn dùng thiên đình mảnh vỡ thù lao. Bắc Phương Đại Đế nói lên điều kiện rất động tâm. Bất quá, Tống Thư Hàng hơi có chút lúng túng nói, tiền bối, không phải ta không muốn cho mượn. Mà là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tiến vào ta hạch tâm thế giới về sau, liền đã cùng ta hạch tâm thế giới hòa làm một thể. Ta liền xem như muốn cho mượn, cũng cho mượn không được. Bắc Phương Đại Đế xoa cằm, bắt đầu trầm mặc. Hắn tựa hồ tại cùng người âm thầm giao lưu. Nửa ngày sau, Bắc Phương Đại Đế lại nói, đã như vậy, cái kia Thư Hàng ngươi hạch tâm thế giới có thể cho chúng ta tiến hành một cái nghi thức. Chúng ta đến lúc đó đem thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến ngươi hạch tâm thế giới đến, hoàn thành nghi thức. Yên tâm, chúng ta sẽ không can thiệp ngươi hạch tâm thế giới vận chuyển. Nếu mà bắt buộc, ngươi có thể hạn định hạch tâm thế giới mở ra phạm vi cùng quyền hạn. Tống Thư Hàng, trực tiếp tiến ta hạch tâm thế giới tiến hành nghi thức. Đem thiên đình mảnh vỡ đưa vào ta hạch tâm thế giới. Tiền bối, các ngươi là muốn đưa bánh bao thịt đến trong mồm chó sao? Tống Thư Hàng biết mình hạch tâm thế giới, có lặng lẽ liếm thiên đình chi đạo mau bệnh. Tống Thư Hàng không muốn gài bẫy Bắc Phương Đại Đế vạn nhất Bắc Phương Đại Đế bọn hắn đem đến hạch tâm thế giới thiên đình mảnh vỡ bên trong thiên đình chi đạo bị liếm đi, ảnh hưởng đến Bắc Phương Đại Đế bọn hắn kế hoạch. Tống Thư Hàng trong lòng bất an. Không được sao,
Bắc Phương Đại Đế nhìn Tống Thư Hàng một mặt dáng vẻ đắn đo, hỏi. Bằng vào ta cùng Bắc Phương tiền bối ngươi giao tình, cho mượn một chút hạch tâm thế giới tự nhiên là không có vấn đề. Ta hạch tâm thế giới cũng không có cái gì nhận không ra người đồ vật. Chỉ là, nếu như thiên đình mảnh vỡ tiến vào ta hạch tâm thế giới, rất có thể sẽ mất đi một ít gì đó. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. Mất đi đồ vật, ngươi là lo lắng thiên đình mảnh vỡ tiến vào hạch tâm thế giới về sau, bị dung hợp liền không cách nào chuyển ra sao? Bắc Phương Đại Đế an ủi, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, trên thực tế chờ kế hoạch sau khi hoàn thành, cái kia bộ phận thiên đình mảnh vỡ đều có thể lưu cho ngươi. Chỉ có một bộ phận trọng yếu thiên đình mảnh vỡ, đến lúc đó ngươi chú ý một chút, liền không có vấn đề. Không, ta lo lắng không phải cái này. Tống Thư Hàng thẳng nói ra, ta hạch tâm thế giới, có thể sẽ rút đi viễn cổ thiên đình bên trên thiên đế chi đạo. Bắc Phương Đại Đế, thiên đình chi đạo loại này khái niệm bên trên đồ vật, cũng sẽ bị rút đi. Nếu thật là dạng này, liền không dễ làm. Bởi vì Trình Lâm cùng Tống đầu gỗ nhấc lên 8 năm nhiệm thiên đạo kế hoạch, liền cần hoàn chỉnh viễn cổ thiên đình chi đạo cộng thiên đế dạng này có tổ hợp, mới có thể thi triển. Nếu như thiên đình chi đạo đều bị hạch tâm thế giới rút đi, cái kia 8 năm nhiệm thiên đạo kế hoạch còn xử lý cái gì? Phương diện này ngươi không thể khống chế một chút không? Bắc Phương Đại Đế hỏi. Ta có thể cưỡng chế khống chế, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như tại ta không chú ý tới thời điểm, hạch tâm thế giới liền có thể sẽ bản năng rút đi thiên đình chi đạo. Cái này cùng đem có thể đốt vật để vào trong lửa, liền sẽ bị thiêu đốt một dạng. Tống Thư Hàng sớm phòng hờ. Hao tổn tâm trí, Bắc Phương Đại Đế vuốt vuốt mi tâm. Đại Đế lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn lại tại cùng người viễn trình thông tin. Tống Thư Hàng yên lặng chờ lấy Bắc Phương Đại Đế hồi phục. Lúc này, Bạch Tiền Bối ánh mắt đột nhiên rơi sau lưng Tống Thư Hàng vị trí. Làm sao rồi, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng hỏi. Hừm, muốn ăn cái gì nhân bánh? Bạch Tiền Bối đột nhiên lại hỏi. Bạch Tiền Bối còn đang suy nghĩ lấy bánh bao sự. Tống Thư Hàng cười nói, muốn không, cho ta đến cái tâm ma nhân bánh. Ta không nói chuyện cùng ngươi, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng. Lời tuy như thế, Bạch Tiền Bối vẫn là từ trong túi lấy ra một đầu tâm ma nhân bánh bánh bao, đưa cho Tống Thư Hàng. Sau đó, Bạch Tiền Bối lại lấy một đầu tà vọng nhân bánh bánh bao, đưa về phía Tống Thư Hàng sau lưng. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Một cái nhu nhu thanh âm tại Tống Thư Hàng phía sau vang lên. Cho đến giờ phút này, Tống Thư Hàng mới phát hiện có một vị tiên tử chính trôi lơ lửng trên không trung. Nàng nửa người ghé vào Tống Thư Hàng lưng bên trên, một nửa khác thân thể giống cờ xí một dạng tung bay. Tiên tử tiếp nhận Bạch Tiền Bối đưa tới bánh bao về sau, hai tay trụ tại Tống Thư Hàng trên bờ vai, cái cằm chống đỡ tại Tống Thư Hàng trên đầu, ngụm nhỏ gặm bánh bao. Gặm gặm, nàng sẽ còn hướng phía Sở Các Chủ Ngốc Mao thổi hơi. Sở Các Chủ Ngốc Mao. Nhìn thấy Tống Thư Hàng chú ý tới mình về sau, lơ lửng ở giữa không trung tiên tử nở nụ cười xinh đẹp. Hừm, Thư Hàng, sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn cảm giác mình cùng vị này tiên tử tựa như là một thể, thân mật vô gian, không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Năm nay muốn cái gì lễ vật? Thế là, Tống Thư Hàng rất tự nhiên lên tiếng hỏi. Năm nay muốn cái gì lễ vật? Ghé vào đỉnh đầu hắn tiên tử đồng dạng tự nhiên lên tiếng hỏi. Hai người tư duy tựa hồ ở vào đồng bộ trạng thái. Được rồi, lễ vật lời nói vẫn là chính ta nghĩ đến đưa đi. Tiên tử khoát tay áo. Tống Thư Hàng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Theo ngươi cảnh giới không ngừng tăng lên, ta bên này chịu đến ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Tiếp qua một chút thời gian, chỉ sợ ngươi ta tư duy sẽ triệt để đồng bộ. Tiên tử tức buồn rầu lại có chút tiểu vui vẻ. Ngươi ta vốn là một thể. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến câu này chảm tam thi lúc lời kịch tới. Sai sai sai, là ngươi ta chung vi một thể, nhưng vốn lại không phải một thể. Tiên tử dùng sức cắn miệng bánh bao. Sở Các Chủ Ngốc Mao. Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, ta liền đi tìm Tô Thị A Thập Lục. Tiên tử lại nói. Tống Thư Hàng. Ta cùng Tô Thị A Thập Lục cũng ký hợp đồng, thân thể của nàng cũng là thuộc về ta. Tiên tử đắc ý nói. Công đức xà Mỹ Nhân nghe nói như thế, rốt cuộc tìm được lời kịch, nàng Bạch Hạc Lưỡng Xí, các ngươi đều là ta cánh. Tống Thư Hàng nghe được tiên tử lời này lúc, đột nhiên đầu co lại,
người muốn A thập lục cái nào thân thể? Tô thì A thập lục chia ra tới tiểu thập lục chỉ sợ có trên trăm số lượng A. Tiên tử nghe được Tống Thư Hàng lời này lúc, ngược lại hơi sững sờ. Nàng trong lúc nhất thời đều không thể tiếp Tống Thư Hàng lời nói gốc dạ. Trò chuyện không nổi nữa. Bất quá, A thập lục như vậy nhiều tiểu thập lục, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc Bắc Phương Đại Đế cuối cùng kết thúc cùng người viễn trình thông tin. Thư Hàng tiểu hữu, ta bên này thỏa đàm, hạch tâm thế giới sẽ hấp thu thiên đình chi đạo sự tình, vấn đề không lớn. Bất quá đến nghi thức triển khai thời điểm, hay là hy vọng ngươi có thể tận lực khắc chế một chút hạch tâm thế giới, có thể chứ? Bắc Phương Đại Đế hỏi. Nếu như Bắc Phương tiền bối các ngươi không ngại, vậy ta tận lực trợ giúp. Tống Thư Hàng gật đầu nói, chờ các ngươi bắt đầu nghi thức thời điểm, ta sẽ tận lực khống chế lại hạch tâm thế giới. Sau đó có thể thu được một nhóm thiên đình mảnh vỡ, hạch tâm thế giới lại có thể liếm một bộ phận thiên đình chi đạo, mà lại có thể giúp đỡ Bắc Phương tiền bối. Dạng này năm mới lễ vật, Tống Thư Hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, ta cũng phải trở về một chuyến. Nhằm vào ngươi hạch tâm thế giới đặc tính, đối thiên đình mảnh vỡ làm một số điều chỉnh. Bắc Phương Đại Đế gật đầu nói. Dứt lời, hắn đối nhà mình A Quy vẫy vẫy tay, đi. Ta chủ, ta phải trước ở tại bá tống bên người một đoạn thời gian. Thông nương mất đi, ta phải hiệp trợ bá tống đem thông nương trước tìm trở về. Quy tiền bối lên tiếng nói, thông nương là bạn tốt của ta. Bắc Phương Đại Đế. Ta chủ đừng lo lắng an nguy của ta. Ta hiện tại đã khôi phục cửu phẩm cảnh giới. Mà lại, dù sao ngươi qua mấy ngày vẫn phải tới cho mượn bá tống hạch tâm thế giới, không cần tưởng niệm ta. Quy tiền bối lại nói. Bắc Phương Đại Đế. Quy tiền bối là thật đang lo lắng thông nương. Đại Đế đành phải trước một mình rút đi. Mà tại Đại Đế rút đi không lâu sau, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên cạnh. Kim quái đảo chủ, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, Bạch Cốt tiên cơ. Thư Hàng, vừa rồi Bắc Phương tiền bối có phải hay không tới qua? Bạch Cốt tiên cơ lên tiếng hỏi. Ừm, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bắc Phương tiền bối cũng là đến rèn sắt sao? Bạch Cốt tiên cơ lại hỏi. Không, là đến cho mượn thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng trả lời. Kim quái đảo chủ, thiên đình mảnh vỡ. Đúng rồi, ta nhớ được đảo chủ trong tay tiền bối cũng có rất nhiều thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng nói. Kim quái đảo chủ. Ngươi sẽ không còn muốn đánh ta trong tay thiên đình mảnh vỡ chủ ý à? Ta nói thế nào cũng là tân nhiệm thiên đế, cho ta chút mặt mũi á. Kim quái đảo chủ trong lúc nói chuyện, lột thỏ cường độ cũng không cẩn thận hơi lớn, trong tay thỏ bất mãn kêu lên một tiếng. Đảo chủ tiền bối ngươi hiểu lầm, Tống Thư Hàng liền vội vàng khoát tay nói, kỳ thật ta đối thiên đình mảnh vỡ yêu cầu không như vậy lớn, ta chỉ là dùng bọn chúng để mở rộng ta tiểu thế giới. Hiện tại ta hạch tâm thế giới đã đầy đủ lớn, sở dĩ, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ngắm lấy ngươi thiên đình mảnh vỡ. Còn nữa kim quái đảo chủ thế nhưng là đát đát tử tuyển định đời thứ hai thiên đế, trên danh nghĩa tất cả thiên đình mảnh vỡ đều thuộc về hắn. Mà lại lấy Tống Thư Hàng tính cách, cũng không có khả năng đi đoạt người một nhà bảo vật. Kim quái đảo chủ, vậy ngươi về sau đột nhiên muốn lại mở rộng tiểu thế giới lúc, có thể hay không lại đánh ta thiên đình chủ ý? Lại nói, lần này muốn mượn dùng thiên đình mảnh vỡ cũng không phải ta, mà là Bắc Phương Đại Đế một đám. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Bên cạnh Bạch Cốt tiên cơ hiếu kỳ nói, lại nói, Bắc Phương Đại Đế tới mượn thiên đình mảnh vỡ muốn làm gì? Chẳng lẽ Đại Đế cũng muốn mở lại thiên đình sao? Bắc Phương Đại Đế cùng còn lại Tứ Phương Đại Đế, cả đám đều rất cổ quái. Ta cảm giác, bọn hắn không có đúc lại thiên đình ý nghĩ. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lên tiếng nói. Nàng luôn cảm giác, lúc trước thiên đình hủy diệt trước đó, Tứ Phương Đại Đế cùng Kim Long Thủy Tổ mấy vị lúc trước cùng thiên đế cùng một chỗ thành lập thiên đình nguyên lão, đều thần thần bí bí. Tỷ như Kim Long Thủy Tổ, tại viễn cổ thiên đình trung kỳ thời điểm, liền cơ hồ chỉ ở thiên đình treo cái tên, rất ít trở về. Bắc Phương đạo hữu bọn hắn là có hoạch định một đại kế. Lúc này, treo ở Tống Thư Hàng bên hông xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên lên tiếng nói. Sở các chủ ngốc mau. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, Bạch Cốt tiên cơ đám người ánh mắt, đều tập trung vào xích tiêu kiếm trên người kém chút đều quên, xích tiêu kiếm vừa rồi thế nhưng là cùng Bắc Phương Đại Đế cùng đi đến. Bọn hắn trước đó hiển nhiên đều ở chung một chỗ, có thể là một cái tiểu đội.
Kế hoạch gì? Chẳng lẽ Xích Tiêu Tử đạo trưởng cũng tham gia kế hoạch này? Bạch Cốt Tiên Cơ hiếu kỳ hỏi. Hẳn là một cái cứu vớt bản thân kế hoạch đi, chi tiết cụ thể không tiện lộ ra. Bất quá, một hồi hẳn là sẽ có người tìm tới ngươi, Kim Quái đạo hữu. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói. Quả nhiên vẫn là muốn đánh ta Thiên Đình mảnh vỡ chủ ý. Kim Quái đạo chủ vuốt ve thỏ, nhưng bất kể là ai đến, muốn mượn Thiên Đình mảnh vỡ, đều không cửa. Lại nói, đạo chủ tiền bối, ngươi bây giờ rời đi thần bí đảo, một mực ở ta nơi này bên cạnh tán gẫu, vậy ngươi thần bí đảo hiện tại chẳng phải là không môn đại khai. Nếu như lúc này, có người muốn mượn thần bí đảo, trực tiếp đem hắn dọn đi rồi. Tống Thư Hàng bên hông một bên khác bia đá đạo hữu nhịn không được nhắc nhở. Kim Quái đảo chủ. Đúng a, Bắc Phương Đại Đế cùng Tống Thư Hàng quen biết, cho nên mới sẽ tới mượn Thiên Đình mảnh vỡ. Nhưng Bắc Phương Đại Đế hắn đồng đội cùng mình lại không nhất định quen biết, vạn nhất đối phương muốn mạnh mượn Thiên Đình mảnh vỡ, trực tiếp đánh hắn thần bí đảo chủ ý làm sao bây giờ. Ta phải trở về một chuyến. Kim Quái đảo chủ vuốt vuốt mi tâm. Mặc dù đảo bên trên bây giờ còn có Kim Long Thủy Tổ cùng một cái khác vị am hiểu 36 biến hóa đạo hữu tại, nhưng hai người này đều không đáng tin cậy. Quả nhiên vẫn là bản thân trở về trấn thủ thần bí đảo tương đối tốt. Lúc quyết định rời đi, Kim Quái đảo chủ lại nhìn phía Tống Thư Hàng cái này năm ngoái leo lên thần bí đảo lúc vẫn là tiểu manh tân, bây giờ lại đã trở thành trảm tam thi kiếp tiên Tống tiền bối. Hắn lần này ngàn dặm xa xôi từ thần bí đảo chạy tới cùng Tống tiền bối tụ hợp, cũng là bởi vì hắn bị tiền nhiệm thiên đế cho lắc lư, muốn tới xác định một chút Tống tiền bối chân thực thân phận. Lại thêm trước mấy thời gian, hắn đang tiếp thụ thiên đế truyền thừa, tiếp thu thiên đình chi đạo kế nhiệm vì tân nhiệm thiên đế quá trình bên trong, liền ẩn ẩn cảm ứng được Tống tiền bối cường thế sáp nhập. Lúc đó, tiếp thu thiên đình chi đạo Kim Quái đảo chủ, liền mơ hồ phát hiện vị này thiên đế trong miệng Tống tiền bối cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Thế là tại dung hợp thiên đình chi đạo về sau, hắn liền lập tức đến đây, tìm kiếm Tống tiền bối. Nhưng không nghĩ tới, vị này Tống tiền bối lại là năm ngoái leo lên nhà hắn thần bí đảo tiểu manh tân. Hiện tại, nghe thiên đế trong miệng Tống tiền bối quản hắn mở miệng một tiếng đảo chủ tiền bối, Kim Quái cũng cảm giác đau bụng. Ba Tống đạo hữu, rời đi trước, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Kim Quái đảo chủ nói. Đảo chủ tiền bối xin hỏi. Tống Thư Hàng nói. Kim Quái đảo chủ thở dài, nói, vì cái gì thiên đế, nàng muốn xưng hô ngươi là Tống tiền bối. Ngươi cùng nàng ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Đát đát tử sao? Tống Thư Hàng nói. Kim Quái đảo chủ. Đát đát tử nàng xưng hô ta là Tống tiền bối, thậm chí càng nhiều hẳn là chiêu tức thành phần. Đương nhiên, cũng có thể là cùng Vũ Nhu tử có quan hệ. Tống Thư Hàng nói. Tống tiền bối là ta đối Tống tiền bối xưng hô. Bên cạnh Vũ Nhu tử nhấc tay nói. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, mà đát đát tử lần này trùng sinh, chiếm cứ Vũ Nhu tử linh quỷ. Chiếm liền không trả, loại hành vi này nhất định phải hung hăng khiển trách. Thì ra là thế, Kim Quái đảo chủ khẽ gật đầu khó trách hắn nhìn thấy Vũ Nhu tử cùng lần này truyền thừa hắn hoàng vị thiên đế giống như đúc, nguyên lai là thiên đế chiếm cứ vị này tiểu tiên tử linh quỷ. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, đều là nàng tại lừa ta. Kim Quái đảo chủ tâm can có rút đau đớn. Hắn tại tiếp nhận thiên đế truyền thừa lúc, đối bá Tống cảm giác quen thuộc cũng rất tốt giải thích, dù sao Tống Thư Hàng đã từng lên qua thần bí đảo. Nghi ngờ trong lòng được đến nhất định sau khi giải thích. Kim Quái đảo chủ đối đám người ôm quyền nói, cái kia chư vị tiên tử, đạo hữu. Ta phải đi đầu một bước, lần sau có rảnh đến thần bí đảo làm khách. Ở đây rất nhiều đều là viễn cổ thiên đình thành viên, đều là người quen, sở dĩ, không cần quá khách sáo. Dứt lời, Kim Quái đảo chủ bắt đầu thi pháp, chuẩn bị mở ra không gian thông đạo về thần bí đảo. Mà đúng lúc này, Tống Thư Hàng đốn ngộ, ngộ đạo trạng thái đột nhiên hơi động một chút. Chém giết thiên đế đát đát tử nguyên thần sau loại kia đặc thù lĩnh ngộ trạng thái, tại bền bỉ tích lũy cộng hậu trường vận chuyển hạ, rốt cục có chỗ đột phá. Tống Thư Hàng bên người, có cùng thiên đế tương quan pháp tắc hiện lên. Có một bộ phận thiên đình chi đạo, còn có thiên đế tử am hiểu nhất thời gian chi đạo. Đặc biệt là thời gian chi đạo, cùng Tống Thư Hàng rất có cộng minh. Cả hai có cực cao thích phối tính. Tống Thư Hàng xem xét bí pháp cùng nhập mộng thiên phú. Đều cùng thời gian có nhất định liên hệ. Thiên đế thời gian chi đạo số liệu bị phân tích,
một chút xíu chuyển hóa làm Tống Thư Hàng có thể hiểu được đơn giản tin tức. Tất cả mọi người ở đây, nhìn thấy lúc này Tống Thư Hàng lúc, đều trong lòng hơi động. Thụ thời gian chi đạo ảnh hưởng, tất cả mọi người đang nhìn đến Tống Thư Hàng lúc, trong đầu cũng bắt đầu hiển hiện mình và Tống Thư Hàng cái này người lần đầu tiếp xúc tràng diện. Sau đó cùng Tống Thư Hàng quen biết, gặp nhau, hiểu nhau. Kim quái cũng quay đầu, nhìn về phía lúc này Tống Thư Hàng. Nhưng là, trong đầu hắn xuất hiện ký ức, lại không phải thần bí đảo bên trên manh tân Tống Thư Hàng. Tại trong đầu của hắn, có một đoạn phủ bụi ký ức, phá xác mà ra. Đó là hắn còn tuổi nhỏ lúc hình ảnh. Kim quái ký ức đã từng bị phong ấn qua, điểm ấy chính hắn rất rõ ràng bởi vì hắn không có gia nhập thiên đình trước đó ký ức. Trước đó không lâu, tại truyền thừa thiên đế chi vị lúc, thiên đế chính miệng giải đáp hắn phong ấn ký ức nghi hoặc. Theo thiên đế thuyết pháp, hắn đã từng là thiên đế tại kiến lập thiên đình trước đó liền âm thầm nhận lấy đệ tử. Công pháp của hắn, tri thức, thủ đoạn, đều là thiên đế thân truyền thụ, đây cũng là hắn chậm chạp không cách nào bước ra trường sinh chi đạo một bước cuối cùng nguyên nhân, bởi vì hắn nói kỳ thật chính là thiên đế chi đạo. Mà tại thiên đế có chủ điều kiện tiên quyết, hắn không cách nào chứng đạo trường sinh. Tiếp thiên đế giải thích, sở dĩ phong ấn trí nhớ của hắn, là vì tránh cho tại thành lập thiên đình quá trình bên trong, đem hắn cuốn vào trong tai nạn, mới ra hạ sách này. Về sau thiên đình thành công thành lập về sau, thiên đế mới đưa hắn tiếp vào đến thiên đình bên trong, bất quá là lấy người mới thân phận đem hắn đưa vào thiên đình, cũng vì hắn thành lập chuyên môn thiên cung. Thiên đế giải thích trên tổng thể hợp tình hợp lý, không có gì tốt hoài nghi điểm. Nhưng là, thiên đế tại đem thiên đế chi vị truyền thừa cho hắn về sau, cứ nhiên vẫn không có giải khai hắn ký ức phong ấn. Lúc trước, là bởi vì bị thiên đế dùng Tống tiền bối chủ đề dẫn dắt rời đi chú ý, bị dao động què rồi, trong lúc nhất thời quên đi ký ức phong ấn sự tình. Mà bây giờ, tại kim quái đảo chủ quay người nhìn Tống Thư Hàng một chút thời điểm, mượn nhờ thời gian pháp tắc, thiên đình chi đạo, bá tống thể chất đặc thù các loại nhân tố, kim quái trong đầu ký ức, bắt đầu hiển hiện. Hắn phát hiện, bản thân lần thứ nhất cùng Tống Thư Hàng gặp nhau, cũng không phải là thần bí đảo. Quỷ thần mảnh vỡ nguyên bản vì giống cái, nhưng mà, trải qua ta cải tạo, tự nhiên muốn sửa đổi thiết lập, hóa con mái vì hùng. Ân, thiên đế đi, từ hôm nay trở đi, người chính là thiên đế. Một cái thanh âm giống như máy móc vang lên. Nhưng lúc này, kim quái phát hiện mình tầm nhìn một vùng tăm tối. Sau đó, hắn nhìn thấy hình ảnh tiến hành nhảy vọt. Bởi vì hắn lúc này nhìn thấy hình ảnh, là lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm. Là hắn cùng Tống Thư Hàng có liên quan ký ức, bị rút ra. Trong trí nhớ, kim quái phát hiện mình là một vị 6 tuổi tả hữu đồng tử. Đây chính là ta lúc còn nhỏ bộ dáng, là ta lúc còn nhỏ ký ức, kim quái nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ nói, ta tại khi 6 tuổi, tự cùng bá tống tiếp xúc qua. Chẳng lẽ, thiên đế không có lừa ta, nàng nói là sự thật. Chân chính đang nói láo, là bá tống. Nhưng là, bá tống tại sao phải nói dối? Kim quái đảo chủ trong lòng dây lát hiển hiện qua rất nhiều suy nghĩ. Mà tại hắn suy nghĩ tật động thời điểm, trong trí nhớ hình ảnh cũng hòa hoãn triển khai. Trong trí nhớ, một vị có được trùng đồng quái nhân đăng tràng, hắn bắt đầu dạy bảo 6 tuổi kim quái phương diện tu luyện tri thức, cũng phụ trợ hắn tu luyện. Quái nhân dạy bảo phương pháp tu luyện, cùng thiếu niên kim quái vô cùng phù hợp, đơn giản giống như là vì hắn chế tạo riêng chi pháp. Chẳng lẽ quái nhân này chính là thiên đế? Là nàng hóa thân, nàng đang dạy ta tu luyện, kết hợp lúc trước thiên đế cho hắn giải thích, kim quái trong lòng suy đoán nói. Bởi vì là ký ức hình ảnh, trong đầu qua một lần, sở dĩ hình ảnh lướt qua rất nhanh. Dù sao chính là ngày khác tu, đêm tu, gặm đan dược. Lại ngày tu, đêm tu, gặm đan dược hình ảnh. Ngắn ngủi 4 năm, hắn liền tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện phóng tới chư thiên vạn giới. Quả là nhanh muốn hù chết người. Về sau thời gian 5 năm, hắn ngưng tụ cửu long văn chí tôn kim đan, tấn thăng ngũ phẩm. Một đường tu luyện, vô cùng thuận lợi. Kỳ quái, bá tống đâu? Kim quái đảo chủ nghi ngờ nói. Nếu là lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm triển khai nhớ, nói cách khác ở cái này hình ảnh bên trong, Tống Thư Hàng vẫn ở bên cạnh hắn, vẫn ở hình tượng này bên trong mới đúng. Nhưng là, từ 6 tuổi hắn bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ. Hắn đều không phát hiện bá tống tung tích. Đợi đã, chẳng lẽ, cái này trùng đồng quái nhân,
chính là Bá Tống. Bởi vì hình ảnh bên trong, chỉ có thiếu niên hắn cùng trùng đồng quái nhân. Nếu như cái này trùng đồng quái nhân chính là Bá Tống, vậy hắn đích thật là ta tiền bối. Nhưng bởi như vậy, thiên đế lời nói liền có điểm đáng ngờ. Thu ta làm đồ đệ, không phải nàng. Bá Tống cùng thiên đế, ai đang nói láo? Kim quái cao mày, tiếp tục quan sát xuống dưới. Chỉ cần chờ trí nhớ của hắn mở ra hoàn toàn, đến cùng là ai đang nói láo, kiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối. Hình ảnh như trước đang hòa hoãn tiến triển. Ngũ phẩm cảnh giới về sau, cái kia trùng đồng quái nhân liền rời đi. Rời đi, cứ như vậy rời đi. Nhưng là, ký ức hình ảnh nhưng như cũ không có kết thúc, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm ký ức, còn tại triển khai. Trùng đồng quái nhân không phải Bá Tống, mà Bá Tống vẫn như cũ giấu ở ta ký ức hình ảnh bên trong. Hắn ở đâu? Kim quái đảo chủ triệt để mê mang. Ký ức còn tại nhanh chóng tiến triển. Thiếu niên hắn rất mau tiến vào kim đan cấu đồ khâu. Kim đan cấu đồ cũng không thắng được hắn, hắn lợi dụng cửu long văn làm mực, thoải mái cấu họa ra một bức kim đan thiên đình hình đi ra. Quả nhiên là thiên đình chi đạo, tại ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới lúc, ta nói liền đã định. Điểm ấy thiên đế không có nói láo. Kim đan cấu đồ vẽ tranh tiến triển rất nhanh, không bao lâu liền vào đến 99%, giờ đây chỉ kém sau cùng vẽ rồng điểm mắt một bút. Đối thu chân hệ tu luyện giả tới nói, cái này kim đan vẽ rồng điểm mắt một bút, vô cùng trọng yếu. Một khỏa kim đan định đại đạo, mà điểm ấy con ngươi một bút lại là kim đan trọng yếu nhất khâu. Thiếu niên một đường đến thông thuận vô cùng tu luyện khâu, rốt cục gặp được bình cảnh. Hắn bị kẹt ở vẽ rồng điểm mắt trạng thái. Cái này một bút, cần đốn ngộ. Bá Tống, vẫn không có xuất hiện, kim quái cau mày. Sở dĩ, Bá Tống đến cùng ở đâu? Chính đương kim quái nghi hoặc lúc, hình ảnh bên trong thiếu niên, làm ra một cái làm cho người giật mình động tác. Đúng rồi, lúc này có thể hướng thần cầu nguyện, thiếu niên nói. Kim quái một mặt mộng bức. Hướng thần cầu nguyện là cái quỷ gì? Điều đó không có khả năng là ta. Ta không có khả năng như thế đùa bức. Mà trong trí nhớ thiếu niên, lại bỏ ra hành động. Hắn bắt đầu dựng tế đàn, ra dáng nghiêm túc cầu khẩn, thần minh a. Ta ở chỗ này hướng ngươi cầu nguyện, mời chỉ dẫn ta tiếp xuống phương hướng. Tốt nhất là cách ta tương đối gần, bởi vì quá xa lời nói, ta sẽ tìm không đến phương hướng. Sau đó là một đoạn thiếu niên nghiêm túc cầu nguyện quá trình. Để kim quái khiếp sợ là, thiếu niên tựa hồ thật sự được đến cái nào đó thanh âm phản hồi. Theo thiếu niên không ngừng hỏi thăm, cuối cùng có một câu rõ ràng lời nói, hiện lên ở kim quái trong tai. Tìm đường chết. Là một loại tên là tam lãng bệnh độc. Có rất đáng sợ truyền nhiễm tính. Nếu như người thật sự muốn nếm thử tìm đường chết, vậy liền đi chỗ đó ngọn núi cao nhất phía trên, phong ấn bản thân linh lực, dùng sức nhảy đi xuống. Tín ngưỡng chi vọt, tại hạ xuống quá trình bên trong, người đem thể nghiệm đến tử vong tới gần cảm giác. Kim quái. Sau đó, trong trí nhớ thiếu niên liền vui vẻ chạy đến ngọn núi cao nhất hắn đi vào nhảy đi xuống liền tuyệt đối thịt nát xương tan vách núi. Tiếp đó, hắn bắt đầu nghiêm túc phong ấn bản thân linh lực. Không, không muốn như thế xuẩn a, kim quái lớn tiếng kêu lên. Hắn đơn giản muốn bị thiếu niên này xuẩn khóc. Cái này hết thảy đều không là vấn đề. Thiếu niên quát to một tiếng, tại kim quái ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thả người nhảy vào vách núi. Tại nhảy xuống trên đường, thiếu niên còn kích động nói, đây chính là cảm giác tử vong sao. Trong cơ thể ta phảng phất có thứ gì thức tỉnh. Ta cảm giác ta có thể tiến vào kim đan cấu đồ cuối cùng một bút, là thời điểm dừng lại. Không tốt, ta không biết dừng lại phương pháp. Thiếu niên ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, lại không luyện chế qua pháp khí. Mà lại hắn còn phong ấn bản thân linh lực. Oanh! Tại kim quái đau bụng bên trong, thiếu niên nhục thân hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái hố to. Hắn máu me khắp người, trong miệng từng ngụm thổ huyết, run rẩy muốn đứng lên. Nhưng chỉ bò lên hai bước, thiếu niên liền chết ngất. Ký ức hình ảnh kết thúc. Là ngươi, Tống tiền bối. Kim quái tiếp cận Tống Thư Hàng. Cái thanh âm kia, lắc lư hắn phong ấn linh lực nhảy núi thanh âm, là Bá Tống. Mặc dù kim quái đến bây giờ đều không có vớt rõ ràng chính mình thời niên thiếu kinh lịch sự tình, hắn không có biết rõ cha mẹ của mình là ai, là thế nào ra đời. Dù sao trong trí nhớ kịch bản ngay từ đầu, hắn đã là 6 tuổi lúc trạng thái. Nhưng hắn có thể xác định,
Trong trí nhớ cái này lắc lư lấy hắn đi nhảy núi thanh âm, chính là bá tống thanh âm không thể nghi ngờ. Thiên đế cùng hắn nói tống tiền bối thuyết pháp này, không có sai. Bá tống thời kỳ viễn cổ liền tồn tại. Tại viễn cổ thời đại, tại hắn còn trẻ không hiểu chuyện thời điểm, bá tống liền lấy một loại thần bí không thể xem phương thức một mực bồi ở bên cạnh hắn. Là hàng thật giá thật tống tiền bối. Đối diện, tống thư hàng một mặt mộng bức. Thời gian chi đạo tràng cảnh quay lại ảnh hưởng, là tương hỗ tại kim quái đảo chủ triển khai ký ức thời điểm, tống thư hàng đồng dạng có thể tiếp thu được một đoạn này tràng cảnh. Tống tiền bối, kim quái đảo chủ ôm chặt trong ngực con thỏ, gắt gao nhìn chằm chằm tống thư hàng. Chờ chút, vì cái gì ngươi sẽ có đoạn này ký ức? Tống thư hàng vuốt vuốt mi tâm, vươn tay đối kim quái, ra hiệu hắn trước tạm dừng. Cái này người cùng ký ức không khớp hào a. Đoạn này liên quan tới hắn nhập mộng ký ức, không phải hẳn là nhằm vào Đát Đát Thiên Đế tử sao? Vì cái gì đảo chủ kim quái tiền bối cũng sẽ có đoạn này ký ức? Loại vấn đề này, không phải hẳn là ta hỏi tống tiền bối ngươi sao? Kim quái đảo chủ chậm rãi nói, thanh âm bên trong cũng không khỏi mang tới u oán ngữ khí. Trong trí nhớ thời niên thiếu hắn, manh xuẩn, mà tống tiền bối vậy mà tàn nhẫn lắc lư hắn vọt sườn núi. Đây là người làm sự tình sao? Đang khi nói chuyện, vừa lên bạch cốt tiên cơ, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, Xích Tiêu kiếm tiền bối, Quy tiền bối bọn người lần lượt từ tràng cảnh quay lại trạng thái bên trong khôi phục lại. Các nàng cùng Tống Thư Hàng gặp nhau ký ức rất bình thường, không có gì ngoài ý muốn. Từ thời gian chi đạo ảnh hưởng bên trong rời khỏi về sau, các nàng liền nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng cùng Kim Quái vì cái gì Kim Quái cũng đột nhiên đổi giọng, quản Tống Thư Hàng gọi Tống tiền bối. Lại nói tiếp, trên đỉnh đầu, sở các chủ ngốc mau khôi phục sức sống. Sau đó, Bạch tiền bối cùng Vũ Nhu Tử, cũng một trước một sau khôi phục. Đoạn này ký ức có vấn đề, bởi vì, hắn là thuộc về thiên đế Đát Đát Tử ký ức. Tống Thư Hàng đối đảo chủ Kim Quái nói. Đảo chủ Kim Quái sững sờ, người xác định. Đúng vậy, có thể xác định, Tống Thư Hàng nói. Hắn nhập mộng thiên phú phát động điều kiện, cũng là có dấu vết mà lần theo. Chỉ tại nhập mộng trước, hắn sẽ cùng nhập mộng đối tượng từng có trình độ nhất định tiếp xúc. Vô luận là huyết dịch lên tiếp xúc, trên linh hồn tiếp xúc, pháp tác lên tiếp xúc. Tóm lại, tại nhập mộng thiên phú phát tác trước đó, chắc chắn sẽ có một cái tiếp xúc thời cơ. Mà lúc đó, tại nhập mộng thiếu niên thiên đế thời điểm, Tống Thư Hàng chỉ cùng thiên đế tử từng có nhập mộng thời cơ, cùng đảo chủ kim quái không hề quan hệ. Nhưng bây giờ... Đảo chủ kim quái tại thời gian chi đạo ảnh hưởng dưới, lại đột nhiên khống chế ra một đoạn này ký ức. Cho nên, kim quái người cùng bá tống ở giữa đến cùng có cái gì bí mật? Bạch cốt tiên cơ bát quái hứng thú bị kích thích, hiếu kỳ hỏi. Kim quái chủ động không để ý đến bát quái bạch cốt tiên cơ, suy đoán nói, chẳng lẽ là ta kế thừa thiên đế chi đạo, cho nên cũng kế thừa nàng nào đó bộ phận nhân quả. Có khả năng, Tống Thư Hàng nói. Đồng thời... Hắn tinh tế nhớ lại lúc trước nhập mộng thiếu niên thiên đế ký ức. Đã từng hắn cho là mình nhập mộng thiếu niên thiên đế ký ức, rất có thể sẽ có phần tiếp theo. Kết quả cho tới bây giờ thiên đế Đát Đát Tử thân tử đạo tiêu, phần tiếp theo nhưng như cũ không có đầu mối. Hiện tại, coi như lại vào mộng phần tiếp theo, đối Tống Thư Hàng mà nói cũng không có gì trợ giúp. Tinh tế hồi ức phía dưới, Tống Thư Hàng vẫn là phát hiện mấy cái đáng giá chú ý hoa điểm. Tại nhập mộng kinh lịch bên trong có mấy cái chi tiết trọng điểm. Thiên đế nguyên hình là quỷ thần trình lâm mảnh vỡ, bản thân hẳn là nữ tính hình thái. Nhưng là trải qua thiên đạo cầu đại lão thao tác về sau, hóa thư vi hùng, mần mê ra thiếu niên thiên đế tới. Mặt khác, tại nhập mộng thiếu niên thiên đế trong trí nhớ, có 6 năm thời gian trống. Chính là thiếu niên thiên đế từ trẻ nhỏ đến 6 tuổi giai đoạn, lúc ấy Tống Thư Hàng nhập mộng lúc, đoạn này ký ức bị nhảy qua. Nhưng là, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác, 6 tuổi trước thiếu niên thiên đế, rất có thể đã sớm cảm ứng được hắn tồn tại. Bởi vì tại về sau, khi thiếu niên thiên đế gặp gỡ nan đề lúc, hắn đầu tiên nghĩ đến vậy mà là hướng thần cầu nguyện cái này tuyển hạng. Thiếu niên thiên đế 6 tuổi về sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập với hắn lên qua thần loại này tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập với hắn lên qua hướng thần cầu nguyện loại này thao tác. Cho nên... Đáp án rất có thể tại cái kia biến mất 6 năm trong trí nhớ. Trừ cái đó ra, ấn lấy Tống Thư Hàng cùng thiên đế chính thức tiếp xúc sau đạt được một chút tin tức,
có thể cùng nhập mộng ký ức xác minh. Thiên đế chính thức chiếm cứ Vũ Nhu Tử Linh Quỷ về sau, liền một mực lấy nữ tính hình thái gặp người. Mà theo Bạch Long tỷ tỷ trí nhớ của các nàng, viễn cổ thiên đình thiên đế là nam tính hình thái. Thiên đế chính mình thì đề cập tới, nàng bản nguyên chính là nữ tính hình thức. Cho nên, phục sinh sau thiên đế, hẳn là từ béo cầu đại lão hóa thư vi hùng thủ đoạn bên trong hoàn nguyên. Kết hợp tuyến tác, tiến hành thôi diễn, đảo chủ kim quái thân phận, liền ý vị sâu xa bắt đầu. Nói trở lại, trường sinh chi đạo, là có thể tùy tiện kế thừa cho người khác sao? Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Không thể đi, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Trường sinh chi đạo là đối tự thân chi đạo lĩnh ngộ cùng thăng hoa, trên thế giới này không có hai mảnh giống nhau lá cây, sinh mệnh cũng là như thế. Kinh lịch khác biệt, tự thân đạo cũng sẽ có khác nhau. Cho nên, không có người nói có thể hoàn toàn phù hợp người khác. Sở các chủ ngốc mao như có điều suy nghĩ nói. Nàng đột nhiên nhớ tới Trình Lâm Tiên Tử, cùng Tống Đầu Gỗ. Tống Đầu Gỗ lần trước liền chính miệng cùng nàng nhắc qua, hắn nắm giữ Trình Lâm trường sinh chi đạo, thai nghén tân sinh chi đạo. Thiên đế nói, thiên đình chi đạo là phi thường đặc thù. Cho nên, có thể giống kế thừa vương vị đồng dạng, kế thừa cho thiên đình bên trong những người khác. Kim quái đảo chủ nói. Cái kia đảo chủ tiền bối ngươi có thể đem thiên đế chi đạo kế thừa cho ta không? Không thể đúng không? Tống Thư Hàng giống như là tìm ra chân tướng thám tử lừng danh, cho nên, thiên đế trường sinh chi đạo, vì cái gì có thể kế thừa cho ngươi đâu? Ngươi cũng không phải viễn cổ thiên đình thành viên, sở các chủ ngốc mau nói. Khục, nhưng thiên đế chi đạo, cũng không thể kế thừa cho những người khác đúng không? Tỷ như, không thể kế thừa cho công đức tiên tử. Tống Thư Hàng lại đem tiên tử lôi ra tới. Đạo chủ kim quái, tựa hồ, không thể. Cho nên, đạo chủ tiền bối ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật. Ngươi chính là thiên đế cộc, Tống Thư Hàng rốt cục đem chính mình suy đoán nói ra. Đạo chủ kim quái. Nếu như thế thôi diễn lời nói, tất cả đều có thể giảng thông. Ngươi cùng thiên đế sẽ có đồng dạng thiếu niên kinh lịch, ngươi đã mất đi ký ức, ngươi lại có thể hoàn mỹ kế thừa thiên đế chi đạo, không có chút nào bài xích. Tống Thư Hàng xoái khí vẩy đầu nói, trên thế giới không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây. Nhưng là một chương lá cây có thể có chính phản hai cái mặt. Đạo chủ tiền bối, người khả năng chính là thiên đế tử khác một cái mặt. Vũ Nhu Tử nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, nói, cho nên, đạo chủ tiền bối ngươi cũng phải đát đát bắt đầu sao? Tạo hóa tiên tử, quái đát đát. Thật là có khả năng, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Kim quái đạo chủ. Vì cái gì chủ đề đột nhiên liền sai lệch? Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc suy tư lên Tống Thư Hàng giảng khả năng này. Chẳng lẽ, chính mình thật sự là thiên đế đối ứng một mặt? Càng nghĩ, liền càng cảm giác có khả năng này. Kim quái đảo chủ sửng sốt nửa ngày về sau, lên tiếng nói, cho nên, kỳ thật ta là tiên tử. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Bởi vì Tống tiền bối thôi diễn có lý có nắm, hắn tìm không thấy phản bác điểm. Kỳ thật nói thật, chúng ta ở đây đoán đến đoán đi. Không có ý nghĩa gì. Nếu như đảo chủ tiền bối ngươi có kiên nhẫn lời nói, không ngại chờ một đoạn thời gian. Các loại đát đát tử phục sinh, đến lúc đó vô luận vấn đề gì, ngươi cũng có thể từ nàng nơi đó đạt được đáp án. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Kim quái đảo chủ thở dài, ngươi cảm giác nàng nói, có thể tin mấy phần. Cũng đúng, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sẽ gạt người, Trương Mụ Mụ trích lời. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bia đá đạo hữu đột nhiên cười ngây ngô nói, bá Tống đạo hữu, ý của ngươi là ở đây chư vị tiên tử đều là lừa đảo đi. Tống Thư Hàng. Một nháy mắt, hắn cảm giác chung quanh chư vị tiên tử ánh mắt nhìn hắn đều bất thiện. Đây là nói tử vong đề. A, tiên tử các ngươi không phải lừa đảo. B, tiên tử các ngươi đều cực đẹp. Tuyển A, ngươi có phải hay không biểu thị các vị đang ngồi tiên tử cũng không xinh đẹp. Tuyển B. Người nói là các vị đang ngồi tiên tử đều không thành thật thích gạt người. Bia đá đạo hữu, ngươi là tâm ma sao? Tống Thư Hàng nói. Bia đá đạo hữu chất phác nói, không, ta là mộ bia. Tống Thư Hàng. Qua sang năm, hắn được suy tính một chút sau đó phải đổi cái nào đại lão, xếp hàng cái liệt biểu. Tỷ như, hư nhật đại lão tại chư thiên vạn giới bên trong ẩn núp cái khác hóa thân. Lại tỷ như, chế tác hằng tinh hủy diệt virus vị kia. Tống tiền bối, lúc này, kim quái đảo chủ trầm giọng nói.
Tống Thư Hàng lấy lại tinh thần, đảo chủ tiền bối còn có cái gì vấn đề sao? Mặc kệ quá khứ là chuyện gì xảy ra, nhưng Tống tiền bối ngươi tại viễn cổ thời đại hướng dẫn ta nhảy núi sự tình, ta trở về sau sẽ hảo hảo suy nghĩ. Kim quái đảo chủ nói. Tống Thư Hàng. Đảo chủ tiền bối mang thù. JPG. Đến lúc đó, ta sẽ tại thần bí đảo hoan nghênh Tống tiền bối quang lâm. Kim quái đảo chủ tiếp tục nói, như vậy các vị đạo hữu, ta đi đầu một bước. Còn có người nhớ hắn thần bí đảo, không thể không phòng. Chư vị tiên tử cùng kim quái đáp lễ tạm biệt về sau, kim quái đảo chủ liền ôm con thỏ, vội vàng mở ra không gian chi môn rời đi. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đảo chủ kim quái rời đi về sau, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi, viễn cổ thời đại. Tống tiền bối người tại viễn cổ thời đại liền tiếp xúc qua đảo chủ tiền bối. Không, ta không có. Ta chỉ là thông qua đặc thù nào đó phương thức, cắm vào qua thiên đế trong trí nhớ. Tống Thư Hàng thử nghiệm tổ chức ngôn ngữ. Theo cảnh giới cùng nhãn giới tăng lên, Tống Thư Hàng càng phát ra rõ ràng chính mình nhập mộng thiên phú không thèm nói đạo lý. Cho nên, trừ trên người mình vật trang sức, cửu châu nhất hào quần tin được tiền bối nhóm bên ngoài. Hắn không muốn để cho càng nhiều người biết hắn nhập mộng năng lực thiên phú. Cũng không phải lo lắng người khác đối với hắn làm cái gì bằng hắn hiện tại chiến lực, chư thiên vạn giới có thể đem hắn án lên mặt đất ma sát đại lão đã không nhiều lắm. Chỉ là thuần túy vì để tránh cho một chút không cần thiết nghi kỵ cùng phiền phức. Hắn loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp, ngược lại để Phượng Nghi cầm chủ, Bạch Cốt Tiên Cơ mấy vị tiên tử càng thêm nghi hoặc. Sở các chủ ngốc mao có chút cuốn lên. Bắt đầu như trong chóng tre đồng dạng xoay tròn. Diệp Tư ôm Tống Thư Hàng cổ phiêu đãng, sau đó thỉnh thoảng gợi lên sở các chủ ngốc mao, vì ngốc mao xoay tròn ra tốc. Sở tiên tử đang suy nghĩ gì sự tình sao? Bạch Cốt Tiên Cơ một mực có âm thầm chú ý sở các chủ ngốc mao trạng thái, lên tiếng hỏi. Lười nghĩ, cho nên ta tại chạy không bên trong, không nên quấy rầy ta. Sở các chủ ngốc mao lười biếng nói. Bạch Cốt Tiên Cơ. Thư Hàng. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Xích Tiêu Kiếm tiền bối tinh thần sung mãn, lên tiếng dò hỏi. Chuyện chỗ này, tiếp xuống, ta nghĩ về hiện thế địa cầu một chuyến. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, qua Tết, ta muốn về nhà nhìn xem. Cũng là thời điểm đem nữ nhi cho cha mẹ giới thiệu một chút, Tống Thư Hàng ngắm nhìn trong tay nửa người trên hóa thành nhân hình, nửa người dưới bảo trì cầu hình máy móc thiếu nữ. Sau đó, cùng cha mẹ qua hết cái cuối cùng an ổn năm. Dứt lời Tống Thư Hàng lại nhìn mắt bên cạnh mấy vị tiên tử tiền bối nói, tiền bối nhóm có tính toán gì? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hơi suy nghĩ một chút về sau, bay đến Tống Thư Hàng trên bờ vai ngừng lại bây giờ nàng bản thể còn không có phục sinh, tạm thời không chỗ có thể đi, liền suy nghĩ cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ hành động. Qua năm, mang ta lên nha, Bạch Cốt Tiên Cơ trả lời, tại Tống Thư Hàng trảm tam thi quá trình bên trong, nàng mơ hồ đã nhận ra một chút tin tức. Trong thời gian ngắn không định rời đi. Ta được đi theo ngươi, tùy thời thu hoạch thông nương trực tiếp tin tức. Quy tiền bối lo lắng nói. Tống tiền bối, cha ta còn trên thế giới thụ bế quan, qua năm cũng không biết có thể hay không tỉnh lại, cho nên. Ta và ngươi cùng một chỗ về hiện thế qua năm đi. Vũ Nhu Tử nhấc tay báo danh. Được, cái kia Vũ Nhu Tử các ngươi đi theo ta, một hồi ta mang mọi người về hiện thế địa cầu. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời hắn lại nhìn phía Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, đi không? Nha, Bạch Tiền Bối lấy lại tinh thần, gật đầu nói, đi thôi, về hiện thế. Lần này qua Tết, liền phải bế cái thoáng lâu một chút quan. Cho nên, tận hứng qua cái tốt năm. Ta cũng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nói không chừng, đây là hắn một lần cuối cùng qua Tết. Cho nên, năm nay hắn muốn mặt dạn mày dày đòi hỏi nhiều nhất hồng bao. Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không nhấn một cái. Không gian chi môn mở ra, đây là nối thẳng Nho Gia Kim Liên thế giới phụ cận tọa độ. Cửu phẩm kiếp tiên tiện lợi nhất công năng, chính là có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian đi đường. Tại Tống Thư Hàng một đám người biến mất không lâu sau. Linh Điệp Thánh Quân cùng Thất Tu Thánh Quân chạy tới bọn hắn biến mất vị trí. Người đâu, Linh Điệp tiền bối nhìn qua trống rỗng địa phương. Nhìn trên mặt đất cắm chuôi này lạc ấn đao gỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta nữ nhi đâu? Ta tại quần bên trong hỏi một chút nhìn. Thất Tu Thánh Quân mở ra tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, mở ra cửu châu số 2 quần. Hâm mộ đại tiền bối họa phong Thất Tu Thánh Quân,
Thư Hằng tiểu hữu, các ngươi tại đây. Vũ Nhu tử các nàng cùng với ngươi sao? A, à, thất tu tiền bối ngươi tỉnh rồi. Server trình cầu đàn quần chủ tống Thư Hằng trả lời, Vũ Nhu tử cùng ta về nhà ăn Tết. Thất tu thánh quân. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Linh Điệp đạo hữu. Về nhà, qua năm, Linh Điệp thánh quân dần dần mất đi linh hồn, trở thành Điệp thánh quân. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ Bắc Hà tán nhân nhìn thấy nói chuyện phiếm nội dung về sau, vội vàng viễn trình quan tâm bổ sung hỏi, Bạch tiền bối cũng cùng với ngươi sao? Thư Hằng. Đúng vậy, Bạch tiền bối cũng cùng ta về nhà ăn Tết. Tống Thư Hằng trả lời. Đồng thời, Tống Thư Hằng còn tại nói chuyện riêng liên hệ Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Long tỷ tỷ, A thập lục bế quan kết thúc rồi à? Bất quá, Bạch Long tỷ tỷ bên kia không gấp phục. Hoàng Sơn mụ mụ quần chủ Hoàng Sơn tôn giả, năm nay, tại tuyến thành viên số lượng tương đối nhiều, cũng là tương đối khó được. Không bằng, qua năm lúc mọi người tụ họp một chút đi. Vừa vặn, ta đem ta cùng Thư Hằng tiểu hữu vì mọi người chuẩn bị hồng bao, một hơi phát. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, đối với qua năm cái này khái niệm đã thấy rất nhạt. Dù sao tất cả mọi người là tu sĩ. Những năm qua lúc này, tại tuyến trong thành viên đại bộ phận hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là luyện đan bế quan không ra, hoặc là đi ra ngoài tầm bảo. Năm nay khó được, tại tuyến thanh tỉnh nhân số sáng tạo cái mới cao. CPU hách diệt phượng công tử, vậy không bằng, đi Thư Hằng nhà qua năm A. Cẩu Lương Dược Vương Dược Sư, đi Thư Hằng nhà ăn Tết. Ta cùng Tử Yên ngược lại không có vấn đề, hai chúng ta hiện tại các nơi lữ hành, đi đâu đều thành. Dược Sư Cộng Giang Tử Yên hen hát biểu lộ bất quá Thư Hằng nhà hiện tại ở đâu. Ăn Tết là muốn đến hắn quê quán Văn Châu Thị, vẫn là đi Nho Gia Kim Liên thế giới. Dược Sư tiền bối phụ mẫu còn khỏe mạnh, bất quá hắn phụ mẫu đồng dạng sống mấy trăm năm, đối ăn Tết khái niệm đã nhìn cực kỳ nhạt lại thêm Dược Sư cùng Giang Tử Yên ở vào tân hôn thời kỳ trăng mật. Sở dĩ cho dù là truyền thống ăn Tết thời gian, Dược Sư cùng Giang Tử Yên ra ngoài tản bộ, cha mẹ của hắn cũng chỉ sẽ nội tâm âm thầm mừng rỡ, hận không thể bọn hắn trở về liền sinh hai béo bé con. Sắt thép bạn thân đậu đậu, Uông Dược Sư, coi như ta là con chó, các ngươi cũng không cần như thế mạnh cho ăn cẩu lương được không? Quá tận lực, phung cẩu lương tư thế quá tận lực. Gâu, quần bên trong còn có tiểu bằng hữu, các ngươi chú ý ảnh hưởng. Yêu thích là cầu nguyện nam nhân thất sinh phù phủ chủ, muốn không, đi Văn Châu thì ăn Tết ha. Ta nguyện vọng bản tử bên trên vừa vặn có một cái nguyện vọng là bồi tiếp người trọng yếu nhất, đi Văn Châu thì nhìn biển, đi Văn Châu ăn Tết. Vừa vặn có thể đem nguyện vọng này thuận tay cho hoàn thành. Ngọa thảo, ta đều không biết mình là lúc nào ưng thuận điều tâm nguyện này. Gặp quỷ. Xử lý giấy chứng nhận Tuyết Lang động chủ, phủ chủ ngươi cũng phải cưỡng ép cho chúng ta cho ăn cẩu lương. Đủ a, gần sang năm mới, ăn chút gì không tốt, nhất định phải ăn thức ăn cho chó của các ngươi hay sao? Nhà ta lang lương hắn không thơm sao? Thất sinh phủ chủ. Ta lúc nào đút cho các ngươi cẩu lương? Các ngươi cũng không phải nhà ta cẩu tử, ta tại sao phải cho các ngươi cho ăn cẩu lương? Dẫn lực sóng lưu huỳnh tiên tử, phủ chủ ngươi phải bồi đi Văn Châu nhìn biển trọng yếu nhất người là vị nào tiên tử? Chúng ta làm sao đều không thu đến tin tức? Gần nhất không nghe nói thất sinh phủ chủ có cùng vị tiên tử kia kết giao tin tức a? Thất sinh phủ chủ, ta nói người trọng yếu nhất, chính là các ngươi a? Các ngươi đang suy nghĩ gì? Biểu lộ bao đại sư thông huyền phương trượng. Ngón tay cái biểu lộ. CPU hách diệt phượng công tử, ngượng ngùng biểu lộ ải du, ta cứ nhiên thành phủ chủ người trọng yếu nhất, đột nhiên tim đập đều có chút gia tốc, tốt ngượng ngùng bộ dáng. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca Đông Phương Tĩnh Tuyết, ải du ta cũng là phủ chủ người trọng yếu nhất đâu. Thất sinh phủ chủ. Sa thần Đông Phương Lục tiên tử, nếu như đi Văn Châu ăn Tết lời nói, vậy ta liền không quay đầu a. Ta ngay tại Văn Châu thị bên cạnh Hồ Kiến. Đến lúc đó có thể trực tiếp từ Hồ Kiến đuổi tới Văn Châu đi. Tri âm, vi khuẩn gây bệnh cuồng đao tam lãng, lục tử, mang hai Hồ Kiến người tới làm qua năm yến bản ghép không? Da đen hảo hữu, cầu đầu lâu lâu chủ phá dương kích quách đại, giận xoa trên lầu chó đầu biểu lộ. Chương này chó đầu biểu lộ hiển nhiên là lâm thời gia công, chó trên đầu còn nổi một cái cuồng đao tam lãng màu đỏ kiểu chữ danh tự. Cuồng đao tam lãng, phá dương kích quách đại. Giận xoa tam lãng chó đầu biểu lộ. Chương này biểu lộ là bên trên một chương chó đầu hình tiến hóa bản, động thái biểu lộ hình bên trong chó đầu bị thành cuồng đao tam lãng đầu.
Đông Phương Lục tiên tử, Quách đại thúc thúc chính là Hồ Kiến người. Cuồng Đao Tam Lãng, ta đều không biết tự đen Quách vẫn còn có Hồ Kiến người thuộc tính. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ Bắc Hà tán nhân lúc này nhìn không được ấm áp nhắc nhở, Lục tử, người đang lái xe sao? Lúc lái xe phải chú ý tập trung tinh thần, không muốn đem lực chú ý phân tán đến nói chuyện phiếm bên trong. Hắn cũng không muốn một hồi Văn Châu thị quần bạn trò chuyện sẽ lúc, Lục tử đẩy một đám thi thể đến tống thư hàng nhà tập hợp. Sa thần Đông Phương Lục tiên tử, bị thương vọng thiên biểu lộ trước mấy ngày, muốn lái xe đi sát phách nước Thu Danh Sơn. Kết quả ở trên biển mở ra nửa đường lúc, tị thủy trận pháp không khống chế tốt, cỗ xe dỉ nước chìm đáy biển, còn không vớt lên tới. Bắc Hà tán nhân. Đông Phương Lục tiên tử tiếp lấy lại phát trương tự chụp hình nàng lúc này, chính đạp xe đạp, tại trên sơn đạo xuyên qua. Cuồng Đao Tam Lãng kịp thời bổ trương biểu lộ hình, dài như vậy chân không đạp xích lô đáng tiếc. JPG. Phá Dương kích Quách đại, giận xoa trên lầu Tam Lãng chó đầu biểu lộ. Lại là trương tiến hóa qua đi biểu lộ hình, động thái hình bên trên Cuồng Đao Tam Lãng tóc dài bay lên, theo xoa chó đầu động tác không ngừng vung vẩy. Cuồng Đao Tam Lãng. Hồ Kiến Quách Hắc Tử đây là để mắt tới hắn. Hắn mỗi một lần tại quần bên trong phát biểu, Quách Hắc Tử liền lập tức liền bổ sung Tam Lãng cẩu đầu lâu. Bắc Hà tán nhân an ủi, Lục tử đừng thương tâm, xe sớm muộn sẽ vớt lên tới. Chủ yếu người không có việc gì liền tốt, mà lại, xe đạp cũng rất tốt. Bảo vệ môi trường. Đáng tin hậu bối, da trắng Vũ Nhu tử, vậy liền định như vậy, chúng ta tại Văn Châu thị tập hợp đi. Ta cùng Tống tiền bối tới trước Kim Liên thế giới, đem Tống thúc thúc bọn hắn tiếp vào Văn Châu thị. Cha ta còn đang bế quan, ta năm nay cũng có thể tại Văn Châu thị ăn Tết. Tống Thư Hàng nói bổ sung, cái kia các tiền bối có thể đến Văn Châu tụ hợp. Chúng ta một hồi mở cổng không gian liền đi qua. Mộng giới bên trong. Thất Tu Thánh Quân duỗi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ bên cạnh Linh Điệp Thánh Quân, nói, muốn không, Linh Điệp đạo hữu ngươi lại trở về bế cái quan. Dù sao Vũ Nhu tử đều tại quần thảo luận cha còn đang bế quan. Nếu như lúc này Linh Điệp Thánh Quân đột nhiên nhảy ra, Vũ Nhu tử không cũng rất thật mất mặt sao? Linh Điệp Thánh Quân, ta là Bạch Tiền Bối phen cuồng Bạch Hạc chân quân, cùng với Bạch Tiền Bối ăn Tết, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy về quốc nội. Thật hâm mộ cùng với Bạch Tiền Bối Thư Hàng, muốn trở về, chỉ cần Bạch Tiền Bối một cái không gian bí pháp là được. Không cần giống như ta vậy đi đường toàn bộ nhờ cánh bay. Cuồng Đao Tam Lãng, Bạch Hạc, người nhanh rút về tin tức, không muốn cho Thư Hàng trang bức cơ hội. Phá Dương kích Quách đại, giận xoa trên lầu Tam Lãng sọ não biểu lộ. Bạch Hạc chân quân, ăn rất ngon biệt tuyết tiên cơ, cái kia ăn Tết hiến tự điển món ăn, liền từ ta cùng Sở Sở đi làm đi. Mặt khác, ta đồng ý Tam Lãng, Bạch Hạc đạo hữu ngươi nhanh rút về tin tức đi, không nên bị Thư Hàng thấy được. Bạch Hạc chân quân, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền rút về đi, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn có rút về tin tức công năng sao? Hơi chút thao tác về sau, Bạch Hạc chân quân thật đúng là tìm được rút về tin tức tuyển hạng. Hệ thống nhắc nhở. Ta là Bạch Tiền Bối phen cuồng Bạch Hạc chân quân rút về một đầu tin tức. Bạch Hạc chân quân, o cái lớn ca. Hệ thống nhắc nhở, server, trình cầu đàn, quân chủ Tống Thư Hàng, hoàn nguyên một đầu Bạch Hạc chân quân rút về tin tức. Sau một khắc, vừa bị Bạch Hạc chân quân rút về tin tức, lại bắn ra ngoài. Cuồng Đao Tam Lãng. Bạch Hạc chân quân. Biệt tuyết tiên cơ. Quá mức a. Rút về tin tức lại còn mang hoàn nguyên công năng. Tống Thư Hàng, ha ha ha, không nghĩ tới sao, ta còn có chức năng này. Kim Long khăn quàng cổ Bạch Long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng, Bạch Hạc chân quân, ta hiện tại mở cổng không gian, đã không cần Bạch Tiền Bối hỗ trợ á. Cuồng Đao Tam Lãng, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, mau mau im ngay, không nên nói nữa đi xuống. Đáy biển mộ tràng đội bóng đá Giao Bá chân quân nghi ngờ nói, hôm nay Tam Lãng đạo hữu, có chút kỳ quái a. Một mực tại nhằm vào Tống Thư Hàng tiểu hữu, hơn nữa còn không cho hắn đem nói cho hết lời. Giao Bá chân quân lâm vào trầm tư, hắn lôi kéo nói chuyện phiếm ghi chép, sau đó án lấy Bạch Hạc chân quân lời nói đến thôi diễn, rút ra mấu chốt trong đó từ cánh cửa không gian, ngăn cản Tống Thư Hàng trang tất, đã không cần Bạch Tiền Bối hỗ trợ. Ngọa thảo. Giao Bá chân quân cảm giác mình khả năng đoán được chân tướng nhưng là, phía trước một đến bát phẩm thiên kiếp còn chưa tính.
nhưng cửu phẩm thiên kiếp lời nói, không phải cần 1000 ngày lâu sao? Tam lãng tiền bối, sắp hết năm, Tống Thư Hằng còn phụ cái ngại ngùng cười biểu lộ. Cuồng đao tam lãng, Thư Hằng đây là chủ động rời đi chủ đề. Phối hợp như vậy bá Tống, không khỏi để tam lãng hồi tưởng lại lúc trước vừa gia nhập cửu châu nhất hào quần, cái kia run lẩy bẩy tiểu manh tân. Thời điểm đó bá Tống nhiều khả ái, bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, làm việc đặc biệt cẩn thận, cho người ta một loại túng manh cảm giác. Mà lại mỗi khi hắn gặp gỡ chút ít sự, liền sẽ lập tức đến quần bên trong tìm kiếm các tiền bối trợ giúp. Chẳng lẽ là lập tức sẽ bước sang năm mới rồi, sở dĩ bá Tống khó được trở về tiểu manh tân tính cách. Sở dĩ, tam lãng tiền bối, ta muốn ăn Tết hồng bao, Tống Thư Hàng vẫn là không có từ bỏ. Trước mắt. Muốn một cái cả một đời duy nhất cửu châu nhất hào quần các tiền bối hồng bao ý nghĩ, đã thành bá Tống chấp niệm. Không điều kiện liền bản thân chế tạo điều kiện. Chỉ muốn ra mặt đủ dày, có thể chiếm được mấy cái hồng bao là mấy cái. Năm nay nếu không tới ăn Tết hồng bao, năm tới thì càng không thể nào. Tống Thư Hàng rất có tự mình hiểu lấy. Năm nay tuyệt đối là hắn sau cùng muốn hồng bao cơ hội. Qua cái này năm tới dù là hắn ra mặt dù dày, khẳng định cũng không có biện pháp hướng tiền bối nhóm nũng nịu cầu hồng bao. Cuồng đao tam lãng. Không biết xấu hổ. Còn tưởng rằng bá Tống ăn Tết trong lúc đó phải đổi về tiểu manh tân, kết quả lại là muốn dùng vấn đề này áp chế hắn. Đã từng cái kia tại quần thảo luận lời nói đều rụt rè tiểu manh tân, bây giờ lại học xong như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Thật có lỗi, người mới vừa nói cái gì? Cuồng đao tam lãng nói. Ta muốn ăn Tết hồng bao. Tống Thư Hàng mặt dạn mày dày tiếp tục nói. Không, phía trên một câu, cuồng đao tam lãng nói. Tống Thư Hàng phục chế phía trên phát biểu gián, sở dĩ, tam lãng tiền bối. Ai là ngươi tam lãng tiền bối? Chớ nói lung tung a, Tống tiền bối. Ta rõ ràng là ngươi tiểu tam lãng hậu bối. Cuồng đao tam lãng nghĩa chính ngôn từ nói. Tống Thư Hàng, lệ chi tiên tử, tô thị khỉ lớn tô thị A Thất, ngọa thảo. Ta biệt danh còn không đổi lại đến. Đáng tin hậu bối, da trắng vũ nhu tử, tam lãng tiền bối, người chớ học ta. Cửu châu nhất hào quần bên trong, chỉ có nàng gọi như vậy Tống Thư Hàng. Nếu như tam lãng cũng học kêu lời nói, luôn cảm giác rất quái lạ. Mỹ ngư nhân, phòng tối ngư kiều kiều, ta đây là xuyên qua rồi sao? Vì cái gì ta vừa kết thúc hôm nay học tập, tam lãng tiền bối liền biến thành Thư Hàng hậu bối rồi. Tại ta bế quan thời điểm, thế giới tuyến biến thiên rồi. Ngư kiều kiều tu hành kết thúc rồi à? Ăn Tết có thể tới không? Đã lâu không gặp, Tống Thư Hàng nói. Ngư kiều kiều hơi suy nghĩ một chút, nói, ta đi xin phép nghỉ 2 ngày. Giao bá chân quân, đối lão cha, muốn hay không thừa dịp ăn Tết cơ hội đem lão mụ hống trở về. Giao bá chân quân, nói chuyện riêng. Thiên đường triệu hoán thanh âm tạo hóa pháp vương. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá tiền bối, cũng không dễ dàng đây. Hoàng Sơn mụ mụ, quần chủ Hoàng Sơn tôn giả tâm mệt mỏi nói, Thư Hàng, đừng làm rộn. Năm nay hồng bao đại gia đã hẹn, muốn phát cho ngươi đệ tử. Mặt khác, chúng ta cùng ngươi sắt thép phân thân chuẩn bị sớm trước từ trong di tích đi ra. Trước qua hết năm, lại quay đầu tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Cái di tích kia, dù cho có Tống Thư Hàng sắt thép phân thân tương trợ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đả thông phó bản. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn mụ mụ, ta từ tu luyện tới hiện tại, đều không thu qua quần bên trong tiền bối ăn Tết hồng bao. Hoàng Sơn tôn giả, hắn ngắm nhìn trong tay mình lặng lẽ vì Tống Thư Hàng chuẩn bị ăn Tết hồng bao, nghĩ, lại đưa nó lấp trở về. Thân là hợp cách quần chủ, ngẫu nhiên cho quần viên phát điểm phúc lợi là cơ bản thao tác. Quan tâm Hoàng Sơn tiền bối đã sớm nghĩ tới Tống Thư Hàng năm nay khả năng không cách nào thu đến hồng bao tiếc nuối, sở dĩ âm thầm vì hắn chuẩn bị một phần hồng bao. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Thư Hàng hồng bao quả nhiên vẫn là được rồi. Mà lại, Hoàng Sơn tôn giả còn cố ý nhắc nhở, Tống Thư Hàng, lần này chúng ta từ trong di tích lấy ra rất nhiều làm pháp khí khí linh yếu ớt ý thức thăng cấp vật chất. Toàn thể thành viên, ăn Tết lúc. Ta cùng Thư Hàng vì mọi người chuẩn bị phần lễ vật là có thể làm khí linh thăng cấp vật chất. Phối hợp trước đó thiên đạo thuốc nhỏ mắt, tranh thủ có thể để đại gia pháp khí nhanh chóng sinh ra khí linh. Đây coi như là ta cùng Thư Hàng cho đại gia chuẩn bị ăn Tết hồng bao. Không chỉ có không thu được hồng bao,
mà lại ngươi vẫn phải cho đại gia phát hồng bao. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, vọng thiên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có muốn đem hồng bao hai chữ từ tu chân nói chuyện phiếm trong hệ thống che đậy xúc động. Thân là chủ server hắn, hoàn toàn chính xác có cái này quyền hạn. Xúc cứt quan tàng thiên câu Chu Ly, Hoàng Sơn tôn giả, Hoàng Sơn lão đại, lần này đi Thư Hàng nhà ăn Tết, có thể mang thân thuộc sao? Có biệt tuyết tiên cơ ăn Tết tiệc, còn có thể để pháp khí thăng cấp hồng bao. Chu Ly trước tiên liền nhớ tới bản thân nho ra người yêu, muốn mang hắn tới tham gia lần này bá tống nhà ăn Tết khánh điển. Chuẩn, Hoàng Sơn tôn giả gật đầu nói. Toàn quần người đều lên Thư Hàng nhà ăn cơm, loại cảm giác này thật tốt. Thiên phủ khí tông Dương Huyền gật đầu khen. Tống Thư Hàng. Đợi đã, Dương Huyền tiền bối. Như ngươi loại này thuyết pháp rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Toàn đoàn người lên nhà ta ăn cơm. Làm tựa như là ta cúp, sau đó các ngươi tập thể tới ăn tang lễ cơm một dạng. Rõ ràng là ăn Tết, cứng rắn là bị ngươi nói ra cảm giác tử vong tới. Mặt khác, nhiều người như vậy muốn một hơi tới, hắn tại Văn Châu Thị nhà khẳng định an bài không hạ. Tốt tại, hắn có hạch tâm thế giới. Đến lúc đó, chỉ cần đem hạch tâm thế giới mở cửa vào, an trí tại nhà mình là đủ. Hạch tâm thế giới lớn nhỏ, cũng đầy đủ quần bên trong thành viên làm ầm ĩ, chơi thống khoái. Nói không chừng, còn có thể đem hạch tâm thế giới mỗ khối mặt đất trào hàng ra ngoài, kiếm chút linh thạch. Mặc dù hắn đáp ứng Bắc Phương tiền bối, qua mấy ngày sẽ đem hạch tâm thế giới cấp cho bọn hắn cử hành nghi thức. Bất quá tính toán thời gian, hẳn là sẽ không cùng ăn Tết tiết mục xung đột. Lại nói Bạch tiền bối đâu? Bạch Hạc Chân Quân nghi hoặc hỏi, Bạch tiền bối hẳn là đối ăn Tết tụ hội loại này tiết mục cảm thấy rất hứng thú mới đúng. Nhưng lần này, Bạch tiền bối cơ hồ không phát biểu. Sẽ không bế quan a? Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Bạch tiền bối lên tiếng trả lời. Muội khống điền thiên đảo chủ, Bạch tiền bối có cái gì phiền não? Không, không có, ta là đang nghĩ, ăn Tết lời nói, muốn hay không náo nhiệt một điểm. Tỷ như, chuẩn bị một số ăn Tết tiết mục, Bạch tiền bối chậm rãi nói. Liền giống như Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối cũng tại chân quý lần này ăn Tết cơ hội. Hắn hy vọng lần này quần bên trong thành viên có thể tận lực tới tham gia ăn Tết, hắn hy vọng lần này ăn Tết có thể nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu, thật vui vẻ tiến vào năm tới. Tạo hóa Pháp Vương, ăn Tết tiết mục lời nói, ta có thủ ca khúc mới. Ta nguyện ý cái thứ nhất lên đài biểu diễn. Đáy biển mộ tràng đội bóng đá giao bá chân quân, đáy biển mộ tràng, 50% ưu đãi, mua lớn đưa nhỏ. Tạo hóa Pháp Vương. Giao bá chân quân đây quả thực là khinh người quá đáng. Cái này quảng cáo đột nhiên cắm vào, không phải liền là lạ ám chỉ nghe hắn ca muốn mạng sao. Tạo hóa Pháp Vương cái này bạo tính tình lập tức liền không nhịn được, Hoàng Sơn tôn giả, Hoàng Sơn mụ mụ, cấm giao bá. Gần sang năm mới, chào hàng cái gì đáy biển mộ địa, nhiều điểm xấu. Hải khí, phi. Cho dù ở Cửu Châu nhị hào quần bên trong, Hoàng Sơn tôn giả vẫn như cũ là quần chủ Tống Thư Hàng chỉ là cái vật dẫn dùng server. Hệ thống tin tức nhắc nhở, server, trình cầu đàn, quần chủ Tống Thư Hàng đã bị quần chủ Hoàng Sơn tôn giả cấm ngôn 60 phút đồng hồ. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta có thể là cái giả server. Mà lại, vì cái gì đột nhiên muốn cấm ngôn ta? Vì cái gì ta đột nhiên liền cõng nổi rồi? Xử lý giấy chứng nhận Tuyết Lang động chủ, Hoàng Sơn tiền bối nghiêu phê. Không nghĩ tới liên phục vụ khí Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng có thể bị cấm ngôn. Sự thật chứng minh, giết gà dọa khỉ là phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Hệ thống nhắc nhở, thiên đường triệu hoán thanh âm tạo hóa Pháp Vương rút về một đầu tin tức. Tạo hóa Pháp Vương túng túng rút lui ngôn. Tiếp lấy hắn lại lần nữa tổ chức tiếng nói của chính mình nói, Hoàng Sơn ca ca, ngươi nhìn cái kia giao bá đạo hữu, gần sang năm mới còn chào hàng đáy biển mộ địa, đơn giản không phải người, còn mời Hoàng Sơn ca ca chủ trì công đạo. Hệ thống nhắc nhở, tạo hóa Pháp Vương, cuồng đao tam lãng, huyền nữ môn vân thức tử, đồng quái tiên sư, huyền yêu đậu đậu, đông phương tĩnh tuyết, đã bị quần chủ Hoàng Sơn tôn giả cấm ngôn 60 phút đồng hồ. Hiện thế các nơi. Tạo hóa Pháp Vương, hắn biết mình túng trễ. Cuồng đao tam lãng. Vân thước tử. Từ đầu tới đuôi đều an tĩnh không phát biểu đồng quái. Đậu đậu một mặt mộng bức. Đông phương tĩnh tuyết tiên tử. Tam lãng, vân thước tử, đồng quái, đậu đậu,
Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử một vạn cái không hiểu. Tạo hóa Pháp Vương cùng Tống Thư Hàng là mình muốn chết. Nhưng bọn hắn mấy cái hôm nay từ đầu tới đuôi đều rất ngoan ngoãn a. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức dùng VIP công năng, lặng lẽ kéo Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, Đậu Đậu, Đồng Quái, Vân Tức Tử tạo thành một cái lâm thời thảo luận tổ, Đậu Đậu, Hoàng Sơn tiền bối hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ là thân thích tới? Như thế táo bạo. Đậu Đậu, ta cũng không biết a, ta cũng rất nghi hoặc a. Hoàng Sơn hiện tại bản lấy khuôn mặt, ta đều không dám hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Đậu Đậu sợ bản thân hỏi nhiều một câu, Hoàng Sơn tại ăn Tết trước liền đem hắn đuổi ra Hoàng Sơn phủ, đưa vào đến chính nó Đậu Đậu phủ đi, vậy nó cỡ nào tịch mịch. Đồng Quái tiên sư, mấy người các ngươi còn chưa tính, chỉ ít đều tại quần bên trong lên tiếng. Hôm nay ta nhưng là một cái từ đều không phát qua a. Đồng Quái cảm giác mình đơn giản so Đậu Nga còn oan. Hắn đây cũng không phải là nằm trúng đạn, mà là đào hố đem bản thân chôn còn bị đánh pháo oanh. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử chậm rãi nói, ta nghĩ, Hoàng Sơn tiền bối có phải là vì dự phòng? Cuồng Đao Tam Lãng, dự phòng cái gì? Ta nghĩ, hẳn là dự phòng bệnh tim đi. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nói, gần sang năm mới, Hoàng Sơn tiền bối nhất định vì dự phòng chúng ta mấy cái tìm đường chết kích thích đến hắn, thế là hắn liền dứt khoát đem chúng ta mấy cái cấm ngôn. Nhìn kỹ danh sách lời nói liền có thể phát hiện, chúng ta mấy cái một mực là quần bên trong tối khiêu. Vân Tước Tử tự nhiên hào phóng thừa nhận nói, ha ha ha, tốt có đạo lý. Nàng phi thường có tự mình hiểu lấy, dù sao chính nàng có bao nhiêu tìm đường chết, chính nàng rõ ràng. Cuồng Đao Tam Lãng, ta đã hối cải để làm người mới, đều đã trải qua gọi Tứ Lãng. Tứ Lãng a, ngươi so Tam Lãng thêm một làn sóng. Đậu Đậu trả lời. Cuồng Đao Tam Lãng. Đồng Quái tiên sư, ta không phục, nếu như muốn cấm ta. Lão Bắc Hà vì cái gì không cùng lúc bị cấm rơi? Tỉnh, tính hắc quẻ. Đậu Đậu nói, ngươi là quần bên trong tìm đường chết bảng 3 vị trí đầu tuyển thủ, Lão Bắc Hà lại là quần bên trong còn sót lại mấy khỏa lương tâm, các ngươi có so sao? Lão Bắc Hà, nho ra hằng hỏa đạo hữu, đại tiền bối thất tu thánh quân cộng quần chủ Hoàng Sơn, là cửu châu nhất hào quần lương tâm ngăn, là bọn hắn chống được cửu châu nhất hào quần danh giới cuối cùng. Cho dù là Đậu Đậu cũng không thể không thừa nhận. Nếu như cửu châu nhất hào quần không có mấy vị này lời nói, đã sớm xong. Đồng Quái tiên sư, liền Đậu Đậu đều như thế đâm hắn tâm, cái này thiên còn thế nào trò chuyện? Trò chuyện không nổi nữa. Sư phụ ta Ngân Quái kêu gọi ta trước hạ. Đồng Quái tiên sư khua tay nói. Cửu châu nhị hào quần bên trong. Một hơi đem nhất biết tìm đường chết mấy tên cấm ngôn về sau. Hoàng Sơn tiền bối chỉ cảm thấy có một cổ thanh lương khí tức từ phế phủ bên trong phát ra, tràn vào trái tim, khuếch tán đến toàn thân. Ta đã sớm nên làm như vậy. Hoàng Sơn tiền bối cảm giác tim đập đều biến vui vẻ, mỗi một lần nhịp tim đều bài tiết ra hạnh phúc khí tức. Ăn Tết thường có tiết mục gì, đều báo lên, có thể báo cho ta hoặc là Bạch tiền bối, Bắc Hà, Hằng Hỏa, cũng có thể báo cho thất tu tiền bối cùng Vũ Nguyệt Chân Quân. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem tiết mục tổng kết một chút, đến lúc đó nhiệt nhiệt nháo nháo qua hết cái này năm. Tiếu Dung biểu lộ Hoàng Sơn tiền bối lên tiếng nói. Cấm ngôn mấy cái kia tìm đường chết kẻ tái phạm về sau, Hoàng Sơn tiền bối liền văn tự bên trong đều để lộ ra một loại vui sướng cảm giác. Đông Phương Lục tiên tử, ăn Tết muốn hay không lại tổ chức một lần đua xe. Giống máy kéo tranh tài một dạng, lúc này đến cái xe đạp thi đấu. Vụ nổ hạt nhân đại tiên hiến công cư sĩ. Đua xe quá trình muốn hay không gia nhập chiến đấu nguyên tố. Diệt Phượng công tử nhãn tình sáng lên, Transformer. Ta Diệt Phượng Hào hệ thống đã thăng cấp, đủ để chế tạo ra Diệt Phượng Hào siêu cấp cơ giáp. Dẫn lực sóng lưu huỳnh tiên tử, Transformer lời nói, thời gian quá cấp bách. Một ngày rưỡi thời gian, căn bản không đủ chúng ta đem xe cải tiến thành cơ giáp. Đến lúc đó cũng không thể để Diệt Phượng ngươi mở ra cơ giáp, điên cuồng ẩu đả chúng ta a. Thất sinh phù phủ chủ, cái kia, không bằng trực tiếp lên máy xúc, xe lu, máy ủi đất loại hình, sau đó trình diễn đại loạn đấu. Thất sinh phù nhanh rút về, đừng cho lục tử nhìn thấy câu nói này. Tuyết lang động chủ vội vàng kêu lên, lần trước xe đẩy trong trận đấu, đám người bị Đông Phương Lục tiên tử triển ép ký ức còn thoáng như hôm qua. Đông Phương Lục tiên tử, ta đã thấy được. Tuyết lang động chủ cắn răng một cái, dày mặt sói đền bù nói. Thất sinh phù đạo hữu ngươi nhanh rút về,
cái này như thế hay lắm đề nghị, để cho ta tới nói. Nếu như đề nghị này thật sự bị thải nạp, vạn nhất hắn bị Đông Phương Lục Tiên Tử để mắt tới làm sao bây giờ? Sở dĩ lúc này, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp đền bù một chút. Mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao cũng phải cố gắng một chút. Cố gắng không nhất định có kết quả, nhưng không cố gắng liền nhất định không kết quả. Thất sinh phù phủ chủ. Nho gia Kim Liên thế giới bên trong. Tống Thư Hàng nhìn qua Cửu Châu số 2 quần nói chuyện phiếm nội dung, trong lòng ngứa. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại bị cấm ngôn, có miệng khó trả lời. Hắn chỉ có thể đem nói chuyện phiếm nội dung hình chiếu đi ra, để trên người vật trang sức cũng ngó ngó, sau đó cùng trên người vật trang sức nhóm tâm sự chủ đề. Nhìn thấy Hoàng Sơn tại thu thập ăn Tết tiết mục. Xích Tiêu Kiếm tiền bối trong lòng hơi động nói, tiên tử, ăn Tết tiết mục bên trên, chúng ta biểu diễn nuốt kiếm đi. Công đức xà mỹ nhân. Tống Thư Hàng. Mà lúc này, tại Kim Liên thế giới một chỗ khác. Đạo tử đang tại định ngày hẹn bản thân mấy vị sư đệ, cùng nho ra các hệ gia chủ hắn cần nho ra viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Đạo tử là trước Tống Thư Hàng một bước đi vào nho ra thế giới. Lúc này, nho ra 13 kiếp tiên bên trong 5 vị, an tĩnh ngồi ở trước mặt hắn. Ôn Tồn Lễ Độ thứ 2 kiếp tiên Ôn Tử. Tươi Mát Tuấn Giật thứ 3 kiếp tiên Nhan Tử. Có chút còn mọt sách khí tức Thất Ngốc Ngốc. Tinh Thần Phấn Chấn 11 kiếp tiên Ngọc Tử. Còn có trước mắt chỉ còn lại có nhục thân, thần thức không gian chỗ sâu gửi lại lấy Côn Vương một sợi ý thức Nguyên Tử. Kinh lịch Côn Vương bị Bá Tống đánh nổ thành chứng sự kiện về sau, nho ra kiếp tiên nhóm đều biết Nguyên Tử không gian ý thức chỗ sâu cất giấu Côn Vương, sở dĩ Nguyên Tử giờ đây bị nho ra 4 vị kiếp tiên chặt chẽ chăm sóc, mang theo trên người một tấc cũng không rời. Ngoại trừ cái này 5 vị nho ra 13 kiếp tiên bên ngoài, còn có mấy vị nho gia thân phận cao nhất gia chủ vốn là Hằng Hỏa Tôn giả cũng cần phải ở chỗ này, bất quá nghe được Tống Thư Hàng muốn đi qua về sau, Hằng Hỏa Tôn giả liền đứng dậy đi nghênh đón Tống Thư Hàng. Bá Tống cái này thánh hào, tại nho gia có phi thường đặc thù ý nghĩa. Hiện tại toàn nho gia đệ tử đều cho rằng Bá Tống là nho gia thánh nhân chuyển thế. Coi như không nói điểm ấy, Bá Tống mấy lần cứu nho gia tại hoạn nạn bên trong, đối nho gia có đại ân. Hắn muốn đi qua. Nho ra tự nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Nguyên tử thể nội cái kia sợi Côn Vương ý thức nhìn thấy đạo tử lúc, kém chút sẽ khóc nho ra cư nhiên lại ra một tôn trường sinh giả. Mà lại cái này đạo tử, khí tức vô cùng kinh khủng, rất được nho ra thánh nhân chân truyền. Đối mặt hắn lúc, tựa như là đối mặt nho ra thánh nhân tái thế, khiến cho Côn Vương nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đại sư huynh vô năng, để cho các ngươi chịu khổ. Đạo tử nhìn thấy 4 vị chưa hoàn chỉnh phục sinh sư đệ, trong lòng phát khổ. Nho ra đại nạn, hắn thân là đại huynh, lại không có thể bảo vệ được sư đệ của mình. Hiện tại, 4 vị sư đệ mặc dù phục sinh lại là không trọn vẹn thân thể. Đạo tử lúc này trong nội tâm tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm tự trách, cơ hồ muốn đem tâm linh của hắn thôn phệ. Đại ngốc ngốc ngươi không cần chú ý, thân là nho ra đệ tử, chúng ta chưa bao giờ hối hận qua. Đệ thất kiếp tiên chỉ tử nghiêm túc nói. Đạo tử. Đại ngốc ngốc. Trong lòng của hắn cái kia như sóng lớn tự trách cảm xúc, đều bị đánh gãy như vậy một sát na. Thứ hai kiếp tiên Ôn Tử ngẩng đầu vọng thiên. Từ khi lần kia cùng tiểu sư muội gặp mặt qua đi, thất ngốc ngốc liền triệt để ngốc ngốc. Thứ 11 kiếp tiên Ngọc Tử một tay bịt thất sư huynh miệng, đối đạo tử cười nói. Đại sư huynh, sư phụ một mực dậy bảo chúng ta muốn trong ngoài như một. Bề ngoài cường đại không phải thật sự cường đại, nội tâm cường đại mới thật sự là cường đại. Chúng ta, đều không mềm yếu như vậy. Thứ hai kiếp tiên Ôn Tử hòa hoãn tiếp lời nói, có thể mượn sư phụ lưu lại phục sinh trận pháp, lại hiện ra nhân thế, chúng ta 4 người đã phi thường thỏa mãn. Huống chi, mượn Bá Tống đạo hữu trợ giúp, chúng ta tại thế thời gian được đến kéo dài. Thời gian lâu như vậy, đủ để cho chúng ta đền bù tiếc nuối. Thứ ba kiếp tiên Nhan Tử gật đầu nói, nho ra thiếu thốn rất nhiều truyền thừa, mà Bá Tống cho chúng ta tục lên thời gian, đủ để cho chúng ta hoàn thành nho ra thiếu thốn truyền thừa. Mà lại, về thời gian còn có dư, chúng ta đã không có tiếc nuối. Thân là nho ra 13 kiếp tiên, trong bọn họ tâm như bên ngoài mạnh mẽ như nhau. Sở dĩ, dù là nhóm người mình còn sót lại thời gian đã không nhiều, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không có e ngại qua. Có thể có cơ hội bù đắp lão sư truyền thừa, đem nho ra thiếu thốn công pháp. Kinh thư hoàn thiện, chính là tâm nguyện của bọn hắn. Mà lại,
giờ đây biết rồi đại ngốc ngốc ngươi đã chứng đạo trường sinh, vậy chúng ta liền càng thêm an tâm. Thất ngốc ngốc nói, có cảnh giới trường sinh đại ngốc ngốc tại, cho dù bọn họ bốn người tiêu tán, đại ngốc ngốc cũng đủ để thủ hộ Nho gia mà lại, còn có Uyên Tử thân thể có thể trợ đại ngốc ngốc một chút sức lực. Nhưng mà, ta lại làm không được cứ như vậy không tiếc. Đạo tử nhìn thẳng vào bốn vị sư đệ, trầm giọng nói, sở dĩ, ta còn muốn đụng một cái, đây cũng là ta muốn tới tìm các ngươi nguyên nhân. Đại sư huynh ngươi muốn làm gì? Thứ hai kiếp tiên ôn tử nhíu mày. Nếu như ngươi muốn đi làm chuyện nguy hiểm, chúng ta không cho phép. Thứ ba kiếp tiên nhan tử phụ tiếng nói cảnh giới trường sinh đạo tử, là Nho gia tương lai thủ hộ giả. Giờ đây cùng Nho gia có oán thiên đạo đã sụp đổ, có đạo tử tại, đủ để đời đời thủ hộ Nho gia phát triển. Sở dĩ, bọn hắn không cho phép đạo tử có sai lầm. Ta muốn làm, là để đại gia có thể hoàn chỉnh phục sinh, đã không còn thiếu thốn. Đây là ta thân là đại sư huynh chức trách, mà lại, các ngươi không cần khuyên ta. Việc này, sư phụ cũng là đồng ý. Đạo tử chậm rãi nói. Muốn thuyết phục sư đệ của mình, hắn nhất định phải chuyển ra sư phụ tới. Thất ngốc ngốc sững sờ, sau đó vui vẻ nói, sư phụ đồng ý. Chẳng lẽ, sư phụ? Đạo tử lắc đầu, sau đó hắn lấy ra nho điển, lật ra trên đó Nho gia thánh nhân nhắn lại. Nho điển, hắn vì sao lại tại đại sư huynh ngươi cái này? Tam sư đệ nhan tử nghi ngờ nói. Thứ hai kiếp tiên ôn tử tiếp nhận nho điển, nhìn lấy trên đó Nho gia thánh nhân bút ký cùng nhắn lại, hốc mắt ướt át. Phía trên thật là Nho gia thánh nhân di ngôn. Sư phụ, cứ nhiên đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Liền bọn hắn phục sinh có thiếu, sư phụ đều đã trải qua suy tính ra, cũng thay bọn hắn sắp xếp xong xuôi đường lui. Đại ngốc ngốc việc ngươi cần sự tình, nguy không nguy hiểm. Lúc này, thất ngốc ngốc cứng nhắc hỏi, nếu như nguy hiểm lời nói, cho dù là ý của sư phụ, chúng ta cũng không đồng ý. Cũng không nguy hiểm, ta cam đoan. Đạo tử mỉm cười nói, sư phụ vì ta lưu lại giữ gốc thủ đoạn, dù là đón lấy đến ta việc cần phải làm thất bại, sư phụ lưu lại thủ đoạn cũng đủ làm cho ta phục sinh. Sở dĩ, các ngươi cứ yên tâm đi. Nho điển vượt không mà đến, hắn chính là sư phụ vì ta lưu chuẩn bị ở sau. Nho điển vượt không mà đến. Thứ ba kiếp tiên nhan tử sắc mặt biến càng thêm cổ quái. Nho ra bốn vị kiếp tiên đều biết nho điển trước đó tại bá tống trong tay, từ tiểu sư muội đảm bảo. Mà bây giờ, nho điển nhưng từ bá tống cái kia vượt không đến đại sư huynh đạo tử trong tay. Giờ khắc này, cho dù là bốn vị nho ra kiếp tiên, cũng bắt đầu hoài nghi lên bá tống thân phận tới. Hẳn là. Bá tống thật sự là sư phụ chuyển thế. Mà ta lần này qua hết đến, là muốn hướng Nho gia mượn thiên đình mảnh vỡ. Ta sau đó phải việc làm, cần thiên đình mảnh vỡ hiệp trợ. Đạo tử trầm giọng nói. Bốn vị Nho gia kiếp tiên nhìn lấy Nho điển bên trên sư phụ nhắn lại nhìn đặt quyết tâm đại sư huynh, bốn người liếc nhau về sau, thở dài, đã như vậy, chúng ta không dị nghị. Sau lưng mấy vị Nho gia phụ huynh đồng dạng gật đầu trên thực tế. Lấy đạo tử thân phận, muốn thiên đình mảnh vỡ chỉ cần chuyện một câu nói. Nho gia 13 kiếp tiên đối Nho gia mà nói, có được không tầm thường địa vị. Như vậy cứ thế quyết định, đạo tử lộ ra ôn nhu biểu lộ. Lần này, nhất định sẽ làm cho các sư đệ, hoàn chỉnh phục sinh. Mặt khác, nhân lúc rảnh rồi, đi gặp lần bá tống đi. Đạo tử lúc này còn không biết Bắc Phương Đại Đế đã cùng bá tống thỏa đàm thiên đình mảnh vỡ sự. Sở dĩ, đã bá tống đi tới Nho gia, vậy hắn không bằng đi cùng bá tống nói chuyện thiên đình mảnh vỡ. Đạo tử biết tống thư hàng trong tay có một bộ phận viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, trong đó có mấy khối vẫn là hắn đưa tặng cho bá tống. Hắn nghĩ đến có thể hay không thương lượng với bá tống hạ, mượn viễn cổ thiên đình nát dùng một lát. Tại cùng sư đệ cùng Nho gia mấy vị gia trưởng đàm tốt về sau, đạo tử liền đứng dậy, trước hướng tống thư hàng vị trí bước đi. Nếu như bá tống thật sự nguyện ý mượn thiên đình mảnh vỡ lời nói, ta có phải hay không đến chuẩn bị cho hắn cái đáp lễ cái gì? Đạo tử vừa đi, một bên nghiêm túc suy tư. Nho gia trọng lễ nghi, có ân tự nhiên muốn báo. Vừa vặn theo giờ đây hiện thế thiết kỳ, không sai biệt lắm muốn bước sang năm mới rồi dáng vẻ. Không bằng một hồi gặp mặt, trước hết cho bá tống một cái hồng bao, lấy lễ phục người. Đạo tử ám đạo. Kim Liên thế giới một bên khác. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, Vũ Nhu Tử cùng một đám vật trang sức, giúp cha mẹ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về Văn Châu Thị.
Tống Mụ Mụ gần nhất khí sắc rất tốt, thậm chí tại Nho Gia ở có chút vui đến quên cả trời đất. Nguyên bản Tống Mụ Mụ còn lo lắng cho mình tại Nho Gia sẽ ở không quen, nhưng ở vài ngày sau, nàng liền không nỡ rời đi. Nơi này thật là một cái nơi tốt, Tống Mụ Mụ đối Tống Thư Hàng nói. Ở chỗ này, mỗi Thiên Nho nhà đệ tử thấy được nàng lúc, đều thân thiết xưng hô nàng là Triệu Tiên Tử. Cùng đại bộ phận nam nhân có đại hiệp mộng một dạng, đại bộ phận nữ nhân cũng hy vọng bản thân vĩnh viễn là cái xinh đẹp tiên tử. Tống Mụ Mụ mỗi ngày nghe Nho Gia đệ tử xưng hô nàng là Triệu Tiên Tử về sau, rõ ràng là muốn lần thứ hai làm mẹ người, vậy mà đều cảm giác mình giống trẻ mấy tuổi, còn kém vũ hóa thành tiên. Người mẹ hiện tại trạng thái, liền cùng năm đó ta tại Quang Đông sinh hoạt đoạn thời gian kia một dạng mỗi ngày nghe người ta gọi ta đẹp trai, dần dần bản thân bị lạc lối. Tống ba ba cười ha hả nói. Thúc thúc ngươi lúc còn trẻ nhất định cùng Tống tiền bối một dạng, như cái đẹp trai. Vũ Nhu Tử nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.